Chào mừng bạn đến với bộ truyện Ta đột phá quá nhanh tại kênh YouTube chị Google đọc truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước khi nghe chuyện này bạn vui lòng nhấn nút like, share. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký nha, không mất gì của bạn. Hành động nhỏ của bạn được coi là ủng hộ kênh rồi đó. Cảm ơn. Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện từ chương 91 đến chương 120. Chương 91, báo táp tiến mạnh sự tình đã phát triển đến đây, lại áp chế thực lực của chính mình vậy thì không phải là vì mạng sống, mà là kẻ ngu si. Vì lẽ đó, trúc vô môn chỉ là hơi làm cân nhắc, liền quyết định đón lấy toàn lực nâng lên thực lực của chính mình, chỉ cần có thể bước vào tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới, trúc vô môn ắt có niềm tin đuổi tới hoàng đế trúc chân vũ, nắm giữ tiên thiên thực lực vô địch. Đến thời điểm mặc dù không phải hoàng đế trúc chân vũ đối thủ, muốn từ dưới tay thoát thân vẫn là chuyện dễ dàng. Có điều trước lúc này mà, hay là trước tu hành một môn ẩn giấu tiên thiên nội nguyên võ công của bí thuật, tiên thiên nội nguyên phong mang quá lộ, rất dễ dàng cũng sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện ra. Trúc vô ngôn bây giờ còn không dám bại lộ thực lực chân chính, không phải vậy hoàng đế Trúc chân vũ tới tấp chuông dạy hắn làm người, cho nên vẫn là trước ẩn giấu đi tốt hơn. Mà ẩn giấu tiên tiên nội nguyên võ công của bí thuật Trúc vô ngôn đã sớm xem xét được rồi, môn võ công này bí thuật chính là tuyệt thế cấp trong bí thuật ẩn thuật. Cái môn này tuyệt thế bí thuật có thể hữu hiệu địa ẩn giấu hãn hải nội nguyên, còn có thể cùng thanh long giới hỗ trợ lẫn nhau, nếu là tu hành đến viên mãn chi cảnh. Trúc vô ngôn cũng có nắm đem dung hợp đến thanh long giới ở trong, tiến một bước mà tăng lên thanh long giới. Chúc Vô ngôn cũng không có từ từ tu hành cái môn này tuyệt thế bí thuật, dù sao tiên thiên nội nguyên phong mang quá lộ, trong hoàng cung khắp nơi nguy cơ, nhiều làm lỡ một quãng thời gian là hơn một phần nguy hiểm, vì lẽ đó chúc vô môn trực tiếp tiêu tốn điểm đột phá đem tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Đối với giờ khắc này đã nắm giữ 8 vị mấy tự do điểm đột phá chúc vô môn tới nói, đem bên trong ẩn thuật tăng lên tới tiểu thành cảnh giới tiêu hao điểm đột phá có điều việc nhỏ như con thỏ. Đang đột phá điểm dưới sự giúp đỡ, chúc vô môn giống như là tự mình tu hành bên trong ẩn thuật mấy chục trời đá đem ung dung nắm giữ, có thể hữu hiệu địa ẩn giấu tự thân hãn hải nội nguyên. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất tu hành tuyệt thế trong bí thuật ẩn thuật, ngài thu được 3.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế trong bí thuật ẩn thuật tăng lên tới nhập môn cảnh giới, ngài thu được 6.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế trong bí thuật ẩn thuật tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, ngài thu được 20.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Tu hành cùng nâng lên bên trong ẩn thuật, đầy đủ cho chúc vô ngôn mang đến gần 3 vạn điểm đột phá, trên căn bản sắp đuổi tới chúc vô ngôn vùi đầu vào trong đó điểm đột phá, nói cách khác đem bên trong ẩn thuật nâng lên đến đây, chúc vô ngôn hầu như không tiêu tốn bao nhiêu điểm đột phá. Thế nhưng ngẫm lại trước tu hành võ công tuyệt thế Cửu Long Quyền cùng tuyệt thế bí thuật Thanh Long ẩn, giới tử bí thuật chờ thời điểm, tựa hồ thu được điểm đột phá xa xa không đuổi kịp tu hành bên trong ẩn thuật, nhưng là bên trong ẩn thuật cũng không so với những thứ khác võ công tuyệt thế cùng tuyệt thế bí thuật lợi hại bao nhiêu a, à? tại sao thu được điểm đột phá sẽ cách biệt nhiều như vậy? Trúc Vô Môn hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút đặc thù gặp gỡ hệ thống quy tắc, điểm đột phá thu được bao nhiêu cùng đặc thù trình độ, sức ảnh hưởng cùng đối với Trúc Vô ngôn mang đến sâu sắc trình độ chờ có quan hệ so sánh một chút tu hành võ công tuyệt thế cùng tuyệt thế bí thuật đặc thù trình độ gần như đối với chúc vô môn sâu sắc trình độ sai biệt cũng không lớn chỉ có ở sức ảnh hưởng phương diện có lẽ có ít không giống dù sao tu hành cửu Long quyền cùng thanh long ẩn thời điểm chúc vô môn chỉ là tôi thể giai đoạn Võ giả nhưng là vào giờ phút này chúc vô môn nhưng là tiên thiên giai đoạn Võ giả cùng khi đó so với thực lực kém gấp 10 gấp trăm lần trở lên mang đến ảnh hưởng tự nhiên cũng bất đồng hay là cũng là bởi vì như vậy vì lẽ đó thu được điểm đột phá chênh lệch mới lớn như vậy đi một phổ thông tôi thể võ giả ăn cơm cùng một vị tiên thiên giai đoạn đại cao thủ ăn cơm, mặc dù ăn đều là đồng nhất loại đồ vật, sức ảnh hưởng có thể như thế sao? Giống như là trên địa cầu thời điểm, thủ phủ con trai Vương Tư Thông ăn quán ven đường đó là bình dị gần gũi, thì đấu tiếp đất khí, nhưng là một cái dân chúng bình thường ăn quán ven đường có người sẽ nói người bình dị gần gũi tiếp đất khí sao? Đây không phải tiếp đất khí, bởi vì vốn là trên đất. Vương Tư Thông ăn quán ven đường là có thể trên tin tức, một dân chúng bình thường đừng nói là ăn quán ven đường, coi như là ăn cung đình Ngọc Yến lên một lượt không được tin tức. Sức ảnh hưởng sai biệt to lớn như thế, tự nhiên thu được thu hoạch cũng bất đồng. Chẳng trách theo thực lực nâng lên, theo nắm giữ năng lượng gia tăng mãnh liệt, Trúc Vô Môn phát hiện hắn nhất cử nhất động có thể thu hoạch điểm đột phá cũng càng ngày càng nhiều. Trước đây Trúc Vô Ngôn có lẽ sẽ cảm thấy không được, như vậy sẽ làm hắn nâng lên tốc độ càng nhanh hơn, thế nhưng hiện tại mà, Trúc Vô Ngôn đã quyết định buông ra hạn chế, toàn lực tăng cao thực lực, chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Kết quả là, Trúc Vô Môn bắt đầu đọc sách, chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem cửu chiêu địa lý, ngài thu được 1.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần đầu tiên giải nam chiêu phủ sơn mạch tình hình, ngài thu được 3.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần đầu tiên giải nam chiêu phủ dòng sông tình hình, ngài thu được 5.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Vừa xuyên việt tới thời điểm, nhỏ yếu bất lực lại thê thảm Trúc vô ngôn lật xem một quyển sách, bình thường cũng là thu được mấy trăm điểm đột phá, hiện tại bước vào tiên thiên giai đoạn sau đó, tùy tùy tiện tiện là có thể thu được 1.000 trở lên điểm đột phá, tranh lệch cũng thật là rõ ràng rất. Theo một tờ trang điển tịch lật xem, đã gặp qua là không quên được chúc vô ngôn bằng tốc độ kinh người đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý, điều khác ở trong đầu, làm như vậy tự nhiên cho chúc vô ngôn mang đến cuồn cuộn không dứt điểm đột phá. Bình quân hạ xuống mỗi một bản điển tịch đều có thể cho trúc vô Môn mang đến mấy vạn điểm đột phá. Tầm cung trong thư phòng có tới hơn vạn bản điển tịch, nếu là toàn bộ xem xong, ít nói cũng có thể kiếm được mấy ức điểm đột phá đi. Nhiều như vậy điểm đột phá, đầy đủ trúc vô Môn đem thực lực tăng lên tới tiên thiên luyện khí hậu kỳ, thậm chí còn tiên thiên viên mãn cảnh giới. Bởi vì này chút điểm đột phá là từng nhóm đến, dựa vào trúc vô ngôn giờ khắc này thực lực, dễ dàng là có thể đem tiêu hóa. Đang đọc sách đồng thời, trúc vô ngôn là có thể đem những này điểm đột phá cho tiêu hóa không ngừng tăng cường thực lực của tự thân cùng gốc gác, thực lực lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng lên. Nếu như nói những võ giả khác tu luyện nâng lên tốc độ là một, dùng thiên tài địa bảo nâng lên võ giả tốc độ tu luyện là 10, như vậy Trúc Vô Ngôn vào giờ phút này nâng lên tốc độ chính là 100 trở lên, hai người căn bản khô. Âm khả đồng ngày mà nói, đặc thù gặp gỡ hệ thống nhắc nhở giống như là soạt bình như thế, liên tiếp không ngừng hiện lên ở Trúc Vô Ngôn trong đầu, Trúc Vô Ngôn thực lực nương theo lấy hệ thống tiếng vang, giống như ngồi tên lửa bình thường tiêu phi tiến mạnh chuyện đương nhiên địa, kiếm lấy tự do điểm đột phá cũng càng ngày càng nhiều. Chương 92, ngoại trừ đọc sách kiếm lấy điểm đột phá bên ngoài, Trúc Vô Ngôn cũng nghĩ đến những khác kiếm lấy điểm đột phá biện pháp. Thí dụ như ăn đồ ăn, trong hoàng cung đủ loại mỹ vị món ngon đếm không xuể, rất nhiều đều là Trúc Vô Ngôn chưa từng ăn, hắn cố ý dặn dò các cung nữ cho hắn tìm tới đủ loại mỹ vị món ngon, số lượng không muốn nhiều lắm, mỗi một dạng đều đến 3 phân liền có thể. Dù sao căn cứ đặc thù gặp gỡ hệ thống quy tắc, chỉ có ba lần trước mới có thể thu được điểm đột phá. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất thưởng thức Long Ngư, ngài thu được 1.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ hai thưởng thức Long Ngư, ngài thu được 800 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ ba thưởng thức Long Ngư, ngài thu được 600 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực Mỗi một loại món ngon trên căn bản đều có thể cho Trúc Vô Môn mang đến chừng 2.000 điểm đột phá Đang đọc sách thời điểm hưởng dụng Mỹ vị món ngon, cớ sao mà không làm đây Trúc Vô Môn tuy rằng đã là cả nước đều biết chất thải thái tử, thái giám thái tử, vô năng thái tử Quyền lực bị cắt giảm rất nhiều Thế nhưng muốn ăn chút gì Mỹ vị món ngon đối với hắn mà nói vẫn là một cái rất chuyện dễ dàng Cuốn chi ngoại trừ Mỹ vị món ngon ở ngoài chúc vô ngôn khoảng thời gian này còn toàn không ít thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng trăm năm kim tuyến liên, ngài thu được 10 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng trăm năm cắt căn thảo, ngài thu được 20 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng 800 năm nghiêu tham, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trước lúc này Trúc Vô Ngôn đã nghĩ đến, hay là ngày nào đó vì mạng sống hắn nhất định phải tăng nhanh điểm đột phá thu được tốc độ, mà không phải như trước như vậy vẫn áp chế điểm đột phá thu được tốc độ. Vì lẽ đó Trúc Vô Ngôn cố ý đem rất nhiều thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược thu tập, ở huyền băng trên giường đào cái động dấu vào trong đó, chỉ là Trúc Vô Ngôn cũng không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Bây giờ những ngày qua thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược tự nhiên đều có đất dụng võ, mỗi một dạng đều có thể cho trúc vô ngôn mang đến mấy vạn trở lên điểm đột phá, làm cho trúc vô ngôn tăng cao thực lực tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa thân là cửu chiêu quốc thái tử, trúc vô ngôn cũng có tư cách lĩnh không ít thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược. Trước đây vì nâng lên chậm một chút, trúc vô ngôn cũng không có làm như thế. Thế nhưng hiện tại mà trúc vô ngôn e sợ cho nâng lên không đủ nhanh, cho nên liền để bên cạnh tâm phúc gia nhân đi thái y viện mang tới đủ loại thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược, mỗi một dạng đồng dạng lấy đi 3 phân. Vì để tránh cho gây nên hoàng đế trúc chân vũ cùng hoàng tử hoàng nữ hoài nghi, vừa mới bắt đầu trúc vô ngôn lấy đi đều là một ít có lợi cho kinh mạch khôi phục, bổ dưỡng người cái, bổ sung khí huyết loại hình. Ngay cả như vậy, cái này cũng là cái kinh người con số. Tại đây chút bảo vật dưới sự giúp, đỡ, trúc vô ngôn kiếm lấy điểm đột phá tốc độ nhanh hơn, thực lực nâng lên tốc độ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Chúc Vô Môn cơ hồ đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng ở đọc sách, ăn linh dược, ăn mỹ thực. Mặt trên, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng vọt. Những này điểm đột phá trên căn bản đều bị Chúc Vô Môn đang đọc sách, ăn mỹ thực trong quá trình tiêu hóa hết, chỉ có dùng một ít thiên tài địa bảo thời điểm, thu được điểm đột phá quá mức khổng lồ, Chúc Vô Môn còn không cách nào làm được đúng lúc tiêu hóa, cần rút ra một chút thời gian đem những này điểm đột phá cho tiêu hóa. Đương nhiên đang tăng lên trong quá trình nếu như quá mệt mỏi nói Chúc Vô Ngôn sẽ đưa tới một ít mới mẻ cung nữ hòa thanh quan nhân, làm một ít thả lỏng cả người vận động, đồng thời còn có thể kiếm được bút lớn điểm đột phá. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất cùng tứ đại danh kỹ một trong liễu như thị giắt tay, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất cùng tứ đại danh kỹ một trong liễu như thị ôm ấp, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất cùng tứ đại danh kỹ một trong liễu như thị vận độc, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Để chúc vô ngôn không nghĩ tới chính là, ở cửu chiêu quốc lại cũng có tứ đại danh kỹ, trong đó hai cái đều ở nguyệt đô bên trong, theo thứ tự là liễu như thị cùng triệu tiểu tiểu, liễu như thị tên càng là cùng địa cầu cổ đại tứ đại danh kỹ liễu như thị tương đồng. Chúc vô ngôn tự nhiên hứng thú, khi biết liễu như thị vẫn là người trốn lầu xanh sau đó lập tức dựa vào thái tử quyền thế đem triệu hoán đến trong cung ngăn ngắn một canh giờ liền hoàn thành luyến ái ba bộ khúc nhờ có tứ đại danh kỹ bên trong liễu như thị liễu như thị cũng không chịu kỳ vọng đầy đủ cho trúc vô môn mang đến gần 20 triệu điểm đột phá để trúc vô môn thực lực tăng vọt một đoạn dài khoảng cách tiên thiên luyện khí trung kỳ gần rồi rất nhiều rất nhiều dựa theo trước mặt tốc độ trong vòng 3 ngày trúc vô môn tất nhiên có thể đạp phá bình cảnh lên cấp trở thành tiên thiên luyện khí trung kỳ đại cao thủ chỉ là mặc dù Trúc Vô Môn đã cố gắng như vậy, lại phát hiện hắn kiếm lấy điểm đột phá tốc độ còn không bằng trở thành nam hoang trò cười thời điểm, lúc đó điểm đột phá soạt bình tốc độ nhanh chóng, xa xa mà vượt qua hiện tại. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu thành cây. Trúc Vô Ngôn có chút không nói gì địa lắc lắc đầu, lần thứ hai chìm đắm ở trong biển tịch. Chỉ cần tăng cao thực lực cảnh giới tự nhiên là không đủ, Trúc Vô Ngôn cân nhắc một phen sau khi, hao tốn mấy triệu điểm đột phá, đem cửu long quyền từ tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm một khi toàn lực thi triển nói có thể bùng nổ ra tự thân năm lần lực công kích nguyễn thần bộ cũng bị trúc vô môn từ nhỏ thành tăng lên tới cảnh giới đại thành cửu long quyền cùng nguyễn thần bộ phối hợp lẫn nhau bên dưới đừng nói là tiên thiên luyện khí trung kỳ võ giả coi như là tiên thiên luyện khí hậu kỳ võ giả muốn bắt trúc vô môn cũng là khó hơn lên trời trúc vô môn vào giờ phút này thực lực mơ hồ nhưng đã mò tới hoàng đế trúc chân vũ cấp độ tuy rằng còn rất xa không phải hoàng đế trúc chân vũ đối thủ Thế nhưng có ít nhất truy đuổi cũng vượt qua khả năng. Cho tới trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ chúng, cùng trúc vô môn đã không có thi đấu cơ hội, bọn họ ở trong mạnh nhất cũng bất quá chú mạch lục trọng khoảng chừng, trái phải, trúc vô môn nếu là nguyện ý, một đầu ngón tay là có thể ép chết bọn họ. Hơn nữa trúc vô môn còn có một nâng lên con đường. Chương 93, trúc vô môn dùng những ngày qua thiên tài địa bảo cùng ly. NS đan diệu dược thời điểm, ngoại trừ đặc thù gặp gỡ hệ thống mang đến điểm đột phá bên ngoài, những ngày qua thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược dược lực cũng sẽ cho Trúc vô Môn mang đến trợ giúp. Đối với những kia tác dụng phụ thi đấu lợi hại thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, Trúc vô Môn tự nhiên sẽ từ bỏ trong đó dược lực, thế nhưng đối với những kia tác dụng phụ giác tiểu thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược, Trúc vô Môn sẽ hấp thu trong đó dược lực, tiến một bước mà tăng lên thực lực của tự thân. Đã như thế, Trúc vô Môn nâng lên tốc độ nhanh hơn. Dưới trong đan điền, hãn hải nội nguyên đã từ to bằng vại nước mở rộng đến bể nước lớn bé, Hùng hầu tinh khiết hán hải nội nguyên trở xuống đan điền làm trung tâm, dựa theo quy tích đặc biệt, hướng về chín đại luân mạch chảy xuôi đi qua, hình thành một huyền diệu con đường. Hãn hải hành công đồ, lấy hãn hải nội nguyên làm căn bản, lấy chín đại luân mạch vì là con đường, trở xuống đan điền làm trụ cột. Không ngừng lưu chuyển, đem đại lượng điểm đột phá cùng dược lực hóa thành tinh khiết hãn hải nội nguyên, dần dần mà ở trúc vô môn trong cơ thể tạo thành một cái khó mà nhận ra dòng suối. Đợi được này dòng suối mở rộng đến mấy mét chi rộng, mắc đi cầu vị trúc vô môn thực lực đột phá bình cảnh ràng buộc, bước chân vào cảnh giới mới. Tụ vân thành vũ, vũ rơi hối khê, thích thú thành sông lớn. Mãi cho đến biển rộng vô lượng, đây cũng là tiên thiên giai đoạn cần kinh nghiệm bốn đại cảnh giới. Có điều ở tình huống bình thường những khác tiên thiên võ giả trong cơ thể tiên thiên nội nguyên số lượng cùng chất lượng kém xa tít tắc trúc vô môn, khi bọn họ bước vào tiên thiên luyện khí trung kỳ thời điểm, trong cơ thể tiên thiên dòng suối có một mét chi rộng đã rất tốt, nhưng là trúc vô môn trong cơ thể tiên thiên dòng suối ít nói cũng có mấy mét chi rộng mặc dù vẫn không có hình thành tiên thiên dòng suối giờ khác này trúc vô môn trong cơ thể hãn hải nội nguyên bất kể là số lượng vẫn là chất lượng trên căn bản đã không kém hơn tiên thiên luyện khí trung kỳ võ giả dựa vào trúc vô môn vào giờ phút này thực lực đủ để ở cao thủ nhất lưu ở trong sưng hùng có thể nói cao thủ hàng đầu bên dưới lợi hại nhất một nhóm ở cửu chiêu quốc bên trong bình thường tiên thiên sơ kỳ cùng tiên thiên luyện khí trung kỳ võ giả có tư cách được gọi là cao thủ nhất lưu tiên thiên luyện khí hậu kỳ võ giả có tư cách được gọi là cao thủ hàng đầu chỉ có bước chân vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới, lúc này mới có thể có thể xưng tụng là cao thủ việt thế. Cái này cũng là con đường võ đạo đích, đi phía trước dĩ nhiên không đường. Bên ngoài bởi vì trúc vô môn đưa tới phong ba vẫn còn tiếp tục, đồng thời càng lúc càng kịch liệt, trúc vô môn chất thải thái tử, vô năng thái tử, thái giám thái tử. Tên vang vọng cửu triều quốc, thậm chí còn chu vi mấy nước, coi như là phóng tầm mắt to lớn nam hoang nơi, cũng coi như là có chút danh tiếng. Bởi vì sự tình quá mức đặc thù cùng kỳ lạ, hơn nữa hoàng đế trúc chân vũ vốn là ở nam hoang tiếng tăm không nhỏ dù sao trúc vô địch tên gọi đều là hắn một quyền một cước đánh xuống có hoàng đế trúc chân vũ bổ trợ trúc vô ngôn hành động lại thật là hấp dẫn nhãn cầu vì lẽ đó chuyện này truyền ra lợi hại như vậy cũng là có thể thông cảm được cũng còn tốt trúc vô ngôn không có thần tượng bao quần áo bằng không nhìn thấy thanh danh của chính mình bị bại hoại như vậy chỉ sợ hắn cần phải khóc ra thành tiếng không thể bên ngoài những kia rộn rộn ràng ràng địa cười nhạo trúc vô ngôn quyền quý phú hào hoàng tử hoàng nữ Hậu cung tần phi, thiên hạ bách tính Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Cái này bị bọn họ chửi bới đến đây cử chiêu thái tử Lại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó Dĩ nhiên đột phá đến tiên thiên chi cảnh Chính là Nam Hoang Đại Địa tiếng tăm lừng lẫy chuẩn đỉnh tiêm cao thủ Hơn nữa chúc vô môn năm nay chỉ có 17 tuổi Một vị 17 tuổi cao thủ hàng đầu Đừng nói là thấy Nam Hoang Đại Địa chưa Bao giờ có người nghe nói qua Mặc dù không phải sau này không còn ai Đó cũng là chưa từng có ai nam Hoàng đại địa từ trước tới nay trẻ trung nhất tiên thiên cao thủ số tuổi đã gần 30, chúc vô môn so sánh cùng nhau ít đi sắp tới một nửa đồng thời chúc vô môn hiện tại vẫn cứ ở lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tăng lên chút nào chưa từng để ý tới phía ngoài gió tác mưa xa còn có thái tử cung một mảnh thê lương vốn là chúc vô môn chất thải thái tử vô năng thái tử ngô xuẩn thái tử tên đã nhiên truyền khắp nguyệt đô có từ cam đọa lạc tiền đồ hủy diệt sạch không hề hy vọng dẫn đến thái tử cung bên trong có chút tiền đồ thị vệ thái giám cùng cung nữ dồn rập rời đi. Bây giờ lại tới nữa rồi một thái giám thái tử tên gọi, những kia phàm là có một chút hướng lên trên chi tâm thị vệ, thái giám cùng các cung nữ, nhất thời chạy nhanh hơn, nguyên bản có tới hơn 100 cái nô tài hầu hạ thái tử cung, trong nháy mắt chỉ còn dư lại 30, 40 người, đương nhiên còn có chút vô môn khoảng thời gian này có gần trăm cái mỹ nhân. Hợp lại đó chính là gần 150 người, trong đó hầu hạ người chỉ có khoảng 40, những khác đều là chủ nhân, làm sao có khả năng chiếu cố lại đây, liền những này chúc vô môn các nữ nhân rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể tự thân làm. Mắt thấy chúc vô môn đã chán nản đến đây, nguyên bản còn muốn phải có cái hoàng tử hoàng nữ, đời này cũng có thể không lo ăn uống, nhưng là không nghĩ tới chúc vô môn lại là cái ngụy thái giám. Kết quả là rất nhiều bị chúc vô môn sủng hạnh trôi qua cung nữ hòa thanh quan nhân chúng cũng không chống nổi, dồn dập rời đi thái tử cung, nhớ tới tình cũ còn biết được chào hỏi, lạnh lùng điểm liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Chúc vô môn có lòng muốn muốn giữ lại, có điều ngẫm lại mình bây giờ tình cảnh lại không thể đưa hắn cũng không phải là chất thải chuyện tình nói ra, hắn có thể lấy cái gì đến giữ lại những này tuyệt sắc sai nhân đây. Đồng thời Trúc Vô Ngôn trong lòng rõ ràng, theo thực lực tiêu phi tiến mạnh, hắn cùng Hoàng đế Trúc chân Vũ sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, đến thời điểm hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Một khi Trúc Vô Ngôn bị thua, đừng nói là chính hắn, liền ngay cả những này cùng quá chúng nữ nhân của hắn cũng rất có thể khó thoát khỏi cái chết, nếu nếu như vậy, hà tất mạnh hơn lưu các nàng. Ngăn ngắn mấy ngày, thái tử cung bên trong tuyệt sắc giai nhân chúng tự ít đi hơn nửa, cuối cùng chỉ có hơn 30 còn ở lại trúc vô ngôn bên người, trong đó có sơ hạ cùng Lai Xuân, hai người này trúc vô ngôn vừa xuyên Việt tới hãy cùng ở bên cạnh hắn em gái. Bất đồng là mới vừa xuyên Việt tới thời điểm, Lai Xuân cùng sơ hạ đều là 38 hoàng tử trúc văn tư người, phụ trách giám thì cùng nhìn chằm chằm trúc vô ngôn. Nhưng là bây giờ mà, bởi vì hai cái em gái lần thứ nhất đều cho trúc vô ngôn, 38 hoàng tử trúc văn tư đương nhiên sẽ không muốn loại này tàn hoa bại liễu, hơn nữa trúc vô ngôn đã hoàn toàn phế bỏ căn bổn không có dám thị giá trị vì lẽ đó liền đem sơ hạ cùng lai xuân cho nhét vào thái tử cung không cho các nàng trở về thấy tình cảnh này nguyên bản cũng bởi vì đi theo trúc vô ngôn mà tâm hướng về cho hắn lai xuân cùng sơ hạ thẳng thắn triệt để theo trúc vô ngôn cũng không còn nhị tâm mặc dù là trúc vô ngôn giờ khắc nãi sơn cùng thủy tận hai cái em gái cũng không từng gạt bỏ điều này làm cho trúc vô ngôn đối với các nàng cũng nhìn với con mắt khác có điều càng làm cho trúc vô ngôn không nghĩ tới chính là liền ngay cả tứ đại danh kỹ một trong Liễu Như thị cũng lưu lại, tam tâm tình nguyện bồi tiếp trúc vô môn, điều này làm cho trúc vô môn rất là kinh ngạc, không biết được Liễu Như thị vì sao lại theo hắn cái này không hề tiền đồ thái tử. Chương 94, phải biết dựa vào Liễu Như thị nhan chi số cùng năng lực, muốn tìm được nhà dưới cũng không khó, hơn nữa trúc vô môn cùng Liễu Như thị cũng là tương xử một đêm mà thôi. Liễu Như thị có thể đáp ứng hắn triệu hoán đi tới thái tử cung bên trong đã để hát. Ăn khá là kinh dị. Bây giờ càng là không có giống nàng người trốn lầu xanh cùng cung nữ như vậy rời đi, đúng là để chúc Vô Môn đối với nàng đánh giá cao một chút. Vì lẽ đó thứ hai buổi tối chúc Vô Môn cố ý hỏi thăm một fan, thế mới biết Liễu Như thị ở phong trần đã lâu, đã sớm quá được rồi những kia xa hoa đổi trụy tháng ngày. Từ vừa mới bắt đầu đáp ứng đi tới thái tử cung bên trong, liền đánh tùy tùng chúc Vô Môn quá an ổn bình tĩnh tháng ngày, nàng cũng không thiếu tiền xài, bởi vậy chúc Vô Ngôn có hay không tiền đổ đối với nàng mà nói không trọng yếu. Cho tới chúc Vô Môn thái giám thái tử tên gọi đối với trải qua chúc vô ngôn uy mãnh hồng hoang chi lực, đồng thời đối với trong phòng thuật biết sơ lược liễu như thị mà nói, cũng không phải quá tin tưởng. Điện hạ, ngài là không phải đối với nô tỳ chúng có điều che giấu. Đối mặt liễu như thị hoài nghi hỏi dò, chúc vô môn cười không nói, một đêm mưa gió qua đi, chúc vô môn thực lực lần thứ hai đột phá. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đột phá đến tiên thiên luyện khí trung kỳ, ngài thu được 1.600 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Liếu Như thị dĩ nhiên rời đi, chúc Vô Ngôn một người nằm ở huyền băng trên giường, yên tĩnh hấp thu cuồn cuộn mà đến kỳ dị sức mạnh, vững chắc trước mặt cảnh giới. Trong cơ thể Hãn Hải nội nguyên đã hình thành một cái mấy mét rộng dòng suối, đều đâu vào đấy địa tuần hoàn, qua lại tại hạ đan điền cùng chín đại luân mạch ở trong. Mỗi lưu chuyển một vòng, cũng sẽ tăng thêm một ít, đồng thời đã ở không ngừng tẩm bổ cùng tăng lên chúc Vô Ngôn thân thể, để chúc Vô Ngôn thân thể mỗi cái vị trí trở nên càng mạnh hơn càng lợi hại. Tại Tiên Thiên nội nguyên tầm bổ dưới, Chúc Vô Môn tuổi thọ lấy được đáng kể tăng trưởng, nếu là không bệnh không tai, ít nói cũng có thể sống đến 130 tuổi trở lên, thậm chí số may, đột phá 150 tuổi cũng không phải không thể. Dưới trong đan điền Hán Hải Nội Nguyên đã giống như một tòa đại bể nước, theo kịp một ít tiên tiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu, nói cách khác dựa vào Chúc Vô Môn vào giờ phút này thực lực, hoàn toàn đủ tư cách xưng là cao thủ hàng đầu, Cửu Long quyền bị Chúc Vô Môn dùng điểm đột phá tăng lên tới tầng thứ 5, Huyễn thần bộ cũng bị Chúc Vô Môn tăng lên tới cảnh giới đại thành hai người hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, chúc vô ngôn sức chiến đấu mạnh, hoàn toàn có thể quét ngang tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Mặc dù là ở cao thủ hàng đầu ở trong, chúc vô ngôn cũng là đỉnh cấp. Dựa vào chúc vô ngôn thực lực bây giờ, tại hoàng cung miễn cưỡng xem như là có tự vệ nắm, mặc dù thật sự bị hoàng đế chúc chân vũ phát hiện, chúc vô ngôn cũng có. Một phần trăm nắm có thể chạy thoát, nhìn như không nhiều, thế nhưng phải biết trước lúc này, chúc vô ngôn liền một phần vạn thoát thân hy vọng đều không có, so ra cái tỷ lệ này đã rất tốt thậm chí lời nói không khách khí, dựa vào trúc vô ngôn giờ khắc này tu luyện căn cơ cùng nắm giữ võ công tuyệt thế, nếu là gặp phải một ít yếu kém tiên thiên đại viên mãn cao thủ tuyệt thế, trúc vô ngôn cũng có thể chiến thắng. nếu là tiến vào cửu chiêu quốc trên giang hồ, trúc vô ngôn vẫn có thể giả mạo một hồi cao thủ tuyệt thế, bởi vậy nói một tiếng chuẩn tuyệt thế cao thủ cũng không vì là quá. một khi có thể bước vào tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới, trúc vô ngôn liền có nắm đối đầu trúc chân vũ, đến thời điểm mặc dù đánh không lại trúc chân vũ, cũng có thể cùng với địa vị ngang nhau thích ứng một phen tăng vào thực lực, trúc vô ngôn tiếp tục đọc sách, ăn mỹ thực, dùng đan dược, ngủ gia nhân, dùng hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. đồng thời đã ở tích lũy tự do điểm đột phá. một khi gặp phải chuyện khẩn cấp, liền có thể lợi dụng tự do điểm đột phá ngay lập tức tăng lên. vì để tránh cho bị hoài nghi, bị phấn tuyệt vọng, trúc vô Môn ngoại trừ dùng các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược bù đắp người cái chi thiếu ở ngoài, còn thực dụng một ít đặc thù gì đó. những thứ đồ này cũng cho trúc vô ngôn mang đến không ít điểm đột phá chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng ăn lừa roi, ngài thu được 10.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng ăn chim hổ, ngài thu được 50.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất dùng ăn thanh lộc roi, ngài thu được 10 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trúc vô ngôn vốn chỉ là muốn thông qua dùng ăn các loại mãnh thú roi phương thức, ngụy trang thân thể của chính mình vẫn cứ suy yếu, lại không nghĩ rằng những này mãnh thú roi lại mang đến cho hắn không ít điểm đột phá. Thấy tình cảnh này, Trúc vô ngôn đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một kiếm lấy điểm đột phá thật là tốt biện pháp, lập tức để ngự trù chúng cho hắn thu thập đủ loại thú loại roi, mỗi một loại đều chuẩn bị ba phân. Dựa vào ngự thiện phòng năng lượng, muốn thu được đủ loại thú loại roi có điều chuyện dễ dàng, rất nhanh sẽ vì là Chúc vô ngôn chuẩn bị quá ngàn loại thú loại roi. Theo thời gian trôi đi, con số này còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, đông viên đại lục mãnh thú bất kể là chủng loại vẫn là số lượng đều xa xa mà vượt qua địa cầu. Nhìn thấy trúc vô môn trắng trợn dùng các giống thú roi, càng ngày càng biện xác nhận trúc vô môn xác thực người cái có bệnh, cũng không có gây nên người khác hoài nghi. Dù sao bất luận người nào cũng sẽ không nghĩ đến, trúc vô môn lại có thể thông qua phương thức này, kiếm lấy đại lượng điểm đột phá, bằng tốc độ kinh người nâng lên thực lực của chính mình các giống thú roi ở bất luận người nào xem ra, bất quá là có thể nâng lên người cái thôi, đối với thực lực nâng lên hiệu quả thật rất nhỏ, chỉ có một ít đặc thù thú loại roi, lúc này mới có chút hứa tăng cao thực lực hiệu quả. Có điều cùng với hy vọng lợi dụng thú loại roi nâng lên, còn không bằng chính mình tu hành đây, cho nên đối với chúc vô ngôn thu thập thú roi hành vi, tất cả mọi người chỉ là đang nhìn chuyện cười thôi. Liền ngay cả chúc vô ngôn thu thập các loại thiên tài địa bảo cùng linh đan diệu dược hành vi, đều bởi vì há Ngụy Thái giám thân phận, cũng không có đưa tới bao nhiêu người hoài nghi, đặc biệt là trúc vô môn vẫn là nguyên dương thất lạc chất thải trước đây màu sắc tự vệ tuy rằng để trúc vô môn có thêm một đống lớn mặt trái bí danh thế nhưng cũng cho trúc vô môn mang đến đại lượng tiện lợi có thể nói là phúc hề hỏa phục hỏa hề phúc dựa vào các loại không có đã nếm thử thiên tài địa bảo các loại không có dùng trôi qua linh đan rượu dược các loại không có hưởng dụng trôi qua mỹ vị món ngon các loại mùi vị quái dị thú roi giống như như thủy Triều chen trúc mà đến để trúc vô môn thực lực lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt Tốc độ như vậy tuy rằng còn không đuổi kịp thu được chất thải thái tử, vô năng thái tử, thái giám thái tử. Danh hiệu thời điểm, nhưng là xa xa mà vượt qua bình thường gấp 10 gấp trăm lần. Đang hưởng thụ miệng lưỡi chỉ muốn đồng thời, chúc vô ngôn học tập lữ trình cũng khá là thuận lợi, hơn nữa còn đạt được không tưởng tượng nổi thu hoạch khổng lồ. chương 95, Thần Thoại Võ Công Thiên Nhai Minh Nguyệt Đùng làm chúc vô ngôn ở trên giá sách liếc nhìn cảm thấy hứng thú thư tịch thời điểm trong lúc lơ đãng đụng phải giá sách mặt sau một chỗ vách tường từ trên vách tường truyền đến có chút thanh âm cổ quái giống ruột tường, trúc vô Môn sửng suốt một chút, chợt lại gõ cửa hai lần. Thùng thùng, xác định là giống ruột tường, trúc vô Môn lại đánh một vòng, phát hiện chỗ này giống ruột tường tích chỉ có khoảng một tấc chu vi, có thể thả xuống gì đó cũng không lớn. Phải biết thái tử tầm cung trong thư phòng nhưng là thả không ít võ công tuyệt thế, liền những này võ công tuyệt thế đều không có tư c. Ách để vào giống ruột tường mặt sau, có thể tưởng tượng được giống ruột tường mặt sau gì đó giá trị cao. Cũng không biết bên trong sẽ có vật gì tốt, lại là vị nào thái tử tác phẩm, Xem ra muốn tiện nghi chúc vô ngôn. Trên mặt xẹt qua một vệt nụ cười, vì cẩn thận để chúc vô ngôn từ luyện công trong mật thất lấy ra một cái bảo kiếm, đồng thời lấy cái khiên, lá chắn che ở trước người, tiểu tâm rực rực cắt ra chỗ này giống ruột tường. Giống ruột tường mặt sau cũng không động tĩnh, hiển nhiên không có cơ quan loại hình, chúc vô ngôn thoáng yên tâm một ít, đem giống ruột tường cắt ra, lộ ra đồ vật bên trong. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đụng vào kỳ ngộ, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Đặc thù gặp gỡ hệ thống đúng lúc bịa cho ra nhắc nhở, vẻn vẹn chỉ là đụng vào kỳ ngộ vẫn không có thu được đây, là có thể thu được nhiều như vậy điểm đột phá, nếu như có thể thu được kỳ ngộ, lại có thể thu được bao nhiêu điểm đột phá đây. Trúc vô môn động lòng địa y trường kiếm đẩy ra không tâm tường mặt sau vải tơ, lộ ra bên trong bọc lại một quyển bạc màu xanh lam điển tịch. Quyển này bạc màu xanh lam điển tịch chỉ có hai tấc nhiều dày, không biết là lấy cái gì vật liệu chế thành, đang xác định mặt trên vô cơ quan không kịch độc sau khi, Trúc Vô Môn lúc này mới đem cầm trong tay, đập vào mi mắt chính là sáu cái cổ điển chữ triệt. Thiên nhai minh nguyệt đao pháp, chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất được kỳ ngộ thiên nhai minh nguyệt đao pháp, ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Ký, Trúc Vô Môn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ là nhờ vào lần này thu được điểm đột phá rất nhiều, quan trọng nhất là ở nguyên chủ trong ký ức, rõ ràng có thiên nhai minh nguyệt đao pháp miêu tả. Cấp độ thần thoại võ công, trúc thị hoàng tộc trấn tộc thần công, mấy ngàn năm qua có thể tu thành người ít ỏi, độ khó rất lớn, uy năng xa xa mà vượt qua cửu long quyền. Hãn hải nguyên điển, thiên nhai minh nguyệt đao pháp, lưu hư huyện ảnh bộ. Đồng xưng cửu chiêu quốc tam đại thần công, cũng là chúc thị hoàng tộc có trường tam đại cấp độ thần thoại võ học. Trong đó thiên nhai minh nguyệt đao pháp được xưng công kích số 1, có thể tưởng tượng được cái môn này đao pháp lợi hại, ở tình huống bình thường chỉ có cửu chiêu quốc hoàng đế cùng trúc thị hoàng tộc ưu tú nhất mấy cái hoàng tử hoàng nữ mới có tư cách nhìn thấy thiên nhai minh nguyệt đao pháp chỉ ít nguyên chủ cùng vô năng phế bỏ trúc vô ngôn đều không có tư cách quan sát lại không nghĩ rằng lại có thể có người ở thái tử tẩm cung thư phòng trên vách tường lặng lẽ thả một quyển thiên nhai minh nguyệt đao pháp mặc dù chỉ là phó bản nhưng cũng đầy đủ khiến người ta chố mắt ngoác mồm cảm thụ quá cấp độ thần thoại công pháp hán hải nguyên điển hiệu quả kinh người sau khi Chúc Vô Ngôn còn đang suy nghĩ lúc nào có thể đem Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp cùng Lưu Hư Huyễn Ảnh Bộ cho học được đây, không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, lại trong lúc vô tình ở tầm cung trong thư phòng đạt được Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp. Có điều ngấm lại phía trước 17 nhậm thái tử bên trong không thiếu thiên phú tuyệt đỉnh, có tư cách lật xem Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp con cưng, đối phương ghi nhớ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp sau khi, lưu lại một phó bản đúng là rất bình thường sự tình. Cái này cũng là chúc thị hoàng tộc con cháu ưu thế lớn nhất một trong các võ giả bình thường suốt đời khó gặp võ công tuyệt thế, thần thoại võ công đối với hoàng thất con cháu tới nói chỉ cần gặp may đúng dịp đều có cơ hội thu được chỉ có thiên nhai duy thấy minh nguyệt nghĩ đến thiên nhai minh nguyệt đao pháp truyền thuyết Trúc vô môn cũng không khỏi thích động lên hắn đang giàu bạt kiếm thuật chỉ có một đòn lực lược một khi dùng ra đi sau khi không có đánh giết kẻ địch liền muốn cân ns ác đổi thành những khác đao pháp đây Trúc vô môn vốn là muốn đem thực lực tăng lên tới tiên thiên luyện khí hậu kỳ trở lên sau khi suy nghĩ thêm tu hành một môn tuyệt thế cấp đao pháp không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thu hoạch cấp độ thần thoại đao pháp thiên nhai minh nguyệt đao pháp. Nếu nếu như vậy, đúng là có thể sớm đem thiên nhai minh nguyệt đao pháp học tập đăng lên nhật báo, mau chóng nâng lên sức chiến đấu của mình. Chỉ ít trước đem thiên nhai minh nguyệt đao pháp cho tu luyện nhập môn đi, tiêu tốn một ít điểm đột phá cũng không có gì. Hơi một cân nhắc, chúc Vô Ngôn liền mang theo thiên nhai minh nguyệt đao pháp tiến vào luyện công mật thất, bắt đầu tìm hiểu thiên nhai minh nguyệt đao pháp. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem thần thoại võ công thiên nhai minh nguyệt đao pháp, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất tu luyện thần thoại võ công thiên nhai minh nguyệt đao pháp, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem thần thoại võ công thiên nhai minh nguyệt đao pháp tu hành đến nhập môn cảnh giới, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Không hổ là cấp độ thần thoại đao pháp, trong thời gian ngắn ngủi liền cho Trúc Vô Ngôn mang đến hơn 10 triệu điểm đột phá, chỉ cần là tự do điểm đột phá số lượng liền gia tăng rồi hơn 1 triệu. Mà đem thiên nhai minh nguyệt đao pháp tu luyện nhập môn, Trúc Vô Ngôn có điều hao tốn mấy trăm ngàn tự do điểm đột phá mà thôi, chẳng những không có tiêu hao điểm đột phá, trái lại lại kiếm được rồi không ít điểm đột phá. Cấp độ nhập môn thiên nhai minh nguyệt đao pháp uy năng tuy rằng còn không đuổi kịp cửu long quyền, thế nhưng có trên tiêu thần đao phối hợp, cũng có thể dễ dàng đánh giết tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu. Đợi được chúc vô môn đem thiên nhai minh nguyệt đao pháp tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, thậm chí có thể chém giết phổ thông tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế. Có điều cân nhắc chỉ chốc lát sau, chúc vô môn quyết định hay là trước đem tự do điểm đột phá giữ lại, đợi được thời khắc mấu chốt sử dụng nữa, dù sao có tự do điểm đột phá nơi tay, chúc vô môn bất cứ lúc nào có thể lợi dụng đem một loại nào đó võ công tăng lên. Hoặc là nói ở bước ngoặt sinh tử, đem thực lực cảnh giới cho thêm vào đi. hấp thu này một làn sóng điểm đột phá sau đó, trúc vô ngôn khoảng cách tiên thiên luyện khí hậu kỳ càng gần một ít, chỉ cần có thể đột phá đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới, trúc vô ngôn ắt con niềm tin gắng chống đỡ hoàng đế trúc chân vũ hùng hậu tu luyện căn cơ cho trúc vô ngôn mang đến chính là vượt xa võ giả bình thường thực lực. năm tầng cửu long quyền, đại thành nguyễn thần bộ, đại thành bạt kiếm thuật, lại cho trúc vô ngôn thực lực cảnh giới gia tăng rồi cánh chim để hắn chẳng những có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của tự thân, vẫn có thể vượt cấp giết địch. Chúc vô ngôn sinh mệnh càng ngày càng có bảo đảm, mà làm nhiều ngày như vậy con rùa đen rút đầu, viết thành tiểu thuyết chỉ ít cũng có trên dưới 100 chương, nói cách khác thích vận động khỏe mạnh đẹp trai địa cầu tiểu gia hỏa chúc vô ngôn đã nằm trên giường chương 100 chừng Như vậy cũng nên mạnh mẽ lên, chương 96, cao thủ tuyệt thế chúc vô ngôn cũng còn tốt chúc vô Môn trải qua tất cả cũng không phải là tiểu thuyết, bằng không nằm trên giường nhiều như vậy chương, là đại thần cũng nên nhào phố chúc vô môn khổ bên trong mua vui địa nghĩ, có điều nhưng tạm thời không có đi ra ngoài ý tứ của, hiện tại nằm trên giường có ăn có uống có mỹ nữ, còn có thể tùy thời hướng về ngự thiện phòng, thái y viện muốn lấy đại lượng mỹ thực cùng đan dược loại hình, kiếm lấy không ít điểm đột phá, kẻ ngu si em mờ. Ơi có thể dễ dàng đi ra ngoài, ít nhất cũng phải đợi được đột phá tiên tiên luyện khí hậu kỳ, nhờ có tiên tiên thực lực vô địch, lại đi nữa đổi một loại phương thức kiếm lấy điểm đột phá. Ngay ở trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ, hậu cung tần phi chúng cũng sẽ không tiếp tục quan tâm chúc vô ngôn cái này hoàn toàn phế bỏ thái tử thời điểm nhưng lấy được từ càn thanh cung tin tức truyền đến hoàng đế chúc chân vũ cũng đúng chúc vô ngôn cái này hoàn toàn báo hỏng thái tử triệt để thất vọng chính đang xem xét mới thái tử ứng cử viên nếu không phải có ngoại ý muốn trong vòng 3 tháng sẽ có kết quả tin tức một khi truyền ra vừa lợi dụng chúc vô ngôn rời đi tử vong thi đấu sự chú ý vẫn không có sống yên ổn mấy ngày hoàng tử hoàng nữ chúng đều phải hỏng mất đặc biệt cái kia mấy có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo thái tử hoàng tử hoàng nữ chúng càng là giống như con kiến trên chảo nóng nghĩ hết tất cả biện pháp hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình sợ bị hoàng đế trúc chân vũ cho chọn chúng có điều còn có một bộ phận hoàng tử hoàng nữ nhưng nghĩ được một cái khác biện pháp đó chính là cứu trị trúc vô ngôn trúc vô ngôn mặc dù bị hoàng đế trúc chân vũ triệt để từ bỏ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là há người cái có bệnh liền nhi nữ đều rất khó sinh ra dĩ nhiên trở thành trúc thị hoàng tộc trò cười nếu nếu như vậy nếu như có thể đem chúc vô môn người cái trị liệu được hoặc là để chúc vô môn có một nhi nữ chẳng phải là giải quyết chuyện này chúc vô môn cũng sẽ không lại là chúc thị hoàng tộc trò cười đã như thế là có thể ở thái tử ở vị trí này nhiều đợi một thời gian ngắn vì bọn họ làm thêm một quãng thời gian bia đỡ đạn tại đây chút hoàng tử hoàng nữ đường công cứu quốc phương châm dưới chúc vô môn rất nhanh sẽ nhận được đại lượng đồ bổ cùng thú roi loại hình đặc biệt rất nhiều tăng thêm người cái thiên tài địa bảo để chúc vô môn cũng nhìn trợn mắt ngoác mồm không nhịn được cảm thán những người này cũng thật là có tiền a à. Trúc vô ngôn mặc dù là cửu chiêu quốc thái tử, mỗi tháng bổng lộc không ít, thế nhưng cùng những này có nhà mẹ đẻ ủng hộ đám gia hỏa so ra, vẫn là thua kém nhiều lắm. Đối với những bảo bối này, Trúc vô ngôn tự nhiên là vui vẻ vui lòng nhật, mỗi ngày vẫn cứ làm bộ một bộ bi thương thống khổ dáng vẻ, liều mạng địa hưởng dụng các loại thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, mãnh thú roi. Kiếm lấy lượng lớn bó lớn điểm đột phá, hoàng tử hoàng nữ muốn cho Trúc vô ngôn cho bọn họ làm bia đỡ đạn, Chúc Vô Môn vừa vặn cũng muốn đem hoàng tử hoàng nữ coi như rau hẹ, thu gặt từng gốc một. Còn có một chút quan niệm thi đấu buông thả, càng là xem xét một chút nắm giữ dịch mang thai thể chất mỹ nhân chúng, đưa các nàng đưa cho Chúc Vô Môn, để Chúc Vô Môn tận tình hưởng thụ, sớm một chút để những ngày mỹ nhân chúng mang thai. Cho tới trợ giúp Chúc Vô Môn nỉ làm tra chuyện như vậy, hoàng tử chúng còn không dám làm như thế, bởi vì mỗi một cái hoàng thất sinh ra nhi nữ, đều phải cùng kỳ phụ thân kết thân con giám định, một khi dám định ra đến không phải là của mình nhi tử, hậu quả cũng rất đáng sợ vì lẽ đó cho dù rất nhiều hoàng tử hoàng nữ hận không thể tự mình ra trận để chúc vô môn có thể hạnh phúc địa làm cha tiếc nuối chính là bọn hắn cũng không có đem nắm có thể thông qua thân tử giám định ý nghĩ này cũng chỉ có thể thai chết trong bụng mang thai chuyện như vậy hay là muốn dựa vào chúc vô môn mình mới được bọn họ có thể làm chính là chọn khả năng địa cho chúc vô môn cung cấp trợ giúp để chúc vô môn có thể sớm một chút nghi mang thai có chút hoàng tử hoàng nữ càng là đem bên cạnh tâm phúc gia nhân đưa tới có thể nói là bỏ ra vốn lớn tiếc núi chính là nắm giữ hoàn mỹ gen trúc vô ngôn, căn bản không phải những này nữ nhân bình thường có thể gánh chịu. Thế nhưng những người này hành động, không thể nghi ngờ để trúc vô ngôn chiếm được to lớn tiện nghi, còn từ trong thu hoạch sự đột phá kinh người điểm. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trúc vô ngôn thu được. Thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thú loại roi liền chất thành một ngọn núi nhỏ, liền ngay cả nắm giữ dịch mang thai thể chất đỉnh cấp gia nhân, tuyệt sắc gia nhân đều nhận được hơn 20 vị, để trúc vô ngôn hưởng hết tề nhân chi phúc. Tại đây chút hoàng tử hoàng nữ chúng nhiệt tình lại ân cần dưới sự giúp đỡ, chúc vô ngôn mình cũng không có lười biếng, mỗi ngày không phải học tập chính là hưởng thụ mỹ thực đan dược loại hình, vì lẽ đó chúc vô ngôn thực lực rất nhanh sẽ đạt đến tiên thiên luyện khí trung kỳ đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá bình cảnh ràng buộc, lên cấp tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bị hoàng đế Trúc chân vỗ từ bỏ, ngài thu được 1000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Cuối cùng một cái trợ công đến từ chính hoàng đế Trúc chân Vũ, cũng không biết là bởi vì tìm được rồi thích hợp người thay thế, vẫn là phát hiện Trúc Vô Ngôn đã ổ lực đến đây, kết quả vẫn không có mang thai tin tức truyền đến, cho nên đối với hắn triệt để thất vọng. Nói tóm lại, căn cứ đặc thù gặp gỡ hệ thống nhắc nhở, hoàng đế Trúc chân Vũ xem như là từ bỏ Trúc Vô Ngôn, sau đó phải không được thời gian mấy tháng, hắn cái này thái tử vị trí liền làm không đi xuống, nên đổi một người. Hiện nay sở dĩ vẫn có thể an an ổn ổn mà ngồi xuống, cũng không phải bởi vì hoàng đế trúc chân vũ nhân từ, chỉ là bởi vì thái tử đổi quá nhanh, nhất mất mặt vẫn là hoàng đế trúc chân vũ thôi. Mặc kệ bởi vì sao dạng nguyên nhân, hiển nhiên hoàng đế trúc chân vũ đã muốn thả khí hắn, mà hoàng đế trúc chân vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn làm quyết định này lại trở thành áp đảo con lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Không đúng, nói chính xác hẳn là để trúc vô ngôn đi tới đỉnh cao, với hắn địa vị ngang nhau tới cửa một cước. Tại đây ngàn vạn điểm đột phá dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên đạt đến tiên thiên luyện khí trung kỳ đỉnh cao cực hạn hãn hải nội nguyên phát khởi lại một vòng mở rộng phảng phất là phá vỡ cầm cố nguyên bản chỉ có mấy mét chi rộng tiên thiên dòng suối đột một mở rộng đến 10 mét chi rộng tạo thành một dòng sông nội nguyên như sông lớn chạy trồm vĩnh viễn không bao giờ hưu đây là tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu trọng yếu tiêu chí một trong nói là sông lớn kỳ thực đại đa số võ giả đột phá đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ sau đó luân mạch bên trong tiên thiên nội nguyên cũng bất quá mấy mét chi rộng nhưng là trúc vô ngôn ngược lại tốt vừa đột phá đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ chín đại luân mạch bên trong hán hải nội nguyên đã có rộng mười mấy mét đợi được lên cấp đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ đỉnh cao cực hạn tuyệt đối có thể mở rộng đến mấy chục mét thậm chí còn gần trăm mét chi rộng đây mới thật sự là sông lớn xa xa mà vượt qua phổ thông tiên thiên luyện khí hậu kỳ võ giả hai người cách biệt mấy lần trở lên không chỉ là về số lượng tranh lệch liền ngay cả ở chất lượng phương diện trúc vô ngôn hán hải nội nguyên cũng là cùng cấp võ giả mấy lần trở lên mặc dù chỉ là tiên thiên luyện khí hậu kỳ, không chút nào không kém hơn tiên thiên viên mãn cao thủ Việt thế. Hơn nữa phương diện khác ưu thế, chúc Vô Ngôn vào giờ phút này tổng hợp sức chiến đấu mạnh, có thể nói tiên thiên vô địch. Chương 97, chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất đột phá tiên thiên luyện khí hậu kỳ, ngài thu được 2500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Đột phá đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ sau đó, đặc thù gặp gỡ hệ thống lại cho Trúc Vô Ngôn mang đến 2.500 vạn điểm đột phá, trong đó 9 phần 10 đều bị rót vào đến thực lực phương diện, hấp thu những này điểm đột phá sau đó, Trúc Vô Ngôn triệt để vững chắc tiên tiên luyện khí hậu kỳ thực lực, đồng thời tiến thêm một bước. Dưới trong đan điền, hãn hải nội nguyên đã tạo thành một tòa to lớn bể nước, có tới mấy dặm chu vi, bên trong nghị. Tê mờ tinh khiết hùng hậu hãn hải nội nguyên giống như dòng sông một loại hãn hải nội nguyên chảy xuôi ở cửu luân mạch ở trong mỗi vận chuyển một vòng đều có thể hấp thu không ít thiên địa linh khí, cấp độ thần thoại công pháp uy năng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mà ở vận chuyển đồng thời, càng ngày càng hùng hậu tinh khiết hãn hải nội nguyên đã ở cuồn cuộn không dứt địa làm dịu chu vi luân mạch, ngũ tạng lục phủ, linh huyết, cốt tủy, bộ xương. Sau đó xúc tiến võ giả toàn thể nâng lên, chúc vô ngôn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sức mạnh của chính mình, phòng ngự, tốc độ đều tăng vụt một đoạn dài, đồng thời theo hán hải nội nguyên cả ngày lẫn đêm thoải mái, còn đang không ngừng tăng trưởng nếu không phải có ngoài ý muốn, dựa vào chúc vô ngôn vào giờ phút này thực lực, hoàn toàn có thể sống đến 150 tuổi khoảng chừng thậm chí là càng dài mức độ. Hãn hải nội nguyên hùng hồn khổng lồ, đối với thân thể tầm bổ hiệu quả rất tốt, tương ứng tự nhiên có thể cho võ giả mang đến càng to lớn hơn thật là tốt nơi. Vào giờ phút này chúc vô ngôn căn cơ hùng hồn, mấy không chút tì vết nào, thân thể cứng cỏi, ngũ quan nhạy bén, nội nguyên vững chắc, tinh khiết khổng lồ. Không kém chút nào với tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế, thậm chí trước ngày viên mãn cao thủ tuyệt thế bên trong cũng là đứng đầu. Đợi được Trúc vô ngôn lại tăng lên một ít, liền có thể vượt qua tất cả tuyệt thế viên mãn cao thủ. giải tích mà mỏng phát, Trúc vô ngôn đầy đủ dùng khoảng một tháng thời gian, từ tôi thể giai đoạn bắt đầu sẽ không đoạn địa củng cố tu luyện căn cơ, mỗi một bước đi mặc dù nhanh điểm, thế nhưng là cực kỳ chân thật, cuối cùng tại tiên thiên giai đoạn kết ra ông ánh trái cây. Tuy rằng vừa bước vào tiên thiên luyện khí hậu kỳ, bất kể là tiên thiên nội nguyên vẫn là cường độ thân thể, cũng đã có thể nói tiên thiên vô địch nếu là hơn nữa công pháp bí thuật phương diện ưu thế phóng tầm mắt to lớn cử chiêu quốc chỉ sợ không còn một tiên thiên võ giả là trúc vô môn đối thủ mặc dù là hoàng đế trúc chân vũ nhiều nhất cũng là cùng giờ khắc này trúc vô môn đánh hòa nhau mà thôi muốn đánh bại trúc vô môn vô cùng khó khăn mà hoàng đế trúc chân vũ đã đắm chìm ở con đường võ đạo trên hơn 100 năm nhưng không đuổi kịp trúc vô môn một tháng khổ tu có thể tưởng tượng được trúc vô môn nâng lên tốc độ nhanh chóng còn có đặc thù gặp gỡ hệ thống lợi hại ở trong tầm cung đợi thời gian một tháng trong lúc Trúc Vô Môn không có bước ra tẩm cung một bước, đại đa số thời gian vẫn là nằm ở trên giường, kết quả nhưng đạt được như vậy được mua. Đây là một tháng trước Trúc Vô Môn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn vốn cho là mặc dù có đặc thù gặp gỡ hệ thống phụ trợ, ít nói cũng phải một hai năm thời gian mới có thể bước vào tiên thiên giai đoạn, vì lẽ đó cật lực áp chế điểm đột phá thu hoạch, hy vọng có thể nhịn đến Hoàng đế Trúc chân Vũ xong đời, lại không kiêng kỵ mà nâng lên. Nhưng không có nghĩ đến ma xui quỷ khiến bên dưới, nhiều lần chữa lợn lành thành lợn què, chúc vô ngôn liều mạng áp chế thực lực tăng trưởng nhưng là hoàn cảnh chung quanh cùng đặc thù gặp gỡ hệ thống nhưng liều mạng mà đẩy chúc vô ngôn trưởng thành nâng lên kết quả ngăn ngắn thời gian một tháng liền để chúc vô ngôn từ một tay trói gà không chặt người bình thường liên tiếp lên cấp lột xác thành vi tiên thiên vô địch tuyệt thế đại cao thủ kết quả như thế thực sự khiến người ta bất ngờ không bước chân ra khỏi cửa cũng đã nhiên thiên hạ vô địch đột phá đích thực là quá nhanh cho dù chúc vô ngôn nhớ lại đều cảm thấy khó mà tin nổi phải biết căn cứ nguyên chủ ký ức Mặc dù lấy Hoàng đế trúc chân vũ ngút trời tài năng, cũng đầy đủ hao tốn 80 năm khoảng chừng, trái phải thời gian, rồi mới miễn cưỡng có thể xưng tụng thiên hạ vô địch. Ngay cả như vậy, Hoàng đế trúc chân vũ đã được khen là trúc thị hoàng tộc trăm năm hiếm có thiên kiêu, nhưng là trúc vô môn ngược lại tốt, vẻn vẹn hao tốn thời gian một tháng, cũng đã thiên hạ vô địch. Cùng trúc vô môn so ra, nếu nói tuyệt thế thiên kiêu trúc chân vũ liền heo cũng không bằng. Mà dựa vào trúc vô môn vào giờ phút này thực lực, muốn che giấu mình tu vi, bất quá là việc nhỏ như con thỏ chuyện tình đừng nói là trong hoàng cung những kia cao thủ tuyệt thế coi như hoàng đế trúc chân vũ đứng ở trước mặt hắn toàn lực triển khai tra xét thuật cũng tuyệt đối tra xét không tới trúc vô môn đích thực chính thực lực thực lực nâng lên đến đây trúc vô môn cuối cùng là có lực tự bảo vệ đón lấy cũng không cần mỗi ngày trốn ở trong tầm cung trúc vô môn quyết định đi ra ngoài đi một chút nhìn thế giới bên ngoài nhìn một cái cổ đại phong cảnh thuận tiện nếu như có thể gặp phải để hắn một thấy thấy sắc chuông lên chuyện ý muội giấy, liền có thể đem mang tới thái tử cung bên trong bàn luận cuộc sống cùng lý tưởng. Quyền lực như thế, thân là thái tử trúc vô ngôn vẫn phải có, tuy rằng không làm được trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, thế nhưng thiên hạ những kia muội giấy chúng, trúc vô Môn cũng là có mấy phần quyền xử trí. Cực kỳ lâu trước đây, trên địa cầu thời điểm, làm trúc vô ngôn vẫn là một thời kỳ trưởng thành nhiệt huyết thiếu niên, hóc môn vừa bắt đầu bộc phát thời điểm, tình cờ cũng đã làm một ít không thiết thực mộng, thí dụ như giống như là cổ đại hoàng đế như thế, ở trên đường cái du lịch, một khi nhìn thấy hợp tâm ý giai nhân, liền đem mang về trong hoàng cung, bất luận đối phương là thiếu nữ vẫn là người phụ. Thế nhưng loại ý nghĩ này nhiều nhất cũng chính là ngấm lại mà thôi, tục xưng là oai oai, trưởng thành theo tuổi tác, chúc vô ngôn dần dần mà đã không có loại này vô nghĩa ý nghĩ. Chỉ là chúc vô ngôn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn còn có xuyên qua một ngày, hơn nữa xuyên qua trở thành cổ đại thái tử, cho dù là cái chất thải thái tử, vô năng thái tử, thế nhưng thái tử nên có quyền lực, vẫn có một chút. Trong đó liền bao quát loại này trên đường cái tùy cơ chọn mỹ nữ quyền lực, vừa nghĩ tới loại kia tình cảnh, chúc vô ngôn không tên địa cũng có chút tiểu kích động. Cổ đại mặc dù có rất nhiều không tiện địa phương, nhưng là nếu như thân phận địa vị đạt đến nhất định độ cao, có thể hưởng thụ đồ vật cũng cũng không phải người hiện đại có thể tưởng tượng. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất YY, ngày ngài thu được 222.222 .222 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trúc Vô ngôn cười khan một tiếng, liền chuẩn bị thu thập một phen, đi bên ngoài đi dạo, đơn thuần chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút phía thế giới này phong cảnh, cũng không có cái khác không đứng đắn ý nghĩ. Trúc Vô Môn khoảng thời gian này mặc dù có một chút hoang đường, có thể đó cũng là vì bảo mệnh, kỳ thực hắn vẫn là một tuần khiết thiếu niên. Coi như đón lấy ở bên ngoài gặp tâm nghi cô nương, hắn cũng sẽ trước tiên đánh nghe một hồi đối phương tình huống, xác định đối phương là độc thân hơn nữa đối với hắn có hảo cảm sau khi, mới có thể đem nàng mang về thái tử cung bên trong, cũng sẽ không làm loại kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ hoàn khố tiết mục. chương 98, đặc thù phương pháp chữa bệnh tổng hợp ngay ở trúc vô môn chuẩn bị đi ra thái tử tầm cung, cảm thụ một phen phía thế giới này dị vực phong tình, rồi lại bị một ít bất ngờ chuyện tình chặn lại rồi hướng lên trên bước chân. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy dân gian thần y hỷ tương du, ngài thu được 10 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy dân gian cao nhân từ Tam Hà, ngài thu được 20 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy dân gian cổ vương bố nặc, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên. Ký chủ thực lực đang nhìn đến đủ loại thiên tài địa bảo, thú loại roi, linh đan diệu dược đối với trúc vô môn không hiệu quả sau đó một ít hoàng tử hoàng nữ bắt đầu vì là trúc vô môn mời một ít dân gian thần y cùng cao nhân trị liệu trúc vô môn vốn là không vui dù sao nín lâu như vậy hắn rất muốn đi ra ngoài loanh quanh loanh quanh không tâm tình ứng phó những ngày lòng mang ý đổ số hoàng tử hoàng nữ hậu cung tần phi chúng thế nhưng ở phát hiện những ngày dân gian thần y cùng dân gian cao nhân có thể mang đến cho hắn không ít điểm đột phá sau đó trúc vô môn cảm giác mình vẫn phải là giả bộ một quãng thời gian bệnh nhân thật là thơm hoàng tử hoàng nữ, hậu cung tần phi sở dĩ cứu trị Trúc Vô Ngôn, mặc dù là vì nắm Trúc Vô Ngôn làm bia đỡ đạn, thế nhưng nói thật nhưng cho Trúc Vô Ngôn mang đến không ít điểm đột phá, có thể nói là phúc hề hỏa phục hỏa hề phúc dựa vào. Đặc biệt là một ít dân gian thần y, dân gian cao nhân dùng một ít cổ cổ quái quái trị liệu phương pháp, khiến người ta thật sự là khắc sâu ấn tượng, những này đặc biệt phương pháp tự nhiên cho Trúc Vô Ngôn mang đến nhiều hơn điểm đột phá. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất tiếp thu trên dễ ngân châm trị liệu phương pháp, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, Xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất chịu đựng hỏa thiêu người chỉ tận gốc liệu phương pháp, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất hưởng thụ bách độc vòng người chỉ tận gốc liệu phương pháp, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Những này đặc biệt trị liệu phương pháp tuy rằng nghe có chút nói nghe sởn cả tóc gáy, lại là đối với người cái châm kim xong băng cố định lại, lại là hỏa thiêu người cái, thậm chí còn dùng bách độc ngâm người cái. Thế nhưng những này trị liệu phương pháp đều cũng có quá tiền nhân thực tiến, cũng không có nguy hiểm gì. Trúc Vô Môn cũng cố ý luôn mãi xác nhận, bảo đảm đối với mình đệ đệ không có thương tổn hại sau khi, lúc này mới sẽ tiếp thu những này đặc biệt trị liệu phương pháp. Tại đây chút đặc biệt trị liệu phương pháp dưới sự giúp đỡ, Trúc Vô Môn không chỉ đạt được đại lượng điểm đột phá, người cái cũng nhận được trình độ nhất định tăng mạnh cùng xúc tiến, kim cương không ngã tầm thường sự tình, nhất trụ kình thiên lập ba ngày. Vì lẽ đó ở nhận ra được những này đặc thù trị liệu phương pháp mang đến thật là tốt nơi sau đó, chúc vô môn cái này địa cầu tập thể hình người thông minh cũng không kịp nhớ đi ra ngoài hóng mắt một chút, chuyên tâm nằm ở huyền băng trên giường thừa nhận từng làn từng làn dân gian cao nhân cùng dân gian thần y trị liệu. Những này dân gian thần y, dân gian cao nhân thực lực nhiều nhất cũng là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, đại đa số cũng không quá chú mạch giai đoạn, thậm chí ngay cả tôi thể giai đoạn đều có, thấy thế nào đến thấu trúc vô ngôn thực lực. Trúc vô ngôn liền hoàng đế trúc chân vũ bên người xếp hạng thứ ba tiên tiên luyện khí hậu kỳ ngự y đều có thể giấu giếm được đi, chứ nói chi là những này nếu nói dân gian thần y, dân gian cao nhân rồi. Ở trúc vô ngôn hết sức ẩn nấp dưới, những này dân gian cao nhân, dân gian thần y cũng lầm tưởng trúc vô ngôn người cái có bệnh, từng cái từng cái dùng hết bú sữa khí lực, muốn trị liệu thật vị này cửu chiêu quốc thái tử điện hạ. Một khi có thể thuận lợi địa chữa khỏi trúc vô ngôn bệnh tật, đến thời điểm tất nhiên có thể thu được phần thưởng giá trị, danh tiếng cũng đem tăng nhiều, sau đó vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Vì lẽ đó những này dân gian thần y, dân gian cao nhân đều là toàn lực ứng phó, dồn dập đem ép đáy hòm tuyệt sống đều lấy ra, tiếc nuối chính là không có một người có thể chữa khỏi chúc vô môn bệnh tật. Đã như thế chúc, vô môn dĩ nhiên là có thể cuồn cuộn không dứt địa hưởng thụ những này đặc biệt trị liệu, điểm đột phá lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, khoảng cách tiên tiên viên mãn càng ngày càng gần. Chỉ cần chúc vô môn có thể bước vào tiên thiên viên mãn cảnh giới, đừng nói là ở cửu chiêu quốc bên trong, coi như là phóng tầm mắt to lớn nam hoang chi địa, chỉ sợ không còn một võ giả là đối thủ của hắn. Nói một tiếng thiên hạ vô địch, chút nào cũng không quá đáng. Dưới trong đan điền hãn hải nội nguyên không ngừng tăng trưởng, trở nên càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng tinh khiết. Thân thể mỗi cái vị trí ở hãn hải nội nguyên tầm bổ dưới, đã ở không ngừng tăng lên, trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng dẻo dai. Liền ngay cả tinh thần ý chí cũng nhận lấy hãn hải nội nguyên cùng mạnh mẽ thân thể ôn dưỡng, từ từ tăng lên trận này tiên thiên chi cảnh thuế biến, ít nói cũng phải kéo dài thời gian mấy tháng, mới có thể từ từ hoàn thành, đến thời điểm trúc vô ngôn thực lực chắc chắn càng mạnh hơn. Có điều lấy hắn bây giờ nâng lên tốc độ, khi đó đã sớm bước vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Đông đảo có thể bị đẩy vì là đời tiếp theo thái tử hoàng tử hoàng nữ chúng dồn dập phát lực, một bên cật lực hạ thấp tự thân tồn tại cảm giác, tăng cường hoàng tử hoàng nữ kế vị thái tử tỷ lệ, một bên không quên trợ giúp chúc vô ngôn sớm ngày sinh tử, làm thêm một quãng thời gian bia đỡ đạn. Trong đó ở trên lần cuối tháng thi đấu bà con cô cậu hiện ra sắc Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào tự nhiên đã ở trong đó, nói thật lấy hai người này thiên phú tư chất, đặt ở ngoại giới miễn cưỡng có thể xưng tụng thiên tài. Nhưng là ở cửu chiêu quốc trong Hoàng Cung, nói chính xác của mọi người nhiều hoàng tử hoàng nữ ở trong, vậy thì có thể xưng tụng là ngút trời tài năng. Hai người tuy rằng đã nghĩ tất cả biện pháp hạ thấp tốc độ tu luyện, thường thường làm một ít lưu cầu trọi gà chuyện tình, muốn để Hoàng đế Trúc chân Vũ nhìn thấy bọn họ vô năng cùng hoàn khố một mặt, tiếc nuối chính là làm chu vi hoàng tử hoàng nữ chúng đều làm như thế, Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào thông minh mưu lược lại hơi thấp một bậc thời điểm, những này hành động rất dễ dàng chữa lợn lành thành lợn que. Chính là bởi vì như vậy, Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào cũng trở thành đời tiếp theo thái tử đứng đầu ứng cử viên, đồng thời bọn họ cũng là lực đẩy Trúc Vô Ngôn trở thành thứ 18 nhậm thái tử công thần một trong. Khi biết được hoàng đế Trúc chân Vũ Chính đang chọn thứ 19 nhậm thái tử thời điểm, Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào cũng bị sợ hãi. Câu tâm đấu giác đồng thời, hai người không quên vì là Trúc Vô Ngôn mang đến một món lễ lớn. Thái tử tẩm cung, huyền băng trước giường, Trúc Vô Ngôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt cuộn mình như lợn thiếu nữ. Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào rào rạt đắc ý chỉ vào bên giường thiếu nữ, hướng về Trúc Vô Ngôn khoe khoang. 168 hoàng đệ, như vậy tuyệt sắc giai nhân ngươi nên chưa bao giờ từng trải qua đi, chúng ta cũng là phí hết đại mạnh mẽ mới lấy được, chuyên môn trị liệu người của ngươi cái chi nhanh. Có sự giúp đỡ của nàng, nếu không phải có ngoài ý muốn, rất nhanh ngươi là có thể nắm giữ dòng dõi, hơn nữa chỉ ít cũng là một tổ, chương 99. Thái giám chứng minh nghe được Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào nói như vậy, Trúc vô ngôn tới điểm nhi tinh thần, bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt có Trúc sợ hãi cuộn mình thiếu nữ. Thiếu nữ này có chừng 18 tuổi dáng vẻ chừng, sắc đẹp chỉ có thể nói giống như vậy, miễn cưỡng có thể đánh tới đạt yêu cầu phân thôi. Liền ngay cả thân thể cũng không thế nào, thoáng có vẻ mập mạp, nhất cử nhất động cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như là thấy được một loại nào đó động vật như thế, Nhan chi số giống như vậy, vóc người giống như vậy, khí chất cực sai, hành vi quái lạ. Đừng nói là cùng thái tử cung bên trong gần trăm mỹ nhân so sánh với, coi như là cùng ngoại giới phổ thông dân nữ so ra cũng kém không ít. Xác định đây là tuyệt sắc giai nhân. Trúc Vô Môn hoài, nghi địa nhìn về phía Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào, nửa điểm cũng không tin tưởng bọn hắn nói. Từ Trúc Vô Môn trong ánh mắt, Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào nhìn ra gì đó, cười đi tới. 168 hoàng đệ, ngươi nên là không tin đây là một vị tuyệt sắc giai nhân. Trúc vô Môn lường một cái, này rất sao thiếu não mới có thể tin tưởng đây là tuyệt sắc giai nhân, hắn cũng không phải người mù, chẳng lẽ còn không nhìn ra thiếu nữ trước mặt sắc đẹp cực kỳ. Có điều nhìn Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào tự tin dáng vẻ, Trúc vô Môn trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ thiếu nữ này có cái gì đặc biệt chỗ? Đúng vậy, Trúc Chi Sơn vẻ nho nhã nói. Nam hoang khác thường nữ, từ nhỏ theo heo quá, từ nhỏ uống heo nãi, lớn lên như lợn hình, tên thiếu nữ này mẫu thân chính là một vị trăm năm khó gặp heo nữ. Heo nữ, Trúc vô ngôn ngạc nhiên, heo nữ có cái gì chỗ đặc thù sao? chúc hải đào gật gật đầu, 168 hoàng đệ nên hiểu rõ heo thứ này, đặc biệt dễ dàng mang thai, hơn nữa phát lên heo từ thời điểm một đời chính là một tổ. Này heo nữ liền kế thừa heo phương diện này đặc thù, rất dễ dàng mang thai, hơn nữa mỗi lần mang thai chỉ ít có thể sinh hai cái trở lên, mặc dù là một lần sinh ba bốn đều là tầm thường việc. Vì lẽ đó này heo nữ ở một số muốn nhi nữ người xem ra, đó chính là tuyệt sắc giai nhân, thí dụ như 168 hoàng đệ. Trúc Chi Sơn nhẹ lay động quạt xếp, hiện tại 168 hoàng đệ biết heo nữ chân quý đi, khả năng này là chúng ta cử chiêu quốc duy nhất heo nữ, hay chúng ta cũng là phí hết đại khí lực, lúc này mới đem làm lại đây đưa cho hoàng đệ, hoàng đệ cũng không nên cô phụ chúng ta một phen tâm ý, sau đó phải cố gắng đối xử vị này heo nữ mới phải. Trúc Vô Ngôn, để Trúc Vô Ngôn hiểu rõ đến heo nữ quý giá tính sau khi, Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào liền đem heo nữ để cho Trúc Vô Ngôn, rời đi thái tử cung. Nhìn trước mặt hình dáng tướng mạo quái lạ, trên người còn mơ hồ tản ra phân heo vị heo thiếu nữ, Trúc Vô Ngôn ra mặt có chút co giật. Tuy rằng Trúc Vô Ngôn trong lòng rõ ràng, đối mặt như vậy cực phẩm heo thiếu nữ, nếu là hắn cùng với cùng bể tình, tuyệt đối có thể thu được lượng lớn điểm đột phá, thậm chí vượt qua cùng liễu như thị thời điểm. Thế nhưng nghĩ đến thái tử cung bên trong nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nhìn lại một chút quái là có mùi heo thiếu nữ, Trúc Vô Ngôn thật là là dưới không được khẩu A. Mặc dù biết rõ này heo thiếu nữ có giá trị không nhỏ, Trúc Vô Ngôn cũng không có cách nào đối với nàng làm ra không thể miêu tả cử động. Huống hồ Trúc Vô Ngôn trong lòng cũng rõ ràng, hắn sở dĩ không cách nào để cho bên cạnh giai nhân chúng mang thai, cũng không phải người cái có bệnh, mà là gen quá hoàn mỹ, phổ thông nữ tử đã nhận nạp không thể. Trừ phi là tiên thiên luyện khí cảnh giới nữ tử, lúc này mới có nhất định khả năng mang thai, thấp hơn tiên thiên bên dưới trên căn bản không có khả năng. Hơn nữa theo Trúc Vô Ngôn thực lực càng ngày càng mạnh, đối với thân thể rèn luyện cũng càng ngày càng lợi hại, Hắn gen cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm tất nhiên sẽ càng khó mang thai. Này heo thiếu nữ đối với người bình thường tới nói có thể là mang thai trí bảo, nhưng là đối với trúc vô môn tới nói, thật sự không có tác dụng gì. Nhiều nhất cũng chính là giúp trúc vô môn kiếm lấy một số lớn điểm đột phá, để hắn hướng về tiên thiên viên mãn tiến thêm một bước, thế nhưng vì điểm ấy như lợi ích bán đi linh hồn của chính mình cùng thân thể, trúc vô môn thật sự không làm được. Vì lẽ đó đối mặt trúc chi sơn cùng trúc hải đào trọng thưởng, trúc vô môn cũng chỉ có thể chối từ đồng thời lấy trong cung ngự y tên giải thích nói heo thiếu nữ đối với hắn không có hiệu lực như vậy cực phẩm vẫn là giữ lại cho trúc chi sơn cùng trúc hải đào hưởng dụng đi trúc chi sơn cùng trúc hải đào cũng không có trúc vô môn như vậy bệnh thích sạch sẽ không lâu sau đó trúc vô môn liền nghe nói heo thiếu nữ ở trúc chi sơn nơi đó mang thai ba bào thai chuyện tin hát như vậy khẩu vị thật là làm cho trúc vô môn nhìn mà than thở ngoại trừ heo thiếu nữ ở ngoài còn có hoàng tử hoàng nữ cho trúc vô môn ra nghiêng trêu thân duyên thuật nếu nói thân duyên thuật chính là lợi dụng một loại bí thuật để nam nữ tăng cường mang thai xác suất hiệu quả cũng cực kỳ tốt thế nhưng nếu như muốn triển khai thân duyên thuật nhất định phải huyết thống cực kỳ gần gũi mới được vì thế một số hoàng tử hoàng nữ đặc biệt vì chúc vô ngôn xem xét mấy cái biểu muội cùng em họ loại hình muốn để chúc vô ngôn cùng với các nàng tu hành thân duyên thuật sớm một chút mang thai dòng dõi đôi này chuyện này đối với chúc vô ngôn mà nói tự nhiên cũng là không có cách nào tiếp nhận họ hàng gần thông hôn thiếu hụt chúc vô ngôn hiểu rõ rất rõ ràng vì lẽ đó cũng chỉ có thể lấy ngự y vì là cớ, cự tuyệt những người này thật là tốt ý. Ngoại trừ heo thiếu nữ kết giao duyên thuật bên ngoài, một số hoàng tử hoàng nữ còn đưa tới một ít vật ly kỳ cổ quái cùng phương pháp, nếu như không vi phạm trúc vô môn đạo đức lương chi, trúc vô môn cũng sẽ thử một chút. Hắn làm như vậy không phải thật sự vì sinh con, dù sao tình huống của hắn hắn biết, thế nhưng trúc vô môn vẫn cứ làm như vậy rồi, nguyên nhân không gì khác, kiếm nhiều một chút điểm đột phá cùng tăng cường người cái thôi chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bị hoàng cung mọi người lầm tưởng người cái đã phế, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bị trong hoàng cung người ngộ nhận là thái giám, ngài thu được 2.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bị nguyệt đô trăm vạn dân chúng lầm tưởng người cái đã phế, ngài thu được 3 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bị nguyệt đô trăm vạn dân chúng ngộ nhận là thái giám, ngài thu được 5.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Để chúc vô môn khá là không nói gì chính là, mắt thấy đủ loại linh đan rượu dược, thú loại roi, thiên tài địa bảo. Thậm chí còn dân gian thần y, dân gian cao nhân, đặc thù phương thuốc. Đều không thể để chúc vô môn nắm giữ dòng dõi, người cái vẫn cứ như trước như vậy phế, dần dần mà tất cả mọi người một nhận thức chung. Đó chính là chúc vô môn người cái triệt để hỏng nát, giống như là chúc vô môn tiền đồ như thế, cũng không còn cứu vãn khả năng. Chúc vô môn đã thành công từ ngụy thái giám tiên hóa thành thật thái giám, liền trúc thị hoàng tộc sinh sôi công cụ đều không có tư cách đi làm. Kết quả là hoàng cung chấn động, nguyệt đô chấn động, cửu chiêu quốc chấn động, chương 100. Thiên hạ vô địch chấn động như vậy, có thể nào không có điểm đột phá đi theo. Mấy ngàn vạn điểm đột phá cuồn cuộn mà đến, đem chúc vô ngôn thực lực đẩy một cái đẩy nữa, đẩy lên tiên thiên luyện khí hậu kỳ cực hạn, đón lấy nên xung kích tiên thiên viên mãn bình cảnh ràng buộc. Khoảng thời gian này ở chư vị hoàng tử hoàng nữ, hậu cung tần phi, dân gian thần y, dân gian cao nhân, dưới sự giúp đỡ, chúc vô ngôn vốn là kiếm lấy đại lượng điểm đột phá, khoảng cách tiên thiên viên mãn gần trong gang tấc. Bây giờ lại lấy những người này phúc, ngụy thái giám tên thăng cấp làm thật thái giám, đây là một lần to lớn thuế biến. Tại đây trận thuế biến dưới sự giúp đỡ, chúc vô ngôn lần thứ hai danh chấn hoàng cung, danh chấn Hoàng Thành Nguyệt Đô, danh chấn Cửu Chiêu Quốc. Thậm chí còn danh chấn Nam Hoang Đại Địa. Tuy rằng Trúc Vô Môn đối với thật thái giám thái tử tên cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không yêu thích cái tước hiệu này, thế nhưng lời nói rất thực sự, những này xú danh dày thanh quản tới điểm đột phá đó là Thật là thơm, hương phiêu, chăm dặm hương vào nội tâm, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Xem ở điểm đột phá được mùa mặt trên, Trúc Vô Môn cũng sẽ không quan tâm này điểm phá danh tiếng. Đối với từ xã hội hiện đại xuyên qua mà đến, nhìn không mặc ít càng nhỏ hòa giải xuyên qua TV chúc vô môn tới nói, danh tiếng gì đủ nói, chân thực lợi ích mới phải hắn coi trọng nhất. Quân không gặp mã bảo quốc lão ra từ tiếp hóa phát thần kỹ vang danh giang hồ, hắn không biết này rất mất mặt xấu hổ sao, thế nhưng hắn vẫn cứ làm như vậy rồi, là vì cái gì đại gia rõ ràng trong lòng. Còn có những kia run âm, người nhanh nhẹn mặt trên không để ý người bên ngoài khinh thường, dùng một tấm tinh xảo đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ dùng sức nhi sửa từ muội giấy chúng, các nàng ở trước mặt mọi người khiêu vũ hát chơi tiết mục ngắn sẽ không cảm thấy lúng túng mất mặt sau, thế nhưng các nàng vẫn là làm theo ý mình, nguyên nhân vì sao dùng ngón chân ngẫm lại đều biết. Còn có một số các minh tinh, suốt đầu lộ diện, chẳng biết xấu hổ, tự mình mâu thuẫn, ăn cây táo rào cây sung. Các loại lẫn lộn thủ đoạn càng ngày càng bị ổi, thậm chí không tiếc lấy xấu bác tên, còn không phải là vì bạc vụn mới lạc. So với những người này, Trúc Vô Môn cảm giác mình còn rất dài một đoạn đường phải đi, chỉ ít hắn giả trang heo là vì mạng sống, cũng không có thương hại ý tứ của người khác. Chất thải thái tử thì lại làm sao, vô năng thái tử thì thế nào, các ngươi cắn ta a à. Cảm thụ lấy chen chúc mà đến điểm đột phá, chúc vô ngôn vẻ mặt tươi cười, nếu không phải có ngoại ý muốn, hấp thu như thế một đại sóng điểm đột phá, thực lực của hắn mới có thể lên cấp đến tiên thiên viên mãn. Đại lượng điểm đột phá hóa thành từng luồng từng luồng kỳ dị sức mạnh, dựa theo hắn hải nguyên điển con đường vận chuyển rất nhanh sẽ dung nhập vào trúc vô ngôn dưới đan điền cùng chín đại luân mạch ở trong hóa thành tinh khiết hãn hải nội nguyên những này hãn hải nội nguyên lại không ngừng tẩm bổ dưới đan điền chín đại luân mạch cùng chu vi thân thể vị trí điểm đột phá cũng hóa thành mặt khác một loại sức mạnh phụ trợ hãn hải nội nguyên nâng lên trúc vô ngôn thân thể hai người hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả cực kỳ kinh người dưới trong đan điền hãn hải nội nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vụt cùng mở rộng trong thời gian ngắn ngủi liền từ mấy dặm chu vi mở rộng đến 10 dặm chu vi tiếp theo sau đó mở rộng 10 dặm chu vi 11 dặm chu vi 12 dặm chu vi 15 dặm chu vi 18 dặm chu vi, 20 dặm chu vi, mãi cho đến 30 dặm chu vi. Trúc vô ngôn cảm thấy bình cảnh tồn tại, có điều còn lại điểm đột phá còn có ngàn vạn trở lên, nên đầy đủ hắn đột phá. Trúc vô ngôn hết sức chăm chú, hãn hải hành công đồ vận chuyển tới cực hạn, bằng tốc độ kinh người hấp thu cuồn cuộn mà đến kỳ dị sức mạnh, hướng về tầng kia nhìn như bạc nhược kỳ thực cứng cỏi vô cùng bình cảnh ràng buộc phát khởi sung kích. Dầm dầm dầm, không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, làm điểm đột phá chỉ còn dư lại mấy vạn khoảng chừng, trái phải thời điểm, nương theo lấy một tiếng răng rắc, bình cảnh ràng buộc giống như kính bình thường vỡ nát, khổng lồ hãn hải nội nguyên mở rộng đến 31 dặm chu vi. Ở tình huống bình thường tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế vừa đột phá thời điểm, dưới trong đan điền tiên thiên nội nguyên hình thành hồ nước nhiều nhất cũng là mấy dặm chu vi, không vượt qua được 9 dặm chu vi. Nhưng là chúc vô môn ngược lại tốt, trước ngay sau kỳ thời điểm dưới trong đan điền nội nguyên chi hồ liền mở rộng đến 9 dặm nhiều mặt tròn, vừa bước vào tiên thiên viên mãn cảnh giới, nội nguyên chi hồ liền tăng vụt đến 31 giảm chu vi, đầy đủ là cung cấp võ giả vài lần trở lên. Hơn nữa không chỉ số lượng như vậy, liền ngay cả chất lượng cũng là cung cấp võ giả vài lần trở lên, hợp lại chúc vô ngôn tiên thiên nội nguyên mạch, chính là cung cấp võ giả gấp 10 lần khoảng chừng trái phải. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đột phá tiên thiên viên mãn, ngài T. Cu được 3.600 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực, nguyên bản còn đang giàu gì làm sao củng cố thực lực Trúc vô Môn, đột phá sau đó lại đạt được hơn 30 triệu điểm đột phá thường, kết quả là lần thứ hai bắt đầu hấp thu điểm đột phá hóa thành kỳ dị sức mạnh, vững chắc trước mặt cảnh giới. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào tự do điểm đột phá về số lượng diệt, chúc vô ngôn thình lình phát hiện tự do điểm đột phá đã đạt đến 9 vị mấy. Nhiều như thế tự do điểm đột phá, hoàn toàn đủ Trúc vô Môn đem mấy môn võ công tuyệt thế tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trúc vô ngôn một cách hết sắc chăm chú mà vùi đầu vào tu hành bên trong, nguyên bản có chút phù phiếm thực lực bắt đầu không ngừng lắng động xuống. Không biết trôi qua bao lâu, Trúc vô ngôn hấp thu này một đại sóng điểm đột phá, vững chắc trước mặt cảnh giới, chín đại luân mạch giống như đại giang đại hà, bên trong có hán hải nội nguyên chạy trồm không ngớt. Những này hán hải nội nguyên dọc theo kỳ dị quỹ tích không ngừng vận chuyển, cuối cùng hội tụ đến dưới trong đan điền, để dưới trong đan điền hán hải nội nguyên không ngừng tăng cường, đồng thời cũng càng phát tinh khiết lên cấp đến tiên thiên luyện khí hậu kỳ cảnh giới thời điểm, Trúc Vô Môn ắt con niềm tin đối đầu hoàng đế Trúc Chân Vũ, trở thành cửu chiêu quốc kể đến hàng đầu cao thủ tuyệt thế. Bây giờ tiến thêm một bước, đột phá đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, Trúc Vô Môn thực lực tổng hợp tiến một bước tăng vụt, mặc dù là hoàng đế Trúc Chân Vũ, cũng tuyệt đối không phải Trúc Vô Môn đối thủ. Trúc Vô Môn thực lực, chân chính có thể xưng tụng là cửu chiêu quốc vô địch rồi. Trốn ở tầm cung một tháng, nằm ở trên giường đã nhiều ngày, trong lúc không tiếc gánh vách chất thải thái tử, vô năng thái tử, ngu xuẩn thái tử, thái giám thái tử, danh tiếng, chúc vô ngôn cuối cùng là nhờ có lực tự bảo vệ. Vào giờ phút này chúc vô ngôn nếu là nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể chạy ra hoàng thành, ở nam hoang chi địa tiêu diêu tự tại. Chỉ có điều trong hoàng cung còn có nhiều như vậy thật là tốt nơi không có bắt được tay, giờ khắc này chúc vô ngôn cũng không muốn sớm như vậy rời đi nơi này, đều cũng muốn đem nên nắm thật là tốt nơi đều bắt được tay, sẽ rời đi nơi này cũng không chế, hoặc là không hề rời đi nơi này. Lấy chúc vô ngôn giờ khắc này thực lực, muốn bảo mệnh cũng không khó, thế nhưng muốn giết chết hoàng đế Trúc chân Vũ, trở thành mới cửu chiêu hoàng đế, vậy thì có nhất định khó khăn. Dù sao hoàng đế Trúc chân Vũ khổ tâm kinh doanh hơn trăm năm, bên người không biết có bao nhiêu cao thủ cường giả, còn có tầng tầng trận pháp bảo vệ. Trúc vô ngôn cố nhiên thiên hạ vô địch, thế nhưng muốn phá vỡ tầng tầng cửa ải, thuận lợi địa đánh giết hoàng đế Trúc chân Vũ vẫn cứ gian nan cực điểm. Tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây, nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông ở kế bên, để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới. Rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 101, thân là cửu chiêu quốc hoàng đế, hoàng đế trúc chân vũ ngoại trừ thực lực bản thân có thể nói tiên thiên vô địch ở ngoài, chu vi còn có đông đảo cao thủ hộ vệ. Có người nói ở hoàng đế trúc chân vũ chu vi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có mấy vị tiên thiên viên mãn tuyệt thế cấp 3, trung học phổ thông trong bóng tối bảo vệ, còn có mấy vị dị tộc người ẩn giấu ở chết. Hơn nữa hoàng đế trúc chân vũ quanh năm ở tại trận pháp tầng tầng, khắp nơi cả bẫy càn thanh cung bên trong. Chính là bởi vì như vậy, những năm này có rất nhiều hoàng tử hoàng nữ, hậu cung tần phi, thậm chí còn quyền quý trọng thần muốn ám sát hoàng đế Trúc chân Vũ, kết quả tất cả đều thất bại. Nếu không có như thế, trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ chúng cũng sẽ không biến thành như vậy, từng cái từng cái lấy kém vì là hỉ, lấy cường vì là bi quan, ngăn ngắn vài chục năm bên trong càng có vượt qua 100 vị hát. Hoàng tử hoàng nữ, vượt qua 300 vị hậu cung tần phi bị hoàng đế Trúc chân Vũ giết chết. Cho tới chết đi quyền quý đại thần, càng là tiếp cận 500 vị, có thể tưởng tượng được hoàng đế trúc chân vũ chi bạo ngược hoàng đế trúc chân vũ hành động tự nhiên khơi dậy vô số người cừu hận nói một tiếng cả thế gian vô địch có thể có chút huyết đại thế nhưng ở cửu chiêu quốc bên trong muốn cho hắn chết cao thủ trí ít đã ở 10 vạn trở lên có thể ở đây sao nhiều địch nhân hoàn tứ bên dưới sống đến bây giờ hoàng đế trúc chân vũ phòng hộ biện pháp mạnh có thể tưởng tượng được trúc vô ngôn thực lực coi như đã thiên hạ vô địch muốn đánh giết hoàng đế trúc chân vũ cũng là khó hơn lên trời vì lẽ đó cân nhắc một phen sau khi chúc vô môn quyết định hay là trước dấu tài tiếp tục tăng cường thực lực của tự thân tìm kiếm cơ hội thích hợp lại đối phó hoàng đế trúc chân vũ có điều trúc vô môn giờ khắc này thực lực đã đạt đến tiên thiên viên mãn dựa theo trước mặt nâng lên tốc độ không bao lâu nữa liền có thể đạt đến tiên thiên chi cảnh cực hạn chờ đến vào lúc ấy lại thu được điểm đột phá không biết đặc thù gặp gỡ hệ thống lại sẽ đưa chúng nó tăng cường đến nơi nào ở con đường võ đạo trên tu hành tiên thiên đã là cực hạn phía trước dĩ nhiên không đường như vậy nên làm gì đột phá tiên thiên, bước vào cảnh giới càng cao hơn đây. Đông viên đại lục các võ giả tu hành võ đạo trăm nghìn vạn năm, cũng không cách nào thăm dò đến tiên thiên bên trên cảnh giới, đặc thù gặp gỡ hệ thống có thể không trợ giúp Trúc Vô Ngôn đánh vỡ từ cổ trí kim tiên thiên cực hạn, lên cấp đến cảnh giới càng cao hơn đây. Trúc Vô Ngôn không biết, thế nhưng nhưng trong lòng mơ hồ có điều chờ mong. Cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh, Trúc Vô Ngôn khẽ mỉm cười, tiến vào luyện công trong mật thất, bắt đầu khổ tu huyễn thần bộ, đồng thời thích ứng chờ tăng vài lần thực lực, hô đã tu hành đến đại thành chi cảnh nguyễn thần bộ vận chuyển trong lúc đó hầu như không có âm thanh to lớn trong phòng luyện công chỉ có đạo đạo huyễn ảnh đang lé lên căn bản không nhìn thấy trúc vô môn bản thể cái môn này tuyệt thế thân pháp khoảng cách viên mãn chỉ có khoảng cách nửa bước trúc vô môn cân nhắc chỉ chốc lát sau liền đem một phần điểm đột phá thêm đến mặt trên chuẩn bị hôm nay liền đem nguyễn thần bộ tu hành viên mãn theo điểm đột phá tăng thêm nguyên bản tiến độ liền cực kỳ kinh người nguyễn thần bộ lấy một ngày trăm giảm tốc độ tăng vọt, rất nhanh sẽ đột phá một tầng bình cảnh ràng buộc, bước vào đến viên mãn chi cảnh. Nhất cử nhất động trong lúc đó, liền có 36 đạo huyễn ảnh đi theo, khiến người ta căn bản không nhận rõ người nào là huyễn ảnh, người nào là chân thân. Viên mãn chi cảnh tuyệt thế thân pháp, hầu như có thể so sánh với đại thành cấp độ thần thoại thân pháp, phóng tầm mắt toàn bộ cửu chiêu quốc, đều không có mấy người có thể đem tuyệt thế thân pháp tu hành đến viên mãn chi cảnh. Huống chi là huyễn thần bộ loại này ở tuyệt thế thân pháp bên trong cũng đứng hàng đứng đầu thân pháp. Lời nói không khách khí, dựa vào trúc vô môn giờ khắc này huyễn thần bộ, trên giang hồ không còn một võ giả có thể bắt lấy trúc vô môn tung tích, hoàng đế trúc chân vũ cũng không được. Trúc vô môn bảo mệnh năng lực mạnh, chỉ sợ đã vượt qua hoàng đế trúc chân vũ. Đã như thế, trúc vô môn cuối cùng là triệt để an tâm, vào giờ phút này mặc dù là rơi vào Càn Thanh cung bên trong, trúc vô môn cũng có thể thuận lợi địa chạy trốn. Nếu nếu như vậy, cũng nên là bước ra tầm cung, đổi một loại phương thức sống. Vừa đọc đến đây, trúc vô môn đẩy ra tầm cung cửa phòng đập vào mi mắt chính là một tòa cổ kính hoa viên. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy hoa viên, ngài thu được 10.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy hoa mẫu đơn, ngài thu được 10.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng. G, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy thanh linh hoa, ngài thu được 10.000 điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Soạt bình giống nhau nhắc nhở không ngừng vang lên, trong nháy mắt liền cho chúc Vô Ngôn mang đến gần trăm vạn điểm đột phá, theo thực lực cảnh giới nâng lên, chúc Vô Ngôn thân phận địa vị cũng thuận theo nâng lên, vì lẽ đó mặc dù là cùng một người, việc làm cũng như trước kia gần như, lại có thể thu được nhiều hơn điểm đột phá. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đi ra tầm cung, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Ẩn núp đã lâu, mài rũa nanh vuốt, uất ức với trong tầm cung hơn một tháng, hôm nay rốt cục dám đi ra cửa phòng. Hành động này cũng mang ý nghĩa chúc vô Môn thoát khỏi trước đây trên tấm thất ngư nhi nhân vật, có tư cách trở thành chấp người tiên phong, tính toán cửu chiêu quốc này bàn đại quân cờ, tự nhiên đạt được không ít điểm đột phá. Chúc vô ngôn đứng tại chỗ, lặng yên không một tiếng động vận chuyển hãn hải nguyên điển, lấy tốc độ cực nhanh đem này một đại sóng điểm đột phá hấp thu, tiến một bước địa tăng cường thực lực của tự thân ngăn ngắn mấy chục hô hấp, nhiều như vậy điểm đột phá đã bị trúc vô ngôn thần không biết quỷ không hay mà hấp thu, lúc này thị vệ chung quanh, thái giám cùng các cung nữ cũng phát hiện đi ra tầm cung trúc vô ngôn, nhất thời đều có chút kinh ngạc lên. Thái tử điện hạ, ngài làm sao phát ra, thái tử điện hạ trên đùi kinh mạch xong chưa, như vậy đi ra không lo lắng sao. Đối mặt những người này hoặc, trúc vô ngôn liền giải thích tâm tình đều không có, tùy ý khoát tay áo một cái, chậm rãi đi ở thái tử cung bên trong, cái này cũng là xuyên qua tới nay, chúc Vô Ngôn lần thứ nhất thưởng thức thái tử cung phong cảnh. Dọc theo đường đi thấy được rất nhiều mới mẻ cảnh tượng, có chưa từng gặp kỳ hoa dị thảo, có chỉ là nghe thấy cổ đại kiến trúc, còn có lộ thiên luyện võ trường đặc thù phương tiện. Mỗi thấy một thứ, tự nhiên lại cho chúc Vô Ngôn mang đến số lượng nhất định điểm đột phá. Đối với những này điểm đột phá, chúc Vô Ngôn đều là vô thanh vô tức đưa chúng nó hấp thu, từng điểm một tăng cường thực lực của tự thân, hướng về tiên thiên cực hạn không ngừng tăng vọt. Thái tử cung phong cảnh cực đẹp. Đầu đầu cũng có hoa viên giả sơn, còn lại hơn 10 vị cung nữ, người trốn lầu xanh chính đang trong đó qua lại du ngoạn, nhìn thấy Trúc Vô Môn lại đi ra tẩm cung, dồn dập cười bắt chuyện hắn, muốn hắn bồi tiếp cùng nhau chơi đùa đùa bỡn. Trúc Vô Môn xua tay từ chối, nói cho các nàng biết ngày sau chơi nữa, hắn chuẩn bị xem xong rồi thái tử cung cảnh tượng, liền đi bên ngoài đi một chút. Hoàng cung đại nội, cơ duyên khắp nơi, Trúc Vô Môn há có thể bỏ qua. Chương 102, người khác đang cười ta chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đi ra thái tử cung. Ngài thu được 10 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Từ An cung, ngài thu được 20 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Càn Thanh cung, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Một đường tiến lên phàm là nhìn thấy hơi có bất đồng địa phương, hoặc là trải qua hơi có bất đồng sự tình, đều sẽ thu được tương ứng điểm đột phá, gợi ý của hệ thống liên miên không dứt mà vang lên, âm thanh dễ nghe êm tai, không nữa như trước như vậy giống như ma âm rót nhĩ. Nói cho cùng vẫn là vị trí cục diện không giống với lúc trước, vì lẽ đó tâm thái cũng là theo bất đồng. Dọc theo đường đi đúng là có không ít cung nữ, t Hai giám, thị vệ nhìn thấy chúc vô ngôn cái này hoàn toàn phế bỏ thái tử, nhất thời cũng khá là kinh ngạc, trầm thấp thanh âm của ở xung quanh vang lên. Những người này cho rằng tôi thể giai đoạn Trúc Vô Ngôn không nghe được, nhưng lại không biết Trúc Vô Ngôn đã đột phá đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, đối với các nàng thanh âm của rõ ràng có thể nghe. Đây không phải là chất thải thái tử Trúc Vô Ngôn sao, hắn làm sao từ thái tử cung phát ra, ta đây hơn một tháng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đây, thực sự là ly kỳ rất. Ta còn tưởng rằng hắn không dám ra cửa đây, hiện tại Trúc Vô Ngôn đã trở thành chúng ta cửu chiêu quốc cười to chuôi toàn bộ Nam Hoang đều ở xem chúng ta cửu chiêu quốc chuyện cười, không nghĩ tới Trúc Vô Ngôn còn có mặt mũi đi ra thái giám vô năng chất thải nhu nhược chúng ta vị này mới thái tử cũng thật là nhân trung cực phẩm mặc dù là ở bên ngoài hắn chúng liền trên tài năng cũng không tính không nghĩ tới lại còn có thể trở thành thái tử chúc vô môn cái này thái tử vị trí cũng ngồi không được nhiều thời gian dài nhanh thì một tháng chậm thì ba tháng hoàng đế bệ hạ sẽ đưa hắn tuốt xuống tiếng cười sáng sủa nhưng đều là đang cười chúc vô môn cái này y trực phẩm thái tử liền phổ thông thị vệ cung nữ cùng thái giám cũng đã là như vậy thái độ chớ nói chi là hoàng tử hoàng nữ cùng hậu cung tần phi chúc vô Môn vị này cửu chiêu quốc thái tử điện hạ, thình linh đã thành trong hoàng cung một đóa hiếm có. Đối với lần này chúc vô Môn không hề để ý, tự nhiên trên thường ngoạn trong hoàng cung phong cảnh, kiếm lấy từng làn từng làn điểm đột phá, mỗi một đợt số lượng tuy rằng không nhiều, thế nhưng tích lũy lại cũng là một con số lớn. Cửu chiêu quốc hoàng cung diện tích có tới mấy chục dặm chu vi, theo kịp địa cầu một ít đại một chút huyện thành, bên trong phong cảnh cực đẹp, có rừng cây, có hoa vườn, có hồ nước, có núi nhỏ. Giống như nhân gian tiên cảnh, hoàng cung bên ngoài chính là đô thành nguyệt đô chứa đựng hơn trăm vạn người khẩu diện tích có tới mấy trăm dặm chu vi làm cửu chiêu quốc đệ nhất thành nguyệt đô tên chấn động nam hoang xem hoa người hoa hái hoa bắt cá giết cá ăn cá mọi cử động có thể thu được điểm đột phá thưởng chúc vô môn tận tình đi khắp ở trong hoàng cung làm rất nhiều chưa từng làm chuyện tình chu vi tại mọi thời khắc còn có lời lẽ vô tình nương theo quả nhiên là tuyệt không thể tả Chuyến này hoàng cung lữ trình, đầy đủ cho Trúc Vô Ngôn mang đến ngàn vạn trở lên điểm đột phá, đều bị Trúc Vô Ngôn ở trên đường lặng yên không một tiếng động hấp thu đi, khoảng cách tiên thiên cực hạn càng gần một bước. Cuối cùng Trúc Vô Ngôn dừng ở trong hoàng cung văn bên hồ, dọc theo văn trên hồ cầu nhỏ hướng đi ở vào giữa hồ Hoàng gia tàng thư các. Hoàng gia tàng thư các vào chỗ với văn giữa hồ, có bốn tầng cao, mỗi một tầng tích đều có mấy trăm ngàn mét vuông, bên trong đầy đủ loại điển tịch. Tầng thứ nhất đối ứng chính là tôi thể giai đoạn các loại điển tịch công pháp, còn trên lẫn có một ít cùng tôi thể giai đoạn công pháp gần như tạp thư loại hình tầng thứ hai đối ứng chính là chú mạch giai đoạn các loại điển tịch công pháp chen lẫn chính là một ít cùng chú mạch giai đoạn công pháp giá trị gần như thư tịch tầng thứ ba đối ứng chính là tiên thiên giai đoạn công pháp cùng miền tịch cùng với một ít tương đối quý giá tạp thư cùng thư tịch đẳng cho tới cao nhất tầng thứ tư có người nói đặt trúc thị hoàng tộc có trường tam đại thần thoại võ công cùng với giá trị có thể so với thần thoại võ công thư tịch dựa vào trúc vô ngôn cử chiêu quốc thái tử thân phật có tư cách tùy ý ra vào hoàng gia tàng thư các ba tầng đầu chỉ có tầng cuối cùng trúc vô môn không có quyền hạn tiến vào. Có điều ba tầng đầu các loại điển tịch sẽ không dưới ngàn vạn vốn dĩ trên, đầy đủ trúc vô môn xem thời gian rất lâu, thuận tiện kiếm lấy sự đột phá kinh người điểm. Trúc vô môn đạp tử đàn mộc chế thành cầu gỗ, chậm rãi hướng đi hoàng gia tàng thư các. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần tê, Hứ nhất nhìn thấy cửu triêu quốc hoàng gia tàng thư các, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đi vào cửu chiêu quốc hoàng gia tàng thư các, ngài thu được 100 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Đứng cửa thủ vệ một đám tiên tiên sơ kỳ đại nội thị vệ nhìn thấy Trúc vô ngôn, dồn dập hướng về hắn hành lễ, cung tiến hắn đi vào hoàng gia tàng thư các. Mặc dù những này đại nội thị vệ đối với Trúc vô ngôn như thế nào đi nữa xem thường không lọt mắt, nhưng là thay đổi không được Trúc vô ngôn cửu chiêu thái tử thân phận, tự nhiên nên tuần hoàn trong cung quy củ. Hoàng gia tàng thư các trong tầng thứ nhất thư tịch nhiều nhất, có người nói đã vượt qua ngàn vạn bản, có tư cách tiến vào người bên trong này nhiều nhất. Chúc Vô Môn đập vào mắt liền nhìn thấy không ít hoàng tử hoàng nữ, còn có một chút sủng thần nhi nữ ở đây lật xem điển tịch. Nhìn thấy Chúc Vô Môn đến rồi, những người này cũng nho nhỏ mà kinh ngạc một hồi. Chúc Vô Môn làm sao tới nơi này? Cái tên này không phải kẻ tàn phế sao? Trả lại tàng thư các làm cái gì? Ai nói phế nhân thì không thể tới nơi này, nói không chắc Chúc Vô Môn là giả bộ đây. Ha ha, chưa có nói đùa liền phụ hoàng bên người xếp hạng trước mấy người y đều tự mình cho hắn kiểm tra qua, chúc vô Môn làm sao có khả năng thoát khỏi những này ngự y hỏa nhãn kim tinh. Quản hắn làm cái gì đấy, loại phế vật này cũng không có liên quan rót cần phải, vẫn là đọc sách đi. Trúc vô Môn không để ý đến những người này, trực tiếp hướng đi hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba, cũng là lấy hắn trước mặt quyền hạn có thể leo lên tầng lớp cao nhất. Có người nói toàn bộ cửu chiêu quốc bên trong, có thể tự do ra vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba chỉ có hoàng đế cùng thái tử chờ rất ít mấy người, số lượng không vượt qua 10 cái. Nếu là chờ chúc vô ngôn bị phế trừ thái tử vị trí, vậy hắn sẽ không có tư cách lại tiến vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba, vì lẽ đó thừa dịp bây giờ còn có quyền hạn, chúc vô ngôn đương nhiên phải đi vào cẩn thận mà nhìn. Quan trọng nhất là hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba điển tịch tuy rằng ít đi rất nhiều, thế nhưng mỗi một dạng đều khá là quý giá, từ nơi này chúc trên điển tịch, chúc vô ngôn có thể thu được đại lượng điểm đột phá nếu là cơ duyên xảo hợp nói, nói không chắc vẫn có thể tìm tới một hai môn chính mình cần võ công của bí thuật đây. chương 103, hắn xem không hiểu trúc vô ngôn đang làm gì, hắn một tôi thể giai đoạn tiểu võ giả, tiến vào tàng thư các tầng thứ ba có thể làm những gì. Ai biết hắn tới nơi này làm gì, chỉ cần hắn có quyền hạn, không hủy diệt nơi này điển tịch liền có thể, chúng ta chỉ để ý an tâm tu hành, trông coi tàng thư các liền có thể. Nghe nói tên tiểu tử này cũng bị phế bỏ, thực sự là đáng thương a à, hắn thái tử vị trí nên còn không có làm mấy ngày đi, kết quả lại phải thay đổi người. Không nghĩ tới chúng ta cửu chiêu quốc còn ra cái thái giám thái tử, trúc chân vô tên kia thực sự là càng ngày càng điên, nếu không có ta đánh không lại hắn, không phải mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận không thể, chờ một lúc ta đi hỏi một chút tên tiểu tử này đang làm gì. Tàng thư các nơi nào đó, truyền đến khó mà nhận ra nói nhỏ, đó là ẩn giấu ở nơi này phụ trách thủ vệ tàng thư các tiên tiên giai đoạn đại cao thủ, trong đó không thiếu tiên tiên luyện khí hậu kỳ cùng tiên tiên viên mãn cao thủ hàng đầu, cao thủ tuyệt thế, nhìn thấy Trúc Vô môn y theo dáng dấp địa ở lật xem tàng thư các tầng thứ ba bên trong các loại điển tịch cùng công pháp loại hình, những kia nhàm chán chấn thủ ở tàng thư các bên trong những cao thủ lại không nhịn được lắc đầu. Một tôi thể giai đoạn võ giả, có thể xem hiểu cái gì, lại còn từng quyển từng quyển lăn qua lăn lại, cái tên này là tới khôi hài đi. Đừng nói là tôi thể giai đoạn võ giả, mặc dù là tiên tiên giai đoạn võ. Giả, như hắn như thế đọc sách cũng xem không hiểu món đồ gì, không biết ở lật gì đó. Hay là đang tìm kiếm đặc biệt cơ duyên đi, có chút dân gian trong tiểu thuyết không phải thường thường viết một ít vật kỳ quái, thí dụ như nào đó tuyệt thế thần công ẩn giấu ở cái nào bản điển tịch tường kép bên trong. Ha ha, ngươi là muốn đem ta cười chết, sau đó kế thừa ta 17 cái tiểu thiếp đi, có thể để vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba, cái nào một quyển không phải hàng đầu võ công, võ công tuyệt thế, còn cần tại đây chút võ công tuyệt thế bên trong tìm kiếm võ công tuyệt thế, đùa gì thế. Những này quanh năm chấn thủ ở hoàng gia tàng thư các bên trong, mỗi ngày sinh hoạt khá là khô khan tiên thiên cao thủ chúng, tự cho là tàng thư các bên trong có tầng tầng trận pháp phòng hộ, thực lực của bọn họ lại hơn xa Trúc Vô Ngôn, Trúc Vô Ngôn hẳn là cái gì đều không nghe thấy. Nhưng lại không biết đã tu hành đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, thực lực tổng hợp hơn xa bọn họ Trúc Vô Ngôn nghe rõ rõ ràng ràng, ở trong mắt bọn họ Trúc Vô Ngôn bất quá là cái thực lực thấp kém tiểu tử, nhưng là ở Trúc Vô Ngôn trong mắt, bọn họ làm sao không phải là thực lực thấp kém lão gia hỏa đây. Có điều chính như lão gia hỏa này chúng nói, hoàng gia tàng thư các không hổ là hoàng gia tàng thư các, tầng thứ nhất tôi thể giai đoạn cùng tầng thứ hai chú mạch giai đoạn điển tịch công pháp tạm thời không nói, dù sao Trúc Vô Ngôn vẫn không có đi nhìn kỹ. Thế nhưng tại đây tầng thứ ba bên trong, có tới gần nghìn bản đỉnh cấp trở lên võ công của cùng bí thuật, trong đó võ công tuyệt thế, tuyệt thế bí thuật số lượng liền đạt đến ba vị mấy. Những này võ công tuyệt thế cùng tuyệt thế trong bí thuật rất nhiều đều có thể để người trên giang hồ tranh chấp vỡ đầu chảy máu, bất kỳ một quyển đều đủ để thành tựu một võ lâm thế gia. Nhưng là ở hoàng gia tàng thư các bên trong, chúng nó cứ như vậy ngổn ngang địa để, Tùy ý trúc vô môn lật xem. Đây chính là hoàng thất tiện lợi, cũng là hoàng thất ưu thế, xa xa mà vượt quá võ giả bình thường tưởng tượng. Ở tàng thư các bên trong chấn thủ lão gia hỏa chúng xem ra, trúc vô môn là ở làm bừa bãi, cái gì đều xem không hiểu, cái gì cũng không học được, không biết ở trúc vô môn trong đầu, gợi ý của hệ thống đã như nước thủy triều hiện lên. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem hàng đầu võ công phong ma trưởng pháp, ngài thu được 10 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất hiểu được hàng đầu võ công phong ma trượng pháp, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem võ công tuyệt thế âm dương chân kinh, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Lấy chúc vô ngôn một tính cùng tư chất, những này hàng đầu võ công cùng võ công tuyệt thế đối với hắn mà nói cũng không khó, tùy tiện lật xem một lần là có thể đem ghi vào trong đầu, thoáng tìm hiểu một phen, liền có thể đem tìm hiểu thấu đáo. Có điều giờ khác này Trúc Vô môn chủ yếu lấy lật xem cùng ký ức làm chủ, đợi được đem những này hàng đầu võ công, võ công tuyệt thế hết thảy đều cho nhớ kỹ, đến tiếp sau lại chậm rãi tìm hiểu được rồi. Những này hàng đầu võ công cùng võ công tuyệt thế Trúc Vô môn không nhất định sẽ tu luyện, thế nhưng có thể mang tìm hiểu ra, dung hợp đến chính mình nắm giữ võ công của cùng bí thuật ở trong, nâng lên những nảy võ công cùng bí thuật uy năng. Hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba điển tịch có thể nói rất ít, chỉ có 3.000 bản khoảng chừng trái phải, nhưng là mỗi một bản đều là quý giá đến cực điểm bảo điển, bình quân hạ xuống mỗi một bản đều có thể cho Trúc Vô Ngôn mang đến 10 vạn trở lên điểm đột phá. Nói cách khác, Trúc Vô Ngôn chỉ cần có thể đem Hoàng gia tàng thư các tầng. Thứ ba điển tịch đều cho lật xem một lần đọc thuộc lòng hạ xuống, liền có thể thu được mấy ức điểm đột phá. Nhiều như vậy điểm đột phá, hoàn toàn đủ Trúc Vô Ngôn tăng lên tới tiên thiên cực hạt, thậm chí có nhất định khả năng siêu thoát với cực hạn bên trên. Hơn nữa theo lật xem điển tịch càng ngày càng nhiều, chúc vô ngôn thình lình phát hiện, rất nhiều điển tịch trong lúc đó có liên hệ chỗ, cho dù có một ít điển tịch hắn còn chưa kịp đi tìm hiểu, cũng đã một cách tự nhiên mà hiểu được. Trời sinh thần thánh, đã gặp qua là không quên được thiên phú để chúc vô ngôn lật xem cùng ký ức những này điển tịch như có thần giúp, ở xung quanh tàng thư các những người bảo vệ xem ra chúc vô ngôn chính là ở xoay loạn sách nhưng lại không biết chúc vô ngôn cứ như vậy lật xem một lần cũng đã đem chỉnh bản điển tịch đều cho ký ức rơi xuống ngăn ngắn mấy canh giờ, Trúc Vô Môn đầy đủ nhớ rồi hơn 200 bản điển tịch, đạt được chừng 3.000 vạn điểm đột phá, tiện thể còn hiểu được mấy chục bản điển tịch, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Hơn nữa ở Trúc Vô Môn hiểu được mấy chục bản trong điển tịch, có 3, 4 bản đều là quyền pháp phương diện điển tịch, hiểu được ngày 3, 4 bản điển tịch sau khi Trúc Vô Môn mơ hồ đã nhận ra cùng cửu long quyền có nhất định phù hợp chỗ. Đợi được đến tiếp sau Trúc Vô Môn đem này mấy quyền quyền pháp tinh hoa dung hợp đến Cửu Long quyền ở trong, Hắn cửu Long quyền uy năng chắc chắn tăng lên dữ dội một đoạn dài, hơn nữa đối với cửu Long quyền nâng lên cùng đột phá cũng có tác dụng không nhỏ. Vẹn vẹn hiểu được mấy quyền quyền pháp điển tịch đều có thể cho chúc Vô Môn mang đến lớn như vậy thật là tốt nơi, đợi được đến tiếp sau chúc Vô Môn tìm hiểu nhiều hơn quyền pháp điển tịch, tất nhiên có thể cho chúc Vô Môn mang đến càng to lớn hơn thật là tốt nơi, thậm chí có khả năng trợ giúp chúc Vô Môn đem cửu Long quyền lột xác thành vì là cấp độ thần thoại võ công, cũng không phải chuyện không thể nào giống như là thanh long ẩn cùng giới tử bí thuật như thế, bị trúc vô ngôn hiểu thấu đáo dung hợp sau khi, thình linh lột xác thành thần thoại cấp bí thuật, trợ giúp trúc vô ngôn thuận lợi địa vượt qua mấy lần nguy cơ sống còn. Còn có huyễn thần bộ cùng bạt kiếm thuật, hoàng gia tàng thư các bên trong nhưng là có không ít tuyệt thế cấp bậc thân pháp cùng đao pháp, nếu như có thể đưa chúng nó hết thảy hiểu thấu đáo dung hợp, nói không chắc cũng có thể để huyễn thần bộ cùng bạt kiếm thuật lột xác thành cấp độ thần thoại võ công bí thuật. Chương 104, gặp tiên du ký thái tử điện hạ, người đang ở đây làm cái gì? hay là xem trúc vô môn lật sách lật đến thật là vui, một vị núp trong bóng tối tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu rốt cục không nhịn được đi ra, tới gần trúc vô môn dò hỏi. Trúc vô môn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt tên này tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu, rõ ràng là hoàng đế trúc chân vũ một cái nào đó đệ đệ, trúc vô môn phải gọi hoàng thúc. Gặp hoàng thúc, ta là đang tìm chữa bệnh phương pháp. Chữa bệnh phương pháp? Hoàng thúc sướng sờ, trúc vô môn gật gật đầu, thân thể của ta có chút vấn đề thế nhưng trong cung ngữ y cùng dân gian cái gọi là thần y đều cứu trị không được. Nghe nói chúng ta cử chiêu quốc hoàng gia tàng thư các chính là thiên hạ tàng thư phong phú nhất đích sắc địa phương, vì lẽ đó ta liền muốn ở đây tìm kiếm một phen, nhìn có hay không chữa bệnh phương pháp. Thì ra là như vậy, hoàng thúc bừng tỉnh, chẳng trách chúc vô ngôn lật sách lật đến nhanh như vậy, hóa ra là muốn tìm được trị liệu người cái chi bệnh phương pháp. Đối với chúc vô ngôn đích tình huống hắn vẫn có nghe thấy, dù sao chuyện này hiện nay đã là cử chiêu quốc hot nhất đại sự một trong, càng làm cho cửu chiêu quốc bị trở thành nam hoang trò cười rất nhiều tiến vào hoàng gia tàng thư các hoàng tử hoàng nữ thiên tài con cưng đều sẽ đàm luận vài câu vì lẽ đó mặc dù bọn họ trường kỳ tỏa chấn hoàng gia tàng thư các trên căn bản không thế nào đi ra ngoài vẫn là hiểu được chuyện này hiểu được chúc vô môn mục đích sau khi hoàng thúc lại không hoài nghi cười rời đi chu vi ẩn giấu những cao thủ cũng là thấy buồn cười chẳng trách chúc vô môn tên tiểu tử này lại đột nhiên đi tới hoàng gia tàng thư các ba tầng lật xem biển tịch nguyên lai like là vì cái mục đích này ta còn tưởng rằng hắn tâm huyết sân trào, chuẩn bị nỗ lực học tập đây. Ha ha, lấy chúc vô ngôn thiên phú tư chất, học cũng là bạch học, hắn cũng không chịu được tính tình, nguyên bổn chính là một Thái Bình Vương gia mệnh, đời này trên căn bản không có tiền đồ. Thái Bình Vương gia đã không sai, chỉ ít không lo ăn uống, tận hưởng vinh hoa phú quý, dù sao cũng hơn những kia thiên phú bất phàm, kết quả bị giết bọn tiểu tử được rồi. Này cũng khó mà nói. Trúc vô ngôn bây giờ để chúc thị hoàng tộc trở thành thiên hạ trò cười, bệ hạ coi như là phế bỏ hắn thái tử vị trí, bỏ qua cho cái mạng nhỏ của hắn, sau đó cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Bỏ đi những này núp trong bóng tối cao thủ hoài nghi sau khi, Trúc vô môn lật xem điển tịch thời điểm càng thêm tùy ý, nhìn như là ở tẩu mã đang một loại xoay loạn sách, Thì thực nhưng đem xem qua tất cả tất cả đều thật sâu điều khắc ở trong đầu. Chỉ là mỗi một khắc, Trúc vô môn lật sách động tác đột nhiên ngừng lại, vào giờ phút này ở trong tay của hắn, rõ ràng là một quyển du lịch tạp ký. Gặp tiên du ký, đây cũng là tạp ký tên, thình lình đặt ở hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba. Nói cách khác quyển này tạp ký giá trị cao, không kém chút nào với những kia hàng đầu võ công, tuyệt thế bí thuật loại hình. Chỉ cần là nhìn thấy tên, Trúc Vô Ngôn sắc mặt liền hơi đổi, ám đạo chẳng lẽ phía thế giới này có tiên. Nếu là quyển này du lịch tạp ký là ở dân gian quán nhỏ trên, Trúc Vô Ngôn chỉ có thể đem cho rằng lời nói vô căn cứ, nhưng là bây giờ quyển này du lịch tạp ký nhưng là đặt ở hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba, vậy thì đáng giá thương thảo. Trúc Vô Ngôn lật sách động tác chậm lại, theo một tờ trang biển tịch lật xem đi qua, chúc vô ngôn sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo lên. Quyền này gặp tiên du ký tác giả rõ ràng là một vị tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế, thực lực của hắn đã đạt đến tiên thiên chi cảnh cực hạn, có thể nói là phía trước không đường. Thế nhưng tên này tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế nhưng là một vị mê võ nghệ, một mực truy tìm càng cao hơn võ đạo, ở đã lâu không tiến thêm sau khi, liền bắt đầu ở toàn bộ Nam Hoang đi khắp, tìm kiếm đột phá cực hạn biện pháp. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, mấy chục năm sau vẫn đúng là để tên này tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế tìm được rồi nâng cao một bước cơ hội, đó chính là tiên đạo. Phó đạo phần cuối ai là đỉnh, tiên đạo đại môn khó mở ra. Từ khi trong lúc vô tình biết được thế gian còn có tiên đạo sau khi, tên này cao thủ tuyệt thế liền cạn kiệt tất cả sức mạnh, truy tìm tiên đạo tung tích, cuối cùng vẫn đúng là để hắn phát hiện một ít đầu mối. Ở một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, tên này cao thủ tuyệt thế lại gặp được có thể hô mưa gọi gió kỳ nhân, chỉ là chưa kịp hắn tiếp cận đối phương, người này đã rời đi sau đó vài chục năm bên trong, tên này cao thủ tuyệt thế còn rất xa địa gặp có thể phi hành kỳ nhân, có thể triển khai lôi đình thuật kỳ nhân. Tiếc núi chính là mỗi lần đều bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng âu sầu mà chết. Có điều ở trước khi chết, tên này cao thủ tuyệt thế để lại quyền này gặp tiên du ký. Đợi được xem xong quyền này gặp tiên du ký, Trúc Vô Môn thật lâu không nói gì, trong đầu loạn tung lên, ám đạo chẳng lẽ ở võ đạo bên trên, thật sự có tiên đạo tồn tại. Đông viên đại lục cũng không phải là một võ đạo gọi tôn thế giới, mà là một tiên đạo tranh đấu huyền huyễn thế giới hay là tiên hiệp thế giới. Trước chúc vô môn còn đang phát sầu, chờ hắn lên cấp đến tiên thiên cực hạn sau khi, đặc thù gặp gỡ hệ thống lại có thể đem điểm đột phá tăng cường đến cái gì mặt trên. Bây giờ nhìn quyển này gặp tiên du ký, chúc vô môn trong lòng có một ít suy đoán. Chỉ là suy đoán về suy đoán, hiện nay quan trọng nhất vẫn là xác định chuyện này. Nhìn có thể không tìm tới tiến thêm một bước điển tịch phương pháp loại hình. Đã như thế đợi được chúc vô môn đạt đến tiên thiên cực hạn sau khi, thì có tiến thêm một bước khả năng, bằng không mặc dù là bị cường đổ điểm đột phá, những này điểm đột phá cũng sẽ trôi đi đi ra ngoài, không công địa lãng phí đại lượng điểm đột phá. Dù sao làm thực lực đạt đến cực hạn thời điểm, đối với những kia hấp thu không được kỳ dị sức mạnh, Trúc Vô Môn cũng chỉ có thể đem sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, tránh khỏi chính mình bạo thể mà chết. Hơn nữa nếu có thể ở Hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba tìm tới một quyển gặp tiên du ký, đón lấy chưa chắc không tới tìm tới tiến thêm một bước manh mối cùng điển tịch loại hình. Nếu như tầng thứ ba nếu như không có, hay là còn có thể nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ tư, nhìn tầng thứ tư có hay không đi về tiên đạo con đường phương pháp. Dựa vào chúc vô ngôn thiên phú mộ tính, chỉ cần có một đại khái chỉ dẫn, nói không chắc chúc vô ngôn là có thể thôi diễn ra tương ứng điển tịch, do đó thuận lợi địa siêu thoát cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn. Vừa đọc đến đây, chúc vô ngôn hơi có chút kích động lên, võ đạo cố nhiên lợi hại, thế nhưng cùng tiên đạo so ra vẫn cứ không đáng nhắc tới. Võ đạo coi như là tu luyện tới phần cuối, nhiều nhất cũng là nắm giữ 150 năm khoảng chừng, trái phải tuổi thọ, tuy rằng so với người địa cầu có thêm mấy chục năm tuổi thọ, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ chính mình tuổi thọ quá dài đây. Hưởng qua nắm giữ lực lượng cảm giác, Trúc Vô Ngôn lại sao lại không muốn nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Nghĩ tới đây, Trúc Vô Ngôn lật xem điển tịch động lực càng lớn, từng quyền từng quyền điển tịch giống như nước chảy như thế từ Trúc Vô Ngôn trong tay chảy qua, từng chữ từng câu đều bị Trúc Vô Ngôn điêu khắc ở đầu óc nơi sâu xa, cũng sẽ không bao giờ quên. Nắm giữ đã gặp qua là không quên được thiên phú Trúc Vô Ngôn, căn bản sẽ không tuần hoàn lãng quên định luật, đầu của hắn khác biệt với người bình thường, chỉ cần ký ức một lần, đời này đều không thể quên được, chương 105. Quyền ép thiên hạ tiếp cận trạng vạng thời điểm, chúc vô ngôn mới từ hoàng gia tàng thư các rời đi, hướng về thái tử cung đi vòng vèo trở lại. Trên đường chính đi tới, nhìn thấy phụ cận bên hồ, có mấy tiểu cung nữ chính đang nô đùa. Mấy cái này tiểu cung nữ tướng mạo đều cực đẹp, mỗi một cái đặt ở địa cầu cũng là có thể đánh tới 95 phân trở lên mỹ nữ tuyệt sắc, đặc biệt là một người trong đó mặt tròn nhỏ nhắn cung nữ, tướng mạo càng là đặc sắc, chỉ sợ đã tiếp cận trăm phần. Để Trúc vô ngôn có chút động tâm là, cái này mặt tròn nhỏ nhắn cung nữ khá giống hắn trên địa cầu đặc biệt thích triệu họ ngôi sao màn bạc, có điều so với triệu họ ngôi sao màn bạc xinh đẹp mấy chục lần trở lên. Bất kể là da rẻ, vóc người, nhan chi số, đều vượt xa triệu họ ngôi sao màn bạc, có điều nhưng cùng nàng có mấy phần giống nhau. Trúc vô ngôn trong lòng hơi động, hướng về mấy cái nô đùa tiểu cung nữ đi tới. Các người đang làm gì? Thái tử điện hạ chuộc tội, sự tình của chúng ta giúp xong vì lẽ đó liền ở ngay đây nghỉ ngơi một lúc thái tử điện hạ chúng ta sai rồi kính xin thái tử điện hạ thứ lỗi thái tử điện hạ nô tỳ chúng biết sai rồi cho dù là cái vô năng thái giám thái tử chúc vô môn thân phận địa vị cũng đủ để cho những này tiểu các cung nữ ngước nhìn từng cái từng cái bị dọa đến nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất không dám hé răng chúc vô môn khoát tay áo một cái hướng về tên kia giống quá triệu họ ngôi sao màn bạc tiểu cung nữ nhìn lại đều đứng lên đi người tên là gì ta nô tỳ nô tỳ gọi dính dĩnh vui tươi đáng yêu tiểu cung nữ khiếp vía thốt dính dĩnh chúc vô môn sướng sờ tên cũng cùng tên kia triệu họ môi sao màn bạc có tương tự chỗ suy nghĩ một chút chúc vô môn cười dắt tay nhỏ bé của nàng danh tự này thật là dễ nghe không bằng ngươi sau đó liền gọi triệu dính dĩnh được rồi đêm nay cùng bản vương về thái tử cung a à, nghe được chúc vô môn nói như vậy dính dĩnh sướng sờ ở tại tại chỗ chúc vô môn cây ếch hãy nhíu mày không muốn sao không không phải Triệu Dĩnh Dĩnh vội vã quỳ xuống, "Nô tỳ Tuân mệnh, cảm tạ Thái tử điện hạ thưởng thức, cảm tạ Thái tử điện hạ ban thưởng họ." Cửu Chiêu Hoàng cung đại đa số cung nữ đều là không có họ thị, chỉ có rất ít có thể đếm được mấy người có tư cách ban thưởng họ cho các nàng, trong đó liền bao quát Thái tử. Trúc Vô Môn gật gật đầu, nắm Triệu Dĩnh Dĩnh hướng Thái tử cung đi đến, đêm nay lại nên tận hưởng nhân gian chi vui vẻ. Nhìn thấy Trúc Vô Môn cùng Triệu Dĩnh Dĩnh đi xa, nàng mấy cái cung nữ mới dám đứng lên, lại là đố kỵ vừa là hâm mộ mà nhìn rời đi Triệu Dĩnh Dĩnh. Dĩnh Dĩnh cũng thật là số may, lại bị Thái tử Điện Hạ coi trọng, còn tưởng là trận ban tặng dòng họ, chúng ta tại Hoàng Cung cũng đợi nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ bị Hoàng thất con cháu vừa ý đây. Ai bảo trong Hoàng Cung Mỹ nhân nhiều như vậy, có điều Dĩnh Dĩnh khuôn mặt cũng không phải tiêu chuẩn mặt trái xoan nhi a, à, theo lý thuyết rất khó bị người vừa ý, thực sự là tà môn. Hay là Thái tử Điện Hạ ăn được rồi mặt trái xoan nhi Mỹ nhân, cho nên mới phải coi trọng Dĩnh Dĩnh, Dĩnh Dĩnh cũng là chiếm món hời lớn. Bất quá là một sắp bị phế đi thái tử mà thôi, cũng không có gì ghê gớm, so với hoàng tử hoàng nữ, vị này thái tử điện hạ hẳn là kém nhất đi, dĩnh dĩnh theo hắn chỉ sợ liền đứa bé đều sinh không được. Đối với những này tiểu cung nữ nghị luật, Trúc Vô Môn vừa không có nghe thấy, cũng sẽ không để ở trong lòng, lấy hắn giờ khắc này thân phận địa vị, mặc dù bị phế rơi mất, cũng không phải những này tiểu cung nữ có thể với cao. Chỉ có Trúc Vô Môn coi trọng các nàng phân nhi, không có nàng chúng chọn Trúc Vô Môn phân nhi. Đương nhiên thái tử cung bên trong tuy rằng chảy mất rất nhiều cung nữ, thị vệ, thái giám loại hình, Chủ yếu vẫn là những người này đại đa số đều là hoàng tử hoàng nữ ám điệp, trúc vô ngôn cũng không có tâm tình giữ lại các nàng. Nếu là trúc vô ngôn nguyện ý, một câu nói xuống, những người này một cũng không dám chạy. Những người này đi rồi đối với trúc vô ngôn mới có lợi, trúc vô ngôn sao lại ở thêm các nàng? Trở lại thái tử cung, hưởng dụng phong phú ngự thiện sau khi, trúc vô ngôn liền mang theo Triệu Dính Dính tiến vào tẩm cung, một phen sau cuộc mây mưa, đem Triệu Dính Dĩnh đưa ra tẩm cung, an bài một gian nhà ở lại. Theo chúc Vô Môn ban thưởng họ cùng sủng hạnh, sau đó Triệu Dính Dính thân phận địa vị cũng tăng lên rất nhiều, chỉ ít không còn là tầng thấp nhất tiểu cung nữ, mà là sẽ có tiểu cung nữ hầu hạ nàng. Triệu Dính Dĩnh sau khi rời đi, chúc Vô Môn càng làm sơ hạ cùng Lai Xuân hô lại đây, sau nửa canh giờ, cả người như nhũn ra sơ hạ cùng Lai Xuân phân biệt đứng phòng luyện công hai cái vị trí then chốt, phụ trách vì là chúc Vô Môn cảnh giới. Chúc Vô Môn thì lại tiến vào luyện công trong mật thất, bắt đầu khổ tu Cửu Long Quyền, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp đồng thời tìm hiểu ban ngày xem qua những kia đỉnh cấp võ công cùng võ công tuyệt thế loại hình. Dầm dầm dầm, trúc vô môn đầu tiên tu luyện chính là cửu long quyền, từng chiêu từng thức tự nhiên mà thành, uy năng tràn trề sờ làm, tùy ý liền có hơn trăm vạn cân sức lực, có thể dễ như ăn cháo địa phá hủy một ngọn núi nhỏ. Sáu tầng cửu long quyền ở trúc vô môn trong tay đi tới ngang dọc, bao phủ toàn bộ luyện công mật thất, làm cho cả luyện công trong mật thất tiếng gió rít gào, giống như trời long đất lở. Ở khổ tu cửu long quyền đồng thời, Trúc vô ngôn trong đầu hiện ra ban ngày xem qua những kia quyền pháp điển tịch loại hình, loại suy, tìm hiểu dung hợp, để nguyên bản liền uy năng kinh người cửu long quyền nâng cao một bước. Theo mấy chục loại quyền pháp loại võ công của bí thuật tìm hiểu dung hợp, Trúc vô ngôn chỉ cảm thấy mình ở cửu long quyền mặt trên cảm ngộ càng ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh, xa xa mà vượt qua bình thường. Phải biết trời sinh thần thánh, ngộ tính kinh người chúc vô ngôn tu hành cửu long quyền thời điểm vốn là rất nhanh, bây giờ ở vốn là cơ sở trên lại ta. Âng lên một đoạn dài, tốc độ kia hơn xa trên giang hồ bất luận cái nào võ học kỳ tài. Trúc vô môn thình lình phát hiện, theo hắn lĩnh ngộ quyền pháp điển tịch càng ngày càng nhiều, đối với cửu long quyền thật là tốt nơi cũng càng lúc càng lớn, càng là chạm vào cửu long quyền nâng lên cùng tiến bộ. Mài đao không lầm đốn củi công, nói đã là như thế. Âm âm, âm âm, âm âm, không biết trôi qua bao lâu, trúc vô môn cửu long quyền chỗ đi qua, có tiếng sấm vang lên, toàn bộ luyện công trong mật thất giống như là quát nổi lên lốc xoáy, vòi rồng, khí lưu vỡ bạo không thôi tiếng quyền như lôi, đây là cửu long quyền tu hành đến tầng thứ bảy trọng yếu tiêu chí, nói cách khác Trúc Vô Ngôn dĩ nhiên đem cửu long quyền đột phá đến tầng thứ bảy, có thể bùng nổ ra gấp 7 với sức mạnh của bản thân, lực công kích khủng bố đến cực điểm. Cửu long quyền chính là cao nhất võ công tuyệt thế, khoảng cách cấp độ thần thoại võ công chỉ có khoảng cách nửa bước, đem nâng lên đến đây, phóng tầm mắt toàn bộ cửu chiêu quốc, chỉ sợ đều không có mấy người sức mạnh theo kịp Trúc Vô Ngôn hơn nữa theo trúc vô ngôn đem nó quyền pháp tinh hoa dung hợp đến cửu long quyền ở trong cửu long quyền uy năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chắc rất nhanh sẽ có thể lột xác thành vì là cấp độ thần thoại võ công. Đến vào lúc ấy, chỉ cần dựa vào cửu long quyền, Trúc Vô Ngôn là có thể lực ép toàn bộ cửu chiêu quốc. Chỉ ít phóng tầm mắt toàn bộ Trúc Thị Hoàng Tộc, không còn một người có thể đem cửu long quyền tăng lên tới bước đi này. chương 106, Long Đằng cửu thiên luyện công trong mật thất động tính, dĩ nhiên đã kinh động ở bên ngoài cảnh giới sơ hạ cùng Lai Xuân. Cho dù thái tử tầm cung luyện công mật thất là đặc thù đá tảng đúc thành, có thể ngăn cách âm thanh, nhưng là chúc vô môn luyện quyền thời điểm động tĩnh to lớn như thế, mơ hồ nhưng đã lay động luyện công mật thất. Luyện công mật thất thật giống đang động, trong lúc lơ đáng đụng tới luyện công bên ngoài mật thất thành lai xuân sững sờ, có chút kinh ngạc sờ sờ, đồng thời đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ kề sát tới mặt trên, lần này cảm giác càng rõ ràng. Sơ hạ cũng đem khuôn mặt nhỏ kề sát tới luyện công mật thất trên, đồng thời lấy ra một khéo léo ống nghe, đem đặt ở vách ngoài mặt trên. Âm âm âm, âm âm âm, sơ hạ nghe được tương đối rõ ràng tiếng sấm tiếng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến đổi, khó có thể tin địa trừng lớn đôi mắt sáng. Làm sao vậy, sơ hạ dị thường đã kinh động Lai Xuân, làm cho nàng không nhịn được nhìn lại. Sơ hạ vội vã thu hồi ống nghe, vì là chúc vô ngôn giải thích. Ta cũng nghe đến cái gì, thái tử điện hạ nên ở bên trong luyện tập trọng binh khí, đánh tới chu vi trên vách tường, cho nên mới phải có chấn động tiếng. Chỉ là tâm tư linh lung sơ hạ đã mơ hồ đã nhận ra chúc vô ngôn che giấu một ít chuyện, vừa nàng nghe được âm thanh rõ ràng là đem cửu long quyền tăng lên tới tầng thứ bảy có thể phát ra âm thanh tiếng quyền như lôi sơ hạ chỉ là tình cờ từ hoàng tử hoàng nữ nơi đó mổ đến một ít cửu long quyền tu hành đặc thù lúc đó liền cho nhớ kỹ cho nên mới có thể phân biệt ra được vừa nghe được âm thanh là cái gì chỉ là sơ hạ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến vị kia trong con mắt của mọi người là chất thải là thái giám là kẻ nhu nhược là ngu xuẩn vô năng thái tử lại ở lạng yên không một tiếng động trong lúc đó, dĩ nhiên đem cửu long quyền tu hành đến tầng thứ bảy. Phóng tầm mắt thiên hạ ngày nay, ở cửu long quyền mặt trên trình độ cao nhất là một vị hoàng cung chỗ sâu lão tổ tông, có người nói chính là hoàng đế ba ba bối, hắn cũng bất quá đem cửu long quyền tu hành đến tầng thứ sáu mà thôi. Nhưng là thái tử điện hạ tuổi tác có điều 17 mà thôi, cũng đã đem cửu long quyền tu hành đến tầng thứ bảy, như vậy thái tử điện hạ thiên phú tư chất có bao nhiêu kinh người, liền có thể muốn mà biết. Nhớ tới trước nàng trong lúc vô tình phát hiện thái tử đem cửu long quyền tu hành đến tầng thứ ba thời điểm, vẹn vẹn trôi qua hơn nửa tháng mà thôi, nói cách khác, thái tử đờ. Hiện hạ rất có thể ở ngăn ngắn hơn nửa tháng bên trong, cũng đã đem cửu long quyền tu hành đến đây. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa, sơ hạ chấn động vạn phần, kiều tiểu thân thể đều ở khẽ run. Nguyên lai làm cho nàng trong thời gian ngắn ngủi thay đổi lập trường, khăm khăng một mực tùy tùng nam nhân cũng không phải là chất thải cùng ngu xuân, mà là một vị không xuất thế tuyệt đỉnh thiên kiêu phóng tầm mắt toàn bộ cửu chiêu quốc chỉ sợ không còn một thiên tài con cưng có thể theo kịp thái tử điện hạ đi thái tử điện hạ là tiềm long ở nguyên a sơ hạ thật lâu không nói gì chỉ cảm thấy mình cùng thái tử điện hạ sự tranh lệch từ chân núi cùng đỉnh núi đã biến thành vực sâu cùng cửu thiên cách xa nhau vô cùng vô tận người khác cho rằng các nàng những cung nữ này hòa thanh quan nhân là theo một chất thải sau đó tiền đồ vô lượng nhưng là chỉ có sơ hạ biết các nàng tùy tùng không phải chất thải mà là một cái ẩn núp ở mặt đất để chỗ sâu ấu long a chỉ là liền ngay cả sơ hà cũng không biết, hoặc là nói nằm mơ cũng không từng nghĩ tới, chúc vô ngôn vào giờ phút này đã không phải là tiềm long ở huyên, mà là dĩ nhiên long đằng cửu thiên, nhờ có vô địch khắp cả cửu chiêu quốc thực lực khủng bố. Chính là bởi vì như vậy, chúc vô ngôn làm việc mới có thể lớn mật rất nhiều, mà không phải như trước như vậy, mặc dù là ở bí mật luyện công trong mật thất, cũng phải cẩn thận cẩn thận hơn, cẩn thận cẩn thận nữa, e sợ cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Tầng thứ bảy cửu long quyền, viên mãn chi cảnh nguyễn thần bộ đại thành bạt kiếm thuật, tiếp cận tiểu thành thiên nhai minh nguyệt đao pháp. Hơn nữa trúc vô ngôn hùng hậu vô cùng tu luyện căn cơ, hoàn mỹ đạo cơ mang đến ưu thế, trúc vô ngôn thực lực ngự trị ở cửu chiêu quốc bất kỳ một vị cao thủ tuyệt thế bên trên, chính là cao thủ tuyệt thế ở trong cao thủ tuyệt thế. Tuy rằng còn chưa từng giết qua một người, nhưng là trúc vô ngôn đã vô địch. Nhìn thấy sơ hạ không muốn nhiều lời, Lai Xuân phủi vứt miệng nhỏ. Sơ hạ, kỳ thực ta biết, thái tử điện hạ không đơn giản. ngươi phát hiện cái gì? Sơ hạ nhìn về phía Lai Xuân. Lai Xuân cắn cắn môi anh đào, "Ta, ta có lần ở trên giường thời điểm, một cái nào đó trong nháy mắt đã nhận ra Thái tử điện hạ sức mạnh trong cơ thể gợn sóng, nếu là ta không có đoán sai, Thái tử điện hạ nên đã đột phá đến nội khí cảnh giới." A, à, Sơ Hạ sững sốt, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Lai Xuân. Nhìn Sơ Hạ kinh ngạc dáng vẻ, Lai Xuân cũng sững sốt một chút. "Sơ Hạ, người không biết sao, ngươi, ngươi không phải Thái tử điện hạ một nữ nhân đầu tiên sao?" "Ta, ta không có nhận ra được." Thái tử Điện Hạ cũng không có nói cho ta biết. Sơ hạ hơi có chút âm u, ta chỉ phải, ta chỉ là phát hiện Thái tử Điện Hạ cửu long quyền trình độ kinh người, xa xa mà vượt qua bất luận cái nào hoàng tử hoàng nữ, cái này cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Lai Xuân ngẩn ngơ, chợt nở nụ cười xinh đẹp, đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy, Thái tử Điện Hạ làm sao sẽ tùy ý nói cho bất luận người nào, mặc dù chúng ta là hắn bên gối người, nhưng là trước lúc này chúng ta rõ ràng là 38 hoàng tử ám điệp đây, Thái tử Điện Hạ không nói cho chúng ta là đúng. Hơn nữa chúng ta là thân phận gì, Thái tử điện hạ ngực có núi xuyên chi hiểm, chỉ cần có thể vượt qua hoàng đế tai nạn này khó, tương lai chắc chắn bay lên cửu thiên, há lại là chúng ta có thể ngước nhìn, chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ thật Thái tử điện hạ, chờ hắn bay lên ngày đó liền có thể. Ừ, Sơ Hạ gật gật đầu. Thái tử điện hạ có thể làm cho hai chúng ta đến luyện công mật thất cảnh giới, đã đủ thấy tín nhiệm đối với chúng ta, chúng ta chỉ có cảm ơn đái đức mới phải. Hai nữ nhìn nhau nở nụ cười, càng phát chăm chú cảnh giới. Luyện công trong mật thất Trúc vô ngôn tuy rằng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, diễn luyện võ công thời điểm đang luyện công trong mật thất gây ra động tính cũng càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng sẽ bị Lai Xuân cùng sơ hạ phát hát. Hiện đầu mối, bất qua đối với hai người này xuyên qua sau đó theo ở bên cạnh hắn thị tì, lại vì hắn đoạn tuyệt cùng Trúc Văn Tư liên hệ, Trúc vô ngôn cũng coi như là bước đầu tín nhiệm các nàng. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể đang luyện công thời điểm làm cho các nàng gác đêm, nếu làm cho các nàng cảnh giới, Trúc Vô Ngôn sẽ không lo lắng các nàng sẽ nói ra đi. Một mặt tự nhiên là tín nhiệm hai người này thì tì, mặt khác cũng là bởi vì Trúc Vô Ngôn thực lực đã nâng lên đến đây, coi như thật sự lộ ra điểm sơ sót loại hình, cái kia lại có làm sao đây. Hoàng đế Trúc Trân Vũ đã không phải là đối thủ của hắn, này Hoàng cung đại nội cũng lại không giữ được hắn, chỉ cần Trúc Vô Ngôn nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể thoát đi Hoàng cung, để cử chiêu quốc không người có thể bắt được hắn. Nam Hoàng trì địa lớn như vậy, Chúc Vô Ngôn muốn tiếp tục sống vẫn là rất dễ dàng. Chính là bởi vì có đầy đủ sức lực, vì lẽ đó Chúc Vô Ngôn mới dám làm càn, thậm chí có hướng một ngày chưa chắc sẽ không xoán vị cướp ngôi. Làm như vậy mới có thể thu được đại lượng điểm đột phá đi. Chương 107, Thiên Địa Thính Kinh đem Cửu Long Quyền đột phá đến tầng thứ 7, ổn định trước mặt cảnh giới sau đó, Chúc Vô Ngôn bắt đầu tu hành Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp. Tuy rằng thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao chính là cấp độ thần thoại võ công, chỉ bằng vào Chúc Vô Ngôn tự thân như muốn tu hành đến viên mãn chi cảnh, ít nói cũng phải một hai tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy không thể được, chúc vô ngôn ở tu hành đồng thời, cũng sẽ thích hợp địa thêm một ít điểm đột phá đi tới, để hắn tu hành tiến độ càng nhanh hơn. Đao pháp như kinh hồng, ngày tháng chặt đi theo, chúc vô ngôn rất nhanh sẽ chìm đắm tại thiên nhai minh nguyệt đao tu hành bên trong, đồng thời trong đầu cũng hiện ra ban ngày xem qua đao pháp bí tịch loại hình. Ở hiểu được những này đao pháp bí tịch đồng thời, cũng loại suy địa chạm vào thiên nhai minh nguyệt đao pháp tu hành thiên nhai minh nguyệt đao pháp tiến độ nhanh hơn, ngăn ngắn hơn một canh giờ qua đi, luyện công trong mật thất đột nhiên có minh mông thiên nhai hiện lên, mà ở thiên nhai phần cuối, một vầng minh nguyệt óng ánh rực rỡ. Thiên nhai hiện ra, trăng sáng treo cao, đây là thiên nhai minh nguyệt đao pháp tiểu thành tiêu chí, ở mấy trăm ngàn điểm đột phá cùng chúc vô ngôn nỗ lực, ngăn ngắn mấy ngày, chúc vô ngôn liền đem cái môn này cấp độ thần thoại võ công tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Uy năng mạnh, đủ để sánh ngang 6 tầng cửu long quyền, lại có thêm thần binh lợi khí gia trì, càng là hơn xa Cửu Long Quyền. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem cấp độ thần thoại võ công Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp tu hành đến tiểu thành cảnh giới, ngài thu được 1000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao Pháp đột phá, lại cho Chúc Vô Ngôn mang đến ngàn vạn điểm đột phá, để Chúc Vô Ngôn thực lực tăng lên một đoạn, đồng thời còn đạt được một triệu tự do điểm đột phá. Chúc Vô Ngôn khẽ mỉm cười, bắt đầu ổn định trước mặt cảnh giới. Thời gian ngay ở khổ tu Trung Phi nhanh trải qua, mãi cho đến sắp tới lúc rạng sáng, Trúc Vô Môn mới đi ra khỏi luyện công mật thất, mang theo Lai Xuân cùng sơ hạ đi nghỉ ngơi, đêm nay hai nữ càng ngày càng ôn nhu như nước. Sáng ngày thứ hai, ăn qua đồ ăn sáng sau đó, Trúc Vô Môn lần thứ hai chạy tới Hoàng gia tàng thư các, lật xem cùng ký ức còn lại các loại điển tịch. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem võ công tuyệt thế Thái Nguyệt Thanh Phong kiếm pháp, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem võ công tuyệt thế kim quan ngọc tỏa tam thập lục quyết, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ, bình sinh lần thứ nhất lật xem võ công tuyệt thế mạc danh đao pháp, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Ngày hôm nay Trúc Vô Môn đầu tiên đi lật xem những kia tuyệt thế cấp bậc võ công cùng bí thuật, dù sao những này tuyệt thế cấp bậc võ công bí thuật có thể mang đến cho hắn điểm đột phá càng nhiều. Không biết trôi qua bao lâu, Trúc Vô Môn ánh mắt dừng lại ở một quyển tuyệt thế bí thuật mặt trên. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất lật xem tuyệt thế bí thuật thiên địa thính kinh, ngài thu được 30 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Nhìn thấy quyển này được xưng cửu chiêu hoàng thất xếp hạng thứ ba tra xét bí thuật chúc vô môn bừng tỉnh nghĩ đến chính mình còn giống như không có nắm giữ một môn tra xét phương diện bí thuật đây đây đối với cất bước thiên hạ khá là bất tiện nếu hiện tại gặp vậy thì tu luyện cái môn này thiên địa thính kinh được rồi cái môn này tuyệt thế bí thuật một khi tu hành đến viên mãn chi cảnh có người nói có thể nhìn thấu hư vọng nghe được bên ngoài 10 giảm thanh âm của vẫn có thể dễ dàng tra xét đến chu vi võ giả thực lực tình huống hiệu quả khá là kinh người chúc vô môn hao tốn mấy vạn điểm đột phá đem vô thanh vô thức tu luyện nhập môn sau đó cũng cảm giác được thị lực của chính mình cùng nhĩ lực lập tức chờ tăng rất nhiều, liền ngay cả cái khác ngũ quan cảm giác cũng tăng tiến không ít. Sau đó nếu là gặp phải đánh lén ám sát loại hình, chúc vô môn muốn né tránh liền dễ dàng hơn nhiều. Chu vi những kia bảo vệ hoàng gia tàng thư các tiên thiên cao thủ chúng chút nào cũng không từng muốn đến, cái này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một chất thải, thái giám, kẻ nhu nhược, vô năng thái tử, lại ở tại bọn hắn dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động đem thiên địa thính kinh cái môn này tuyệt thế cấp bậc bí thuật tu luyện nhập môn, vẻn vẹn hao tốn, một phút, phải biết cái môn này tuyệt thế bí thuật nhưng là tra xét loại trong bí thuật khó khăn nhất, uy năng cũng là mạnh nhất, to lớn cửu chiêu quốc cũng chỉ có mấy vị đem tu luyện thành công, hiện tại lại muốn nhiều hơn một người, vẫn là một người bảy tuổi thiếu niên. Nắm giữ thiên địa thính kinh sau đó, chu vi những kia trông coi tàng thư các tiên tiên cao thủ ở trúc vô môn xem ra lại càng phát minh xem xét vật nhỏ. Nếu là cơ duyên xảo hợp nói, chưa chắc không thể lẻn vào hoàng gia tàng thư các bốn tầng. Có điều trúc vô môn cố nhiên có thể giấu giếm được chu vi trông coi tiên tiên cao thủ, nhưng không giấu giếm được vật chất một loại trận pháp vì lẽ đó nếu như muốn lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư chúc vô môn còn cần phá tan hoàng gia tàng thư các chu vi trận pháp hoặc là có thể xuyên qua tầng tầng trận pháp mà không bại lộ tự thân do đó thuận lợi địa tiến vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư lấy sạch tu hành một hồi trận pháp chi đạo được rồi dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình huống chi là loại này lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư vi phạm lệnh cấm hành vi có thể không bị người khác biết còn chưa phải bị người khác biết đến tốt hơn nữa nắm giữ trận pháp chi đạo, đối với Trúc Vô Môn lẻn vào Càn Thanh Cung, ám sát Hoàng đế Trúc chân Vũ cũng có to lớn tác dụng phụ trợ, vì lẽ đó trận pháp chi đạo phải có học. Nếu như đem trận pháp chi đạo tu hành tới trình độ nhất định, sau đó Trúc Vô Môn còn có thể đi đào đào bảo tàng, thăm dò cung điện dưới lòng đất cái gì, những này hành vi mới có thể mang đến cho hắn không ít điểm đột phá. Khẽ mỉm cười, Trúc Vô Môn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục lật xem từng quyển từng quyển điển tịch, ghi nhớ điển tịch càng ngày càng nhiều, Thu được điểm đột phá cũng càng ngày càng nhiều, thời gian cũng thuận theo từ từ chảy xuôi đi qua. Bất chi bất giác, lại là một ngày đi qua, Trúc Vô Môn đạt được hơn 40 triệu điểm đột phá, nhớ rồi hơn 300 bản điển tịch, thuận tiện nghĩa. U được mấy chục bản, theo tìm hiểu điển tịch càng ngày càng nhiều, loại suy bên dưới, Trúc Vô Môn phát hiện mình tìm hiểu những khác điển tịch tốc độ nhanh hơn. Mặc dù là một ít tuyệt thế cấp bậc võ công cùng bí thuật, cũng có khả năng ở nhớ kỹ đồng thời, cũng đem tìm hiểu thấu đáo, tốc độ như thế quả thực làm người nghe kinh hãi. Đủ khiến Thiên Hạ Võ Giả thẹn thùng. Giống như là Thiên Địa Thính Kinh như thế, những khác võ giả mấy năm, vài chục năm có thể không phá, nhưng là trúc vô môn ngược lại tốt, Ngăn ngắn hơn một canh giờ, không chỉ đem hiểu thấu đáo, còn nghĩ tu luyện nhập môn, hai người quả thực không thể giống nhau. Thiên Địa Thính Kinh tuy rằng không thể trực tiếp tăng cường trúc vô môn sức chiến đấu, cũng đang vô hình chung để trúc vô môn bảo mệnh năng lực, tìm bảo năng lực, quan sát năng lực đều tăng lên rất nhiều, đối với trúc vô môn sau đó tu hành cùng sinh tồn khá là có lợi chương 108, dĩ võ nhập đạo sau đó mấy ngày, chúc vô môn một mực hoàng gia tàng thư các bên trong lật xem điển tịch, trong thời gian ngắn ngủi liền nhớ rồi hơn 2.000 bản điển tịch, dựa theo tốc độ như vậy, lại có thêm 3, 4 ngày, là có thể đem hết thảy điển tịch hết mức ghi nhớ. Ban ngày ký ức điển tịch, buổi tối tìm hiểu tu hành, theo tìm hiểu điển tịch càng ngày càng nhiều, chúc vô môn lại tìm hiểu mới điển tịch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dù sao thiên hạ võ công đều có cộng thông chi sử làm chúc vô môn tìm hiểu điển tịch số lượng có đủ nhiều thời điểm lại đi tìm hiểu những khác điển tịch liền dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều đỉnh cấp phó công, phó công tuyệt thế thường thường chỉ cần coi trọng một lần, không chỉ có thể ký ức hạ xuống, vẫn có thể đem tìm hiểu thấu đáo. Ở tìm hiểu điển tịch thời điểm, trúc vô môn cũng không quên công pháp tu hành bí thuật các loại, bất kể là cửu long quyền, bạt kiếm thuật, thiên nhai minh nguyệt đao pháp vẫn là bên trong ẩn thuật, thiên địa thính kinh đều ở tiêu phi tiến mạnh. Rất nhanh bên trong ẩn thuật đã bị trúc vô môn tu hành đến viên mãn chi cảnh, bắt đầu một chút hòa vào thanh long giới ở trong lột xác thành vì là ẩn long giới, có thể nói là thần thoại bí thuật bên trong thượng phẩm. Thiên địa thính kinh đã ở một phần điểm đột phá dưới sự giúp đỡ, thuận lợi mà tăng lên đến tiểu thành cảnh giới, có thể dễ dàng khám phá người khác ngụy trang. Trong lúc này Trúc Vô Ngôn lại đạt được 300 triệu khoảng chừng trái phải điểm đột phá, ở đây sao nhiều điểm đột phá dưới sự giúp đỡ, Trúc Vô Ngôn thực lực khoảng cách tiên thiên cực hạn càng ngày càng gần. Vào giờ phút này phóng tầm mắt toàn bộ Nam Hoang Đại Địa, chỉ sợ không còn một võ giả tiên thiên nội nguyên theo kịp Trúc Vô Ngôn. Dưới trong đan điền, hãn hải nội nguyên dĩ nhiên mở rộng đến 80 dặm chu vi, mà ở tình huống bình thường một tên tiên thiên viên mãn cao thủ tuyệt thế, dưới trong đan điền tiên thiên nội nguyên cũng là hơn 20 dặm chu vi thôi. Nhưng là chúc vô môn ngược lại tốt, vẫn không có tu hành đến tiên thiên cực hạn, đã là vài lần. Chờ chúc vô môn tu hành đến tiên thiên cực hạn, trong cơ thể hãn hải nội nguyên mới có thể mở rộng đến trăm dặm chu vi, giống như hồ lớn hải dương, cùng chín đại luân mạch tuần hoàn không ngớt, tiên thiên nội nguyên hầu như vô tận thân thể toàn thể tố chất đã ở khổng lồ hãn hải nội nguyên tầm bổ dưới, đạt được toàn bộ phương vị tăng vọt, có thể cùng một chút cao nhất mãnh thú sánh ngang, phổ thông đao kiếm khó có thể thương tổn trúc vô Môn mảy may. Bất quá đối với trên địa cầu tập thể hình người thông minh mà nói, trúc vô Môn vẫn cứ cảm thấy như vậy tố chất thân thể không đủ mạnh, đến tiếp sau nếu như có thể tìm tới thích hợp đoán thể võ công, trúc vô Môn chuẩn bị tu luyện mấy môn, đem chính mình thân thể nâng lên càng mạnh hơn, như vậy bảo mệnh năng lực cũng càng thêm kinh người. Duy nhất để trúc vô ngôn có chút buồn bực hay là chính là tương tự với gặp tiên du ký điển tịch chậm chạp không có phát hiện, để chúc vô Môn đối với nếu nói tiên đạo còn c có rất đa nghi hoặc, không thể xác định thật giả. Đợi được tầng thứ 3 điển tịch lật hết sau đó, chúc vô ngôn chuẩn bị một bên tu hành trận pháp chi đạo, một bên lật xem tầng thứ hai điển tịch, nhìn có hay không cùng tiên đạo có liên quan điển tịch loại hình. Lấy chúc vô ngôn bây giờ tu hành tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến tiên thiên cực hạt, đến thời điểm tiến vào không thể tiến vào bên dưới khó tránh khỏi muốn lãng phí điểm đột phá vì lẽ đó trước lúc này, Trúc Vô Ngôn nhất định phải tìm tới giải quyết phương pháp mới được. Ngày đó, Trúc Vô Ngôn ăn qua đồ ăn sáng sau đó, theo thường lệ hướng về Hoàng gia tàng thư các chạy đi, tiếp tục lật xem tầng thứ ba còn lại mấy trăm bản điển tịch. Vừa lật xem hơn hai canh giờ, Trúc Vô Ngôn con mắt liền sáng. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lật xem tuyệt thế công pháp băng tâm quyết, ngài thu được 50 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực đây là một bản năng đủ nâng lên cảm ứng lực lượng tuyệt thế bí thuật đổi một loại thuyết pháp chính là nâng lên sức mạnh tinh thần tuyệt thế bí thuật có điều có thể nâng lên sức mạnh tinh thần tuyệt thế bí thuật trước trúc vô ngôn cũng lật xem quá mấy quyển cho dù đây vốn là trong đó đẳng cấp cao nhất nhưng là không đến nỗi để trúc vô ngôn thất thố trúc vô ngôn sở dĩ sẽ như vậy chủ yếu là bởi vì tại đây bản tuyệt thế bí thuật mấy tờ cuối cùng thình lình lại tăng lên tới liên quan với tiên đạo việc hơn nữa so với gặp tiên du ký nội dung bên trong càng sâu sắc hơn căn cứ mấy tờ này điển tịch nói trước ngày bên trên, võ đạo xác thực đã không đường, nếu là muốn tiếp tục nâng lên, cần làm chính là. Dĩ võ nhập đạo, võ đạo cực hạn chính là tiên, mà nếu muốn bước vào tiên đồ, đầu tiên muốn làm chính là đột phá thiên quan, như vậy mới có thể thuận lợi địa lên cấp tiên đạo. Tiên đạo kéo dài vô tận, một khi có thể bước vào trong đó, liền có cơ hội trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt tranh huy. Có điều từ cổ trí kim muốn đột phá tiên thiên cực hạn, đặt chân tiên đạo võ giả đếm không xuể, Tiếc núi chính là có thể người thành công vạn người chưa chắc có được một, chỉ cần này đây võ nhập đạo phương pháp liền làm khó vô số tiên thiên võ giả. Quyền này Băng Tâm Quyết bên trong cũng không có ghi chép làm sao dĩ võ nhập đạo, chỉ nói là nếu là muốn dĩ võ nhập đạo, sức mạnh tinh thần nhất định phải mạnh mẽ, ít nhất cũng phải đem Băng Tâm Quyết tu hành đến tầng thứ 9, lúc này mới có nhất định khả năng thuận lợi dĩ võ nhập đạo, hoặc là tu hành những khác tinh thần công pháp, tinh thần lực lượng tăng lên tới đầy đủ cao cảnh giới. Ngoài ra băng tâm quyết bên trong còn có một đối với chúc vô môn vô cùng trọng yếu chỉ điểm đó chính là đợi được tiên thiên võ giả đem tiên thiên nội nguyên tăng lên tới cực hạt giống như hồ hải đại dương sau khi liền có thể thử đem kết tinh hóa chỉ cần có thể đem tiên thiên nội nguyên kết tinh hóa đón lấy chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp kỹ xảo là có thể thăng hoa những này tiên thiên tinh thể do đó bước vào tiên đạo con đường tuy rằng vẫn không có được dĩ võ nhập đạo phương pháp thế nhưng những này chỉ điểm vô cùng trọng yếu tiến một bước địa để chúc vô môn xác định tiên đạo tồn tại Đối với như vậy một quyền tuyệt thế bí thuật, trúc vô môn đương nhiên sẽ không từ bỏ, trở lại thái tử cung sau đó, liền bắt đầu tiến hành tu hành, chuẩn bị mau chóng đem đột phá đến tầng thứ 9, đợi được dĩ võ nhập đạo thời điểm sử dụng. Làm tuyệt thế trong bí thuật đứng đầu nhất một nhóm kia, thậm chí có thể nói chỉ nửa bước đã bước chân vào thần thoại cấp bí thuật phạm trù, băng tâm quyết tu luyện độ khó cực kỳ kinh người, xa xa mà vượt qua Cửu Long quyền cùng Thanh Long ẩn chờ tu luyện độ khó, thậm chí theo kịp Thiên Nhai Minh Nguyệt đao cùng Hãn Hải Nguyên Điển tu luyện khó khăn phải biết đây chỉ là một môn tuyệt thế cấp bậc bí thuật, độ khó cũng đã như vậy kinh người, vì lẽ đó mấy trăm năm qua, tựa hồ vẫn cây ết Ông có chúc thị hoàng tộc con cháu có thể đem tu luyện thành công. Cho tới có người hay không lén lén tu hành thành công, chúc Vô Môn cũng không dám xác định. Có điều chỉ cần là đem tăng lên tới tầng thứ nhất, chúc Vô Môn liền đầy đủ hao tốn mấy trăm ngàn điểm đột phá, theo kịp những thần kia nói cấp phó công của. Cho dù lấy chúc Vô Môn thiên phú tư chất, ít nói cũng phải mấy ngày mới có thể đem tầng thứ nhất tu hành nhập môn càng là sau này tu hành độ khó cũng sẽ càng lớn, đợi được mặt sau mấy tầng thời điểm, chúc vô môn sợ là cũng phải tiêu hao thời gian mấy tháng mới có thể tu luyện thành công. Chúc vô môn há có thể chờ thời gian dài như vậy, cân nhắc chỉ chốc lát sau, chúc vô môn liền quyết định lợi dụng điểm đột phá nâng lên băng tâm quyết. Chương 109, có chỗ nào không đúng chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế tinh thần bí thuật băng tâm quyết tăng lên tới tầng thứ nhất, ngài thu được 60 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực theo băng tâm quyết tăng lên tới tầng thứ nhất, Trúc Vô Ngôn rõ ràng nhận ra được cảm ứng của mình năng lực gia tăng rồi một đoạn dài, vô hình chung để thiên địa thính kinh uy năng đã gia tăng rồi không ít. Tất cả xung quanh đều trở nên rõ ràng, phong thanh, tiếng nước, côn trùng kêu vang thanh. Như ở bên tai, Trúc Vô Ngôn thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được khí lưu gợn sóng. Hơn nữa tu luyện băng tâm quyết sau đó, có thể làm cho võ giả trường kỳ nằm ở tâm nhược băng thanh không có chút rung động nào trạng thái, đối với võ giả tu hành cực kỳ có lợi trong cơ thể hãn hải nội nguyên cũng biến thành càng ngày càng như cánh tay sai khiến, điều khiển càng thêm dễ dàng, đồng thời còn có thể hữu hiệu địa khống chế hãn hải nội nguyên tầm bổ thân thể, để cho nâng lên càng nhanh hơn. Băng tâm quyết hiệu quả kinh người, thực sự để chúc vô ngôn mừng rỡ vạn phần. Nhìn một chút tăng lên tới tầng thứ hai cần thiết điểm đột phá, đại khái ở 3 triệu khoảng chừng, trái phải, chúc vô ngôn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tăng lên. Theo điểm đột phá rót vào, băng tâm quyết lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ tăng lên, chúc vô ngôn một cách hết sắc chăm chú mà tập trung vào trong đó, cảm thụ lấy băng tâm quyết nâng lên. Không biết trôi qua bao lâu, chúc vô ngôn mơ hồ nhận ra được trong đầu có một cỗ đặc thù sức mạnh ở đi khắp, nguồn sức mạnh này nhẹ nhàng, bí mật, huyền diệu. Sờ không được không nhìn thấy, tuy rằng có thể phát hiện, thế nhưng là chút nào điều động không được. Nếu là chúc vô ngôn không có đoán sai, nguồn sức mạnh này phải là tinh thần lực lượng, ở tinh thần lực lượng phụ trợ dưới, chúc vô ngôn đối với thân thể khống chế, đối với chung quanh hết thảy tra xét, đối với võ học chi đạo lĩnh ngộ, lên một lượt thăng một đại bậc thang, vô hình chung, chúc vô môn sức chiến đấu tăng lên mấy thành trở lên, bảo mệnh cùng thoát thân năng lực tăng cường càng nhiều. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế tinh thần bí thuật băng tâm quyết tăng lên tới tầng thứ hai, ngài thu được 130 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô môn khẽ mỉm cười, lần thứ hai nâng lên băng tâm quyết, lần này cần ngàn vạn điểm đột phá. Nương theo lấy điểm đột phá cấp tốc tiêu hao, trong đầu vẻ này kỳ dị tinh thần lực lượng càng ngày càng khổng lồ, chúng nó đi xuyên qua trúc vô ngôn trong đầu, không ngừng tăng lên trúc vô ngôn ngũ quan cảm giác. Đồng thời trúc vô ngôn dần dần mà phát hiện, chính mình từ từ có thể điều khiển những này tinh thần lực lượng, cái này cũng là băng tâm quyết tầng thứ ba trọng yếu tiêu chí. Mà ở tinh thần lực lượng đi khắp trong lúc đó, trúc vô ngôn cũng phát hiện ẩn giấu ở đầu óc chỗ sâu nê hoàn cung, cũng chính là nếu nói thượng đan điền. Có điều ở trên đan điền chu vi, thình lình có tầng tầng màu xám đen xương mù chiếm cứ, so với trước dưới trong đan điền chiếm giữ sức mạnh chỉ có qua mà hoàn toàn cùn G, căn cứ băng tâm quyết bên trong nói đợi được trúc vô ngôn đem băng tâm quyết tu hành đến tầng thứ bảy trở lên là có thể thử trục xuất những này chiếm giữ ở trên trong đan điền mê chướng do đó thuận lợi địa mở ra nê hoàn cung để tinh thần lực lượng có thể thuận lợi vào cung thu được bay vọt một loại nâng lên lấy trúc vô ngôn giờ khắc này tinh thần lực lượng nếu là tới gần nê hoàn cung phụ cận tới tấp chuông cũng sẽ bị tiêu diệt cho nên vẫn là mau mau thoát đi quan trọng Trúc vô ngôn thao túng tinh thần lực lượng rời đi, lại hấp thu một ít điểm đột phá hóa thành kỳ dị sức mạnh, vững chắc băng tâm quyết tầng thứ ba sau đó, lúc này mới ngừng lại, cũng không tiếp tục nâng lên. Đón lấy trung quy phải tiêu tốn thời gian nhất định thích ứng tăng lên giữ dội tinh thần lực lượng, đồng thời cũng phải lưu lại một định tự do điểm đột phá, ở cần thời điểm sử dụng, không thể ở băng tâm quyết mặt trên tiêu tốn nhiều lắm, dù sao trúc vô ngôn bây giờ có được tự do điểm đột phá có hạn. Tinh thần lực lượng đạt được lớn như vậy nâng lên, mặc dù không có trực tiếp tăng cường trúc vô ngôn sức chiến đấu, nhưng gián tiếp để trúc vô môn thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, đối với đến tiếp sau tu hành càng là tác dụng to lớn. Bất kể là bảo mệnh, thoát thân vẫn là tu hành võ công, bí thuật chờ chút, tầng thứ ba Băng Tâm Quyết đều có thể phát huy ra sức mạnh kinh người. Điều này cũng làm cho trúc vô môn gốc gác lại tăng lên một đoạn dài, làm cho trúc vô môn con đường tu hành càng ngày càng thuận lợi. Sau đó mấy ngày, ở tu hành rất nhiều võ công đồng thời, trúc vô môn đem tàng thư các tầng thứ ba điển tịch hết mức nhớ rồi lại kiếm lấy mấy chục triệu điểm đột phá, khoảng cách đạt đến tiên thiên cực hạn càng ngày càng gần. Đợi được đem hoàng gia tàng thư các ba tầng đầu điển tịch toàn bộ ghi nhớ, Trúc Vô Môn cũng không có lại đi tầng thứ hai lật xem điển tịch, mà là chuẩn bị trước đem trận pháp chi đạo tăng lên, vì là lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư làm chuẩn bị. Trúc Vô Môn thực lực chẳng mấy chốc sẽ đạt đến tiên thiên cực hạt mặc dù là nội nguyên kết tinh hóa có thể kéo dài một ít thời gian, không bao lâu nữa Trúc Vô Ngôn cũng nên hướng về tầng thứ cao hơn đột phá. Nếu là ở này trước vẫn không có được Dĩ Võ Nhập Đạo phương pháp, Trúc Vô Ngôn liền muốn không công địa lãng phí rất nhiều điểm đột phá, vào giờ phút này đã không phải là Trúc Vô Ngôn vừa xuyên qua đến Cửu Chiêu Hoàng cung thời điểm, Trúc Vô Ngôn e sợ cho điểm đột phá không đủ dùng, lại sao lại lãng phí những này điểm đột phá. Vì lẽ đó cần trước đem trận pháp chi đạo nâng lên tới, lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư, nhìn nơi đó có hay không Dĩ Võ Nhập Đạo điển tịch cùng công pháp loại hình. Trúc Vô Ngôn trong đầu hiện ra một quyển trận pháp điển tịch bắt đầu tìm hiểu cùng tu hành cái môn này trận pháp điển tịch. Thiên địa trận tế, đây là trận pháp điển tịch tên, cặn kẽ ghi chép từ trận pháp học đồ mãi cho đến đỉnh cấp trận pháp sư phương pháp tu luyện, được xưng cửu chiêu quốc trận thứ nhất pháp điển tịch, đủ để cùng cao cấp nhất phó công tuyệt thế giá trị tương đương. Thậm chí ở một số trận pháp sư xem ra, thiên địa trận tế giá trị cao, không kém hơn bất kỳ một môn cấp độ thần thoại võ công. Chỉ cần có thể đem quyền này thiên địa trận tế tìm hiểu thấu đáo, liền có thể rèn đúc ra mạnh nhất trận đạo căn cơ, một đường đột phá trở thành đỉnh cấp trận pháp sư, chính là đứng hàng cửu chiêu đệ nhất cũng không phải không thể. Chỉ là qua nhiều năm như vậy có thể đem tu luyện tới đỉnh cao nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay, có điều mỗi một cái đều là cửu chiêu quốc một đời trận vương, có tư cách cùng trên giang hồ xếp hạng thứ 10 cao thủ tuyệt thế địa vị ngang nhau. Nếu để cho bọn họ đầy đủ thời gian cùng điều kiện, những này trận vương thậm chí có thể lấy sức một người đối kháng hơn 10 vị cao thủ tuyệt thế. Bởi vậy chỉ là hơi làm cân nhắc Trúc Vô Môn liền lựa chọn thiên địa trận tế làm tu luyện trận pháp chi đạo chủ yếu điển tịch. Dựa vào CS, Úc Vô Môn thiên tư một tính, muốn đem thiên địa trận tế tu luyện nhập môn cũng không khó, chứ nói chi là Trúc Vô Môn còn có điểm đột phá phụ trợ, có thể ở cần tiêu hao lượng lớn thời gian địa phương dùng điểm đột phá mạnh mẽ vượt cửa ải đi qua. Vì lẽ đó vẻn vẹn hao tốn vài canh giờ công phu, Trúc Vô Môn liền đem thiên địa trận tế tu luyện nhập môn, đồng thời cũng mang ý nghĩa Trúc Vô Ngôn trở thành một tên chính thức trận pháp học đồ. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem Tuyệt Thế cấp trận pháp Biển Tịch Thiên Địa trận tế tu luyện nhập môn, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 8 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chương 110, hệ thống phân phối điểm nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là đem trận pháp chi đạo nhập môn, trở thành cấp thấp nhất cấp trận pháp học đồ, là có thể thu được 5 triệu điểm đột phá, chúc vô môn cũng hơi hơi kinh ngạc. Xem ra trận pháp chi đạo tiềm lực kinh người a, một trận pháp học đồ là có thể mang đến nhiều như vậy điểm đột phá đợi được hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên, lại có thể thu được bao nhiêu điểm đột phá đây. Trúc vô ngôn đang chuẩn bị hấp thu này một làn sóng điểm đột phá, nhưng bỗng nhiên cảm giác nơi nào có chút là lạ, hắn thật giống bỏ quên nơi nào. Suy nghĩ một chút, Trúc vô ngôn chừng mắt lên, hướng về vừa cái kia một cái gợi ý của hệ thống nhìn sang. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế cấp trận pháp điển tịch thiên địa trận tế tu luyện nhập môn, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 8 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trúc Vô Môn ánh mắt rơi vào 8 phần 12 chữ mặt trên, chậm rãi ngừng lại. Trước đây đạt được điểm đột phá sau đó, không đều là 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực sao, hiện tại làm sao đột nhiên đã biến thành 8 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực đây? Đây là chuyện gì xảy ra, vừa hắn làm chuyện gì à? Chúc Vô Môn nghĩ tới nghĩ lui, vừa những việc làm ở trong, thật giống cũng là đem thiên địa trận tế nhập môn, trở thành trận pháp học đồ hơi có chút đặc thù, cũng không có làm cái gì khác à. Nhưng là tại sao đặc thù gặp gỡ hệ thống phân phối điểm đột phá thời điểm liền thay đổi đây, chẳng lẽ là bởi vì hắn trở thành trận pháp học đồ? Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất khám phá hệ thống phân phối điểm đột phá một chút chân tướng, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 8 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô môn hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai like thật sự như vậy, trở thành một tên trận pháp học đồ sau khi, xác thực để đặc thù gặp gỡ hệ thống ở phân phối điểm đột phá thời điểm đã xảy ra biến hóa cực lớn mà điều này cũng lấy được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận chẳng lẽ đặc thù gặp gỡ hệ thống nhìn thấy hắn lại nắm giữ một môn phó chức nghiệp vì chúc vô môn có thể càng tốt mà nâng lên phó chức nghiệp cho nên mới phải đem tự do điểm đột phá phân phối tăng lên nhất thành hẳn là như vậy chúc vô môn nở nụ cười khoảng thời gian này hắn sử dụng đủ loại phương pháp thí dụ như dụng ý đọc khống chế thí dụ như thử nghiệm một ít đặc thù bí thuật kết quả đều không có thành công dần dần mà chúc vô môn cũng chết tâm sơn trọng thủy phục nghi không đường hy vọng lại một thôn Chúc Vô Ngôn cũng không có nghĩ đến, nếu là muốn thay đổi đặc thù gặp gỡ hệ thống phân phối điểm đột phá số lượng, lại cần phải đi nắm giữ những khác phó chức nghiệp, như vậy mới có thể thu được nhiều hơn tự do điểm đột phá, cũng thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. À. Chúc Vô Ngôn trên mặt xẹt qua một vệt nụ cười sán lạn, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái kim quang đại đạo, nếu nếu như vậy, kế tiếp là không phải có thể hơn, trưởng nắm một ít phó chức nghiệp, làm hết sức địa thu được hết thảy điểm đột phá tự do quyền phân phối. Vừa đọc đến đây, Trúc Vô Môn không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đi. Hồi ức một quyền luyện đan điển tịch, chuẩn bị bắt đầu tu hành luyện đan thuật, đồng thời để cung nữ đi chuẩn bị luyện đan cần thiết đồ vật cùng vật liệu loại hình. Ở Trúc Vô Môn nỗ lực, đầy đủ hao tốn 3 canh giờ công phu, hắn liền đem một quyền tuyệt thế cấp bậc luyện đan điển tịch tu luyện nhập môn, trở thành một vị luyện đan học đồ. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế luyện đan điển tịch vạn vật đan giải tu luyện nhập môn, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 7 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành luyện đan học đồ, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 7 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô ngôn nở nụ cười, hắn suy đoán quả nhiên không có sai, nắm giữ nhiều hơn phó chức nghiệp, xác thực có lợi cho thu được nhiều hơn tự do điểm đột phá. Nếu luyện đan thuật cũng nhập môn, đón lấy liền đi nắm giữ luyện khí chi thuật được rồi. chúc vô môn lại bắt đầu nỗ lực lên, hai cái hơn canh giờ qua đi, tuyệt thế luyện khí điển tịch chu thiên tinh khí cũng bị hắn tu luyện nhập môn, chúc vô môn chính thức bước vào thợ rèn ngưỡng cửa. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế luyện khí điển tịch chu thiên tinh khí tu luyện nhập môn, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 6 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành luyện khí học đồ, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 9 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trúc vô Môn cười to, lần này thật sự muốn phát đạt, nếu như có thể tự do địa khống chế tất cả tự do điểm đột phá, sau đó Chúc vô Môn thắng ngày nhưng là dễ chịu nhiều lắm. Cân nhắc chốc lát, Trúc vô ngôn bắt đầu học tập trồng cho thuật, rất nhanh sẽ đem một môn tuyệt thế cấp bậc bách thực lục tu luyện nhập môn, trở thành một tên hợp lệ trồng trọt nhà. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế điển tịch bách thực lục tu luyện nhập môn, ngài thu được 200 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 6 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành hợp lệ nông phu, ngài thu được 500 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 6 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Nhìn gợi ý của hệ thống, chúc vô môn có chút sững sờ, trồng cho thuật chẳng lẽ không đúng phó chức nghiệp, nông phu còn chưa có tư cách có thể xưng tụng nghề nghiệp sao, tại sao không có được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận, từ đó thu hoạch được nhiều hơn tự do điểm đột phá đây. Nắm giữ trồng trò thuật thu được điểm đột phá thiếu còn chưa tính, tại sao liền phân phối tự do điểm đột phá số lượng đều không có tăng cường. Trúc Vô môn nghĩ một hồi, trong mắt chợt lóe sáng, chẳng lẽ là bởi vì trồng trò thuật cùng luyện đan thuật lập lại, dù sao ở luyện đan thuật bên trong có một chi nhánh, đó chính là trồng trò các loại thuốc đông y bằng thảo dược loại hình. Nếu là nếu như vậy, đặc thù gặp gỡ hệ thống có phải là đem trồng trò thuật đưa về luyện đan thuật ở trong, vì lẽ đó tự do điểm đột phá phân phối hạn mức mới không có biến hóa? Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ hai khám phá hệ thống phân phối điểm đột phá một chút chân tướng, ngài thu được 800 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 6 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô ngôn bừng tỉnh, sau đó đi nắm giữ những khác phó chức nghiệp, thí dụ như người đánh cá, thợ xây công, đầu bếp. Tiếc núi chính là liên tiếp thử mấy chục loại cấp phó, kết quả đều không có được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận, điểm đột phá phân phối cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Trúc vô ngôn nghĩ tới nghĩ lui không rõ ý nghĩa, mãi cho. Đến hắn trong lúc vô tình đoán mò, ám đạo chẳng lẽ những này phó chức nghiệp cấp bậc quá thấp, vì lẽ đó cũng không chiếm được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận, lúc này mới lần thứ hai thu hoạch gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ ba nhìn thấu hệ thống phân phối điểm đột phá một chút chân tướng, ngài thu được 600 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 6 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực, tạm hết chương này các bạn đang nghe cho kênh 10 giây nhấn like và đăng ký kênh và đừng quen nhấn quả chuông ở kế bên để nhận thông báo sớm nhất khi kênh cập nhật chuyện mới. Rồi cảm ơn các bạn like và đăng ký, vô chương tiếp theo nào. Chương 111, thần thoại thuế biến nhìn thấy này gợi ý của hệ thống, chúc vô môn không khỏi giận tím mặt. Thợ ngóa vì là chúng sinh kiến tạo che gió tránh mưa chỗ ở, đầu bếp vì là sinh mệnh có trí tuệ chuẩn bị miễn với khát khao lương thực, các thầy giáo giáo thư dục nhân học trò khắp thiên hạ. Những nghề nghiệp này nơi nào cấp thấp, so sánh với lão sư cùng đầu bếp những nghề nghiệp này, dự hồ nghề thợ rèn này còn thoáng cấp thấp một ít đi, chỉ ít ở đại đa số người nhìn tới. Nhưng là tại sao liền nghề thợ rèn này đều có thể được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận, kết quả lão sư, đầu bếp những này phó chức nghiệp không chiếm được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận đây. Trúc Vô Ngôn cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì lão sư nghề nghiệp này không coi là chân chính phó chức nghiệp, dù sao rất nhiều không có sở trường gì người đều có thể đi làm lão sư, lại như địa cầu không ít tư nhân vườn trẻ như thế. Cho tới đầu bếp sao, chẳng lẽ là cùng luyện đan thuật có trùng hợp chỗ? dù sao đầu bếp làm rất nhiều thuốc thiện chính là luyện đan thuật thấp gặp hái. Trúc vô môn cũng không cách nào xác định, dù sao đặc thù gặp gỡ hệ thống đã nhắc nhở ba lần, đến tiếp sau cũng chưa có. Có điều cho dù liên tiếp thất bại, Trúc vô môn cũng không có từ bỏ, tiếp tục nắm giữ nhiều hơn phó chức nghiệp, muốn nhìn một chút loại nào phó chức nghiệp có thể được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận, để Trúc vô môn nắm giữ nhiều hơn tự do điểm đột phá, mãi cho đến chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế thuần thú điển tịch ngự thú đại điển tu luyện nhập môn ngài thu được 500 vạn điểm đột phá xét thấy thực lực tầm quan trọng 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành thuần thú học đồ ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá xét thấy thực lực tầm quan trọng 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực thuần thú chi thuật lại cũng nhận được đặc thù gặp gỡ hệ thống thừa nhận làm cho trúc vô môn thu được tự do điểm đột phá số lượng lại tăng lên nhất thành từ đó ở sau đó thu được điểm đột phá trong quá trình, chỉ có 5 phần 10 điểm đột phá sẽ bị cường rót đến trúc vô Môn trong cơ thể, dùng để tăng cao thực lực cảnh giới, cái khác 5 phần 10 điểm đột phá trúc vô Môn có thể tự do phân phối. Nguyên bản trúc vô ngôn còn muốn phải tiếp tục thử nghiệm xuống, tiếc nuối chính là bởi vì, này một làn sóng thử nghiệm, trúc vô Môn thu được điểm đột phá nhiều lắm, ở đặc thù gặp gỡ hệ thống cường trúc xuống, thực lực của hắn đã tiếp cận tiên thiên cực hạn. Dưới đan điền ở trong, gần trăm dặm chu vi hán Hải nội nguyên sôi trào mãnh liệt, không ngừng gầm thét lên, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh khủng uy năng, toàn bộ dưới đan điền cơ hồ bị hoàn toàn lấp kín. Chín đại luân mạch bên trong, mãnh liệt hãn hải nội nguyên đã ở chảy xuôi không ngớt, tạo thành từng cái từng cái đại giang, mắt thấy liền muốn rót đầy cửu đại tiên mạch. Ở như vậy hùng hồn tinh khiết hãn hải nội nguyên tầm bổ dưới, chúc vô ngôn toàn thân mỗi cái vị trí đã ở bằng tốc độ kinh người tăng lên, khoảng cách cực hạn càng ngày càng gần. Nếu là không nữa nghĩ biện pháp giải quyết, đợi được chúc vô ngôn thực lực đạt đến tiên thiên cực hạn, sau khi thu được điểm đột phá đều sẽ uổng phí hát. Ê, đây là trúc vô môn không muốn thấy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tạm dừng phó chức nghiệp thử nghiệm, trước đưa cái này vấn đề giải quyết. Cân nhắc một phen sau khi, trúc vô môn quyết định trước cải tiến Hán Hải Nguyên Điển, tìm hiểu ra đem Hán Hải Nội Nguyên tinh hóa phương pháp, đã như thế là có thể nhiều chứa được mấy chục lần tiên thiên nội nguyên. Ở lật xem hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba điển tịch lúc, trúc vô môn liền đem những kia có lợi cho tiên thiên nội nguyên tinh hóa phương pháp cùng kỹ xảo toàn bộ hiểu được dung hợp vào giờ phút này cần làm liền đem dung nhập vào hãn hải nguyên điển bên trong, để hãn hải nguyên điển nâng cao một bước, nắm giữ tinh hóa hiệu quả. Trúc vô ngôn khoanh chân ngồi ở luyện công trong mật thất, trong đầu không ngừng hiện ra hãn hải nguyên điển nội dung cùng một ít tuyệt thế trong điển tịch miêu tả liên quan với tiên thiên nội nguyên tinh hóa huyền bí, đồng thời cũng dưới đây sửa cũ thành mới, học một biết người địa lĩnh ngộ nhiều hơn tinh hóa phương pháp. Hãn hải nguyên điển bên trong cũng không có đem hãn hải nội nguyên tinh hóa nội dung, cho dù ở đông đảo tuyệt thế điển tịch, thần thoại điển tịch ở trong cũng rất ít có giảng giải tiên thiên nội nguyên tinh hóa phương pháp. Dù sao tiên thiên nội nguyên tinh hóa phương pháp quá mức thâm ảo gian nan, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cần một chút liền có khả năng dẫn đến tiên thiên nội nguyên bạo động, nguy hiểm cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Trừ phi là những kia hữu tâm dĩ võ nhập đạo cao thủ tuyệt thế, bằng không bình thường tiên thiên cực hạn cao thủ căn bản sẽ không cân nhắc tiên thiên nội nguyên tinh hóa vấn đề. Thế nhưng dĩ võ nhập đạo phương pháp rất khó chiếm được, vì lẽ đó thật rất ít có cao thủ tuyệt thế sẽ suy xét tiên thiên nội nguyên tinh hóa vấn đề, thậm chí đại đa số cao thủ tuyệt thế cũng không biết tiên thiên nội nguyên còn có thể tinh hóa. Trúc Vô Ngôn ở Hoàng gia tàng thư các lật xem hơn 3000 bản điển tịch, trong đó 1000 vốn dĩ trên đều là đỉnh cấp điển tịch, tuyệt thế điển tịch, kết quả trong đó có miêu tả tinh hóa phương pháp liền 10 bản cũng chưa tới, có thể tưởng tượng được kỳ chân hy trình độ. Nếu không có như thế, Trúc Vô Ngôn cũng sẽ không muốn tự mình tìm hiểu tương ứng tinh hóa phương pháp. Thật là là ở chúc Vô Ngôn tìm được vài loại tinh hóa phương pháp bên trong, hoặc là không thích hợp chính mình, hoặc là chính là quá thô giáp, rất khó để Hãn Hải nội nguyên thuận lợi địa tinh hóa. Cũng may Trúc Vô Môn trời sinh thần thánh, ngộ tính tuyệt đỉnh, mặc dù là không có những này tinh hóa phương pháp làm tham chiếu, hắn cũng có thể mạnh mẽ ngộ ra tương ứng tinh hóa phương pháp. Cuốn chi vào giờ phút này có mấy môn tinh hóa phương pháp làm tham chiếu, Trúc Vô Môn tìm hiểu dung hợp được thì càng dễ dàng. Trúc Vô Môn còn nhớ rồi nhiều như vậy bản điển tịch, những này điển tịch mặc dù không có tinh hóa phương pháp miêu như tả, nhưng là có thể đưa đến loại suy tác dụng tiến một bước địa cắt giảm trúc vô Môn tìm hiểu tinh hóa phương pháp độ khó. Trong đầu tinh hóa phương pháp nội dung cùng hãn hải nguyên điển nội dung tổ mã đang như thế lập lè, đủ loại linh cảm cũng như tròm sao như thế tỏa ra, đan dệt tại đây chút trong ký ức, để trúc vô Môn rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó. Hãn hải nội nguyên tinh hóa phương pháp, thình linh đã nổi lên một mô hình. Trúc vô Môn không ngừng hoàn thiện cùng cải tiến mô hình, nguyên bản đã đạt đến cấp độ thần thoại hãn hải nguyên điển, ở trúc vô ngôn cải tiến trong quá trình cố gắng tiến lên một bước, uy năng càng phát minh mông. Đồng thời ở trúc vô ngôn trong cơ thể, nguyên bản liền cực kỳ hùng hồn tinh khiết hãn hải nội nguyên, tùy theo phát sinh thay đổi, một chút trở nên càng ngày càng hùng hậu, cũng càng phát tinh khiết. Chẳng biết lúc nào, trúc vô ngôn dưới trong đan điền hãn hải nội nguyên đã đạt đến trăm dặm chu vi cực hạt, chín đại luân mạch bên trong cũng hiện đầy hãn hải nội nguyên. Tăng không thể tăng, thăng không thể thăng, trúc vô ngôn trong cơ, thể hãn hải nội nguyên sự hùng hậu sự tinh khiết, dĩ nhiên siêu việt cửu chiêu quốc bất luận cái nào cao thủ việt thế, nói cách khác cửu chiêu quốc không còn một cao thủ tuyệt thế, trong cơ thể tiên thiên nội nguyên có thể theo kịp trúc vô Môn. Không nói nắm giữ võ công của bí thuật, chỉ cần dựa vào căn bản nhất tiên thiên nội nguyên, trúc vô Môn cũng đủ để vô địch tiên thiên giai đoạn. Trong đầu linh quang dường như tròm sao tỏa ra, tại đây óng ánh ánh sao bên trong, hãn hải nguyên điển còn đang không ngừng tăng lên thuế biến. Trúc vô Môn dĩ nhiên say mê trong đó, mơ hồ hồn nhiên không biết ở nơi nào. chương 112, hãn hải tinh điển, đầy đủ hao tốn một ngày một đêm thời gian, Chúc vô ngôn cuối cùng là để hãn hải nguyên điển đã xảy ra thuế biến, uy năng tăng lên khoảng 3 phần 10, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là mộ ra được thuộc về riêng hãn hải nguyên điển tinh hóa phương pháp. Đối với thuế biến sau đó hãn hải nguyên điển, chúc vô ngôn đem mệnh danh là hãn hải tinh điển. Nếu như nói trước hãn hải nguyên điển ở cấp độ thần thoại công pháp bên trong thuộc về trung thượng cấp độ, như vậy vào giờ phút này hãn hải tinh điển ở cấp độ thần thoại công pháp ở trong tuyệt đối thuộc về tốt nhất cấp độ, cũng là cao nhất một nhóm kia. Chúc vô ngôn thử vận chuyển mới hãn hải tinh điển, giống như biển rộng hồ lớn hãn hải nội nguyên sôi trào mãnh liệt, hướng về trung ương hội tụ tới, dựa theo huyền diệu quý tích cô động áp súc. Keng, nương theo lấy giấy nghe giống như chuông và khánh một loại âm thanh, ở minh mông nội nguyên hải dương nơi sâu xa, thình lình xuất hiện một viên to bằng đậu tương tinh thể. Đó là hãn hải nội nguyên tinh hóa sau đó kết quả, độ tinh khiết tăng vụt mấy lần, uy năng đã gia tăng rồi mấy lần. Này một viên hãn hải nguyên tinh xuất hiện, cũng mang ý nghĩa chúc vô môn ngộ ra hãn hải tinh điển được hữu hiệu, chính là một môn chân chính đỉnh cao thần thoại công pháp đón lấy chúc vô môn cần làm liền đem giống như biển rộng một loại hãn hải nội nguyên hết mức áp suất cô động trở thành hãn hải nguyên tinh để cho phát sinh to lớn thuế biến đồng thời chúc vô môn trong cơ thể cũng có thể chứa đựng nhiều hơn sức mạnh càng ngày càng cường đại hãn hải nguyên tinh tự nhiên cũng cho chúc vô môn thân thể mang đến nhiều hơn chỗ tốt làm cho chúc vô môn ra, cơ nhục gân cốt ngũ tạng trở lại một lần nữa đánh vỡ cực hạn trở nên càng ngày càng cứng cỏi chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất cải tạo ra đỉnh cao thần thoại công pháp hãn hải tinh điền ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất tu hành thần thoại công pháp hán hải tinh điển, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Không ngoài dự đoán, những ngày cử động lại cho chúc vô ngôn mang đến đại lượng điểm đột phá, trong đó 20 triệu điểm đột phá đều đã biến thành tự do điểm đột phá, để chúc vô ngôn tự do điểm đột phá số lượng thình lình đã đột phá ba cái trăm triệu nhiều như vậy tự do điểm đột phá, hoàn toàn đủ để đem Trúc Vô môn nắm giữ đông đảo công pháp tăng lên tới cảnh giới đại thành, có điều Trúc Vô môn cũng sẽ không lập tức nâng lên, mà là sẽ ở đến tiếp sau thời kỳ, một bên thích ứng một bên nâng lên, như vậy mới có thể phát huy ra điểm đột phá lớn nhất hiệu quả. Tuy rằng thuận lợi địa sáng tạo ra hãn hải tinh điển, Trúc Vô môn có thể phân phối tự do điểm đột phá cũng đạt tới 5 phần 10 trở lên, có điều Trúc Vô môn kiếm lấy điểm đột phá tốc độ quá nhanh. Dựa theo trước mặt tốc độ, nhiều nhất nửa tháng khoảng chừng, trái phải thời gian, chỉ sợ liền ngay cả hãn hải tinh điển cũng sẽ bị hắn tu hành đến cực hạn cảnh giới vì lẽ đó trước lúc này trúc vô ngôn nhất định phải mau chóng đem trận pháp chi đạo tăng lên lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư tìm kiếm dĩ võ nhập đạo phương pháp căn cứ trúc vô ngôn suy đoán làm cửu triều quốc đẳng cấp cao nhất tàng thư vị trí tầng thứ tư nên có dĩ võ nhập đạo phương pháp dù sao tầng thứ ba đều có gặp tiên du ký băng tâm quyết như vậy bảo điển giảng thuật liên quan với tiên đạo cùng dĩ võ nhập đạo nội dung thậm chí còn có phụ trợ phương pháp như vậy ở tàng thư các tầng thứ tư, có hơn 90% khả năng ẩn giấu dĩ võ nhập đạo phương pháp cùng điển tịch loại hình. Cân nhắc thật kế hoạch kế tiếp, Trúc Vô Ngôn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm tu hành hãn hải tinh điển, chuẩn bị mau chóng đem trong đan điển tiên thiên nội nguyên tinh hóa. Hãn hải tinh điển dù sao cũng là Trúc Vô Ngôn chính mình sáng chế, đối với trong đó tinh hóa phương pháp nhược chỉ trường, hơn nữa có điểm đột phá phụ trợ. Đối với những khác cao thủ tuyệt thế mà nói hung hiểm vô cùng nội nguyên tinh hóa, đối với Trúc Vô Ngôn tới nói chỉ là hơi có độ khó mà thôi theo hãn hải tinh biển vận chuyển, trúc vô môn trong cơ thể hãn hải nguyên tinh càng ngày càng nhiều, dần dần mà phủ kín đáy biển, dựa theo trước mặt tốc độ, không cần 3 ngày thời gian, trúc vô môn thì có thể đem tất cả hãn hải nội nguyên lột xác thành hãn hải nguyên tinh. Làm hãn hải nội nguyên biến thành hãn hải nguyên tinh sau đó, thể tích thẳng tắp giảm xuống, chỉ có vốn là mấy phần một trong, đã như thế nguyên bản sắp đạt đến cực hạn dưới đan điền cùng luân mạch tự nhiên có thể chứa đựng nhiều hơn tiên tiên chi lực. Đương nhiên hãn hải nguyên tinh uy năng hơn xa hãn hải nội nguyên, đối với dưới đan điền cùng chín đại luân mạch áp bức cũng lớn hơn cũng may hãn hải nguyên tinh có thể hữu hiệu địa rèn luyện trúc vô ngôn dưới đan điền cùng chín đại luân mạch do đó để trúc vô ngôn dưới đan điền cùng chín đại luân mạch có thể gánh chịu hãn hải nguyên tinh hai người hỗ trợ lẫn nhau hình thành một hoàn mỹ tuần hoàn làm cho trúc vô ngôn thực lực tổng hợp không ngừng tăng vọt thời gian chậm rãi chảy xuôi trúc vô ngôn thực lực cực tốc tăng vụt một chậm một nhanh hài hòa tự nhiên chỉ là không biết những khác các võ giả sẽ có cảm tưởng thế nào buổi tối hôm đó Trúc Vô Ngôn tiếp tục để Lai Xuân cùng sơ hạ thị tầm, kỳ thực chủ yếu vẫn là muốn cho hai cô bé ở thị tầm trước, trước thay hắn bảo vệ tốt môn hộ, sợ bị người phát hiện Trúc Vô Ngôn dị thường Buổi tối khổ tu vài canh giờ, tiếp cận lúc rạng sáng, sáng, Trúc Vô Ngôn trong cơ thể một phần năm hãn hải nội nguyên cũng đã chuyển hóa thành hãn hải nguyên tinh, Trúc Vô Ngôn thực lực tổng hợp tiến một bước mà tăng lên. Ngay ở Trúc Vô Ngôn chuẩn bị mang theo Lai Xuân cùng sơ hạ lúc nghỉ ngơi, lại phát hiện hai cô bé sắc mặt đều có chút khó coi, tựa hồ có lời gì muốn đối với hắn nói. Trúc Vô Môn lông mày dương lên, nhìn về phía sơ hạ. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Thái tử điện hạ, chưa hôm nay thời điểm, 89 hoàng tử Trúc Lễ Ba đem chúng ta hai cái gọi tới. Sơ hạ lập tức đối với chúc Vô Môn nói rằng, Trúc Lễ Ba, Chúc Vô Môn cười nhạt, cái kia ngụy quân tử gọi các ngươi đi qua làm cái gì? Nghe được chúc Vô Môn gọi thẳng Trúc Lễ Ba là ngụy quân tử, không có nửa điểm nhi khách khí chỗ, Lai Xuân cùng sơ hạ nhìn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Trúc Lễ Ba hành động hai cô bé nhưng cảm thấy chúc vô môn lần này đánh giá khá là chuẩn xác sơ hạ trù trừ một chút vẫn là mặt cười ửng đỏ nói chúc lễ ba gọi chúng ta đi qua kỳ chủ mục quan trọng chính là muốn giúp chúng ta giúp chúng ta mang thai mang thai chúc vô môn sững sờ chúc lễ ba nắm giữ bí thuật gì có thể giúp các ngươi mang thai bản vương hài tử hay sao sơ hạ lắc lắc đầu không phải chúc lễ ba không phải ý này hắn kỳ thực hắn kỳ thực nói nói mặt sau sơ hạ nhất thời có chút không nói ra được chúc lễ ba nhưng thật ra là muốn thay mận đổi đào, từ hắn tới giúp ta chúng mang thai. Nhìn thấy sơ hạ nói không được nữa, bên cạnh Lai Xuân không nhịn được mở miệng nói. Chúc vô ngôn ngây người, này rất sao chúc lễ ba ý tứ của phải. Hắn muốn tái rồi chúc vô ngôn, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, còn nói cái gì. Giúp người mang thai, đây rõ ràng là muốn múc chúc vô ngôn mang đỉnh đầu tha thứ mũ A. Không chỉ có như vậy, chúc lễ ba còn muốn để chúc vô ngôn hỷ làm cha. Trường 113 cao cấp trận pháp sư càng vô liêm sỉ, tâm hắc thủ tàn nhẫn. Đối với chúc lễ ba hành vi, dùng hai người này từ đến đánh giá đều có chút khen. Chúc vô Môn cũng không nghĩ tới chúc lễ ba lại sẽ đem Lai Xuân cùng sơ hạ kêu lên nói chuyện như vậy, lại còn coi hắn nhưng vẫn là trước đây cái kia có thể mặc người bắt nạt nhu nhiều thái tử không được. Nhìn thấy chúc vô Môn sắc mặt âm trầm, Lai Xuân cùng sơ hạ cũng khẽ run lên, liền vội vàng đem chúc lễ ba đã nói đều đều bàn giao đi ra. Chúc lễ ba nói thái tử điện hạ bây giờ bị người cười nhạo, hắn có thể tự mình ra trận để chúng ta mang thai hoàng thất huyết mạch như vậy thái tử điện hạ thì sẽ không lại bị người cười nhạo đồng thời thái tử điện hạ cũng có thể tạm thời ngồi vững vàng thái tử vị trí có thể nói là một mũi tên chúng mấy chim ngoài ra chúc lễ bà còn cam kết coi như đến tiếp sau chuyện này bị phát hiện bởi vì chúng ta nghi ngờ nhưng vẫn là hoàng thất con cháu hắn cũng sẽ đem chúng ta mang tới tránh khỏi chúng ta bị trừng phạt càng là sẽ bảo đảm chúng ta sau đó có thể tận hưởng vinh hoa phú quý nhìn lai xuân cùng sơ hà hoang mang dáng vẻ trúc vô ngôn cười gần Trúc Lễ Ba cũng thật là một hảo hoàng huynh a, à, liền như vậy diệu kế cũng nghĩ ra được, các người cảm thấy làm sao. Dầm, Lai Xuân cùng sơ hạ vội vã ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Trúc Vô Môn không ngừng dập đầu lại. Thái tử Điện Hạ thứ lỗi, nô tỳ chúng chắc chắn sẽ không đáp ứng Trúc Lễ Ba, sau đó vĩnh viễn trung tâm với Thái tử Điện Hạ một người, này tâm thiên địa chứng giám. Mặc dù là chết, chúng ta cũng sẽ không để Trúc Lễ Ba chạm chúng ta một hồi, từ xưa tới nay nữ tử từ một mà. chung cuối cùng, Thái tử Điện Hạ minh giám. Chúc vô môn nâng dậy hai cái thị tỳ, bản vương vẫn chưa hoài nghi các ngươi. Các ngươi đem chuyện nào nói cho bản vương một khắc đó, bản vương đã bỏ đi đối với các ngươi lòng nghi ngờ. Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng, chuyện này giao cho bản vương xử lý liền có thể. Các ngươi an tâm làm tốt việc nằm trong phận sự. Đúng rồi, gần nhất chúc lễ ba nơi đó có chuyện gì phát sinh sao? Nô tỳ hôm qua nghe được tin tức ngầm, nói là hoàng đế bệ hạ đã xem xét được rồi đời tiếp theo thái tử ứng cử viên, người này rất có thể chính là chúc lễ ba. Sơ hạ nói, thì ra là như vậy. Chúc vô ngôn giờ mới hiểu được chúc lễ ba cái này ngụy quân tử vì sao như vậy nhiệt tình hóa ra là phát hiện mình rất có thể bị tuyển vì là đời tiếp theo thái tử cho nên liền đánh tới ý đồ xấu chúc lễ ba rõ ràng là muốn lai xuân cùng sơ hạ mang thai hài tử sau khi truyền ra chúc vô Môn cái này thái tử có thể làm cho nữ tử mang thai tin tức do đó làm cho chúc vô ngôn có thể quá nhiều làm một quãng thời gian thái tử vì hắn làm thêm một quãng thời gian bia đỡ đạn cho tới sau đó lai xuân cùng sơ hạ có thể hay không bị cha ra mang thai người khác hài tử hoặc là trúc vô môn có thể hay không biến thành khắp thiên hạ trò cười, vậy thì không liên quan chúc lễ ba chuyện tình. Thậm chí trúc vô môn dám khẳng định, chúc lễ ba khẳng định đã nghĩ được rồi kế thoát thân, đến thời điểm chuyện này chắc chắn sẽ không liên lụy đến trên người hắn, cuối cùng chịu đựng hậu quả xấu sẽ chỉ là lai xuân, sơ hạ cùng trúc vô ngôn. Vị này cũng thật là trúc vô môn hảo hoàng huynh, lực đẩy nguyên chủ trở thành cửu chiêu quốc thứ 18 nhậm hẳn phải chết thái tử, đến tiếp sau lại cùng mẹ của chính mình cái thứ nhất tới cửa kết giao bấu víu quan hệ. Trương Minh Lệ trở thành trúc vô Môn chết đi mẫu phi thật là tốt bản thân, trúc lễ ba trở thành trúc vô Môn chi kỳ đại huynh trường, cố gắng để trúc vô Môn gánh vác lên một bia đỡ đạn tác dụng. Theo trúc vô Môn chơi yệt để phế bỏ, nếu nói huynh đệ tốt, thật bản thân lập tức ngay lập tức trở mặt, triệu hồi phái vào thái tử cung đắc lực thuộc hạ. Hai mặt đến đây, trúc vô Môn cũng là nhìn mà than thở. Bây giờ càng là nghĩ ra, loại độc chất này kế, không chỉ muốn cho trúc vô Môn mang theo tha thứ mũ, còn muốn muốn trúc vô ngôn hỉ làm cha. Trước đây còn chưa tính, Hiện tại Trúc Vô Ngôn dĩ nhiên có đủ thực lực, há có thể lại khoan dung xuống. Nguyên bản còn muốn trước đem thực lực tăng lên, sau đó sẽ đi cố gắng thu thập một hồi những kia bắt nạt quá hắn, áp bức quá nguyên chủ đám gia hỏa, bây giờ xem ra đúng là muốn đem chuyện này đăng lên nhật báo. Có điều trước lúc này, trước đem trận pháp tu vi tăng lên, dù sao Trúc lễ ba thái an điện chu vi trận pháp tầng tầng, nếu là muốn lẻn vào trong đó gian lận, ít nhất cũng phải nắm giữ cao cấp trở lên trận pháp sư tu vi mới được. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, Tiêu hao một phần điểm đột phá, chúc vô môn trận pháp tu vi đã từ trận pháp học đồ lên cấp đến cấp thấp trận pháp sư cảnh giới. Nguyên bản chúc vô môn còn muốn chậm rãi tăng thêm điểm đột phá, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm một phần tự do điểm đột phá, còn có thể càng tốt mà tiêu hóa học tập trận pháp tri thức. Có điều trúc lễ ba hiện tại đã bắt nạt đến trên đầu hắn, chuyện này cũng nhất định phải mau chóng giải quyết, không phải vậy càng kéo càng là phiền phức, vì lẽ đó chúc vô môn cũng không kịp nhớ nhiều lắm, chuẩn bị lợi dụng đại lượng điểm đột phá, trực tiếp đem trận pháp tu vi tăng lên đã tính toán một chút từ cấp thấp trận pháp sư lên cấp đến trung cấp trận pháp sư cần thiết tự do điểm đột phá, ít nhất cũng phải chừng 3 ngàn vạn, không thể bảo là không khổng lồ. Trúc vô ngôn hơi làm cân nhắc, liền bắt đầu hướng về thiên địa trận tế mặt trên tập trung điểm đột phá. Theo đại lượng điểm đột phá không ngừng rót vào đến thiên địa trận tế mặt trên, Trúc vô ngôn trận pháp tu vi lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, trong đầu hiện ra đủ loại liên quan với trận pháp tri thức cùng kỹ xảo. Trúc vô ngôn giống như là hải miên như thế, đem những này trận pháp chi thức cùng trận pháp kỹ xảo hết mức hấp thu lại đây, hóa thành chính mình bản năng. Thiên địa trận tế cực kỳ toàn diện, vừa có phe phòng ngự diện trận pháp chi thức cùng kỹ xảo, cũng có công kích phương diện trận pháp chi thức cùng kỹ xảo, còn có phụ trợ phương diện trận pháp chi thức cùng kỹ xảo. Phổ thông trận pháp sư thường thường chỉ am hiểu phương diện nào đó trận pháp, thế nhưng tu hành thiên địa trận tế quyển này tuyệt thế trận pháp điển tịch sau khi, chúc vô ngôn nhưng là toàn diện nâng lên, mỗi cái phương diện đều rất tinh thông hầu như không có ngắn bản, thế nhưng đã như thế cần tiêu tốn điểm đột phá cũng cực kỳ kinh người. Mặc dù là những kia cùng trúc vô ngôn cùng cấp trận pháp sư, trận pháp tu vi thường thường cũng không bằng trúc vô ngôn, bởi vậy làm lên cấp trở thành trung cấp trận pháp sư thời điểm, trúc vô ngôn trận pháp tu vi chỉ sợ đã tiếp cận phổ thông cao cấp trận pháp sư. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế trận pháp điển tịch thiên địa trận tế tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành trung cấp trận pháp sư, ngài thu được 600 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Thiên địa trận tế phong phú toàn diện, tu luyện độ khó kinh người, người bình thường nếu là muốn lên cấp trở thành trung cấp trận pháp sư, thường thường cần 10 20 năm khổ tu mới được, nhưng là chúc vô môn ngược lại tốt, vẻn vẹn hao tốn mấy ngày, đã nhiên nâng lên đến đây. Có điều như vậy trận pháp tu vi còn chưa đủ lấy để chúc vô môn dễ dàng phá tan thái an điện trận pháp vì lẽ đó cân nhắc chốc lát, Trúc Vô Môn tiếp tục hướng về thiên địa trận tế mặt trên rót vào điểm đột phá. Trúc Vô Môn trận pháp tu vi lại một lần nữa tăng vọt. Càng cao thâm hơn khó lường trận pháp tri thức không ngừng hòa vào Trúc Vô Môn trong cơ thể, hóa thành Trúc Vô Môn bản năng, đón lấy Trúc Vô Môn chỉ cần hơi làm tiêu hóa là có. Thể như cánh tay sai khiến địa vận dụng những này trận pháp tri thức. chương 114 Tu tiên giả chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem tuyệt thế trận pháp điển tịch thiên địa trận tế tu hành đến đại thành chi cảnh, ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lên cấp trở thành cao cấp trận pháp sư, ngài thu được 5.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Hầu như đem tất cả tự do điểm đột phá hết mức tiêu hao sạch sẽ, chúc vô ngôn mới đưa trận pháp tu vi trung cấp trận pháp sư tăng lên tới cao cấp trận pháp sư mức độ, theo kịp trúc vô môn tu hành mấy môn võ công tuyệt thế, có thể tưởng tượng được trận pháp chi đạo nâng lên tiêu hao lớn bao nhiêu. Có điều thiên địa trận tế phong phú toàn diện, mượn thiên địa trận tế làm chủ tu điển tịch trúc vô môn, tuy rằng vừa lên cấp trở thành cao cấp trận pháp sư, thế nhưng hắn ở trên trận pháp diện trình độ, hầu như tiếp cận một loại đỉnh cấp trận pháp sư. Lấy trúc vô môn vào giờ phút này trận pháp thu vi, muốn lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư hay là còn có chút độ khó, có điều nếu muốn lẻn vào thái an điện bên trong, bất quá là việc nhỏ như con thỏ nửa đêm canh ba, Trúc vô ngôn dịch dung giả dạng một phen, mặc vào một thân giả hành dùng, vô thanh vô tức rời đi thái tử cung, hướng về thái an điện tiềm hành đi qua. Chúc lễ ba ngày ở thái an điện ở lại, so với thái tử cung, thái an điện không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều, chỉ có thái tử cung mấy phần một trong, có điều đặt ở to lớn cửu chiêu hoàng cung, thái an điện cũng không tính là nhỏ, diện tích có tới mấy ngàn mét vuông. Làm trong hoàng cung có quyền thế nhất hoàng tử một trong, nhà mẹ đẻ bối cảnh kinh người, chúc lễ ba thái an điện bên trong bố trí không ít trận pháp, có điều trên căn bản đều là cao cấp trận pháp, chỉ có một tòa đỉnh cấp trận pháp. Lấy trúc vô ngôn ở trên trận pháp diện trình độ, muốn phá vỡ những này trận pháp còn có chút độ khó, có điều nếu muốn lẻn vào những này trong trận pháp, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Thái An Điện Chu Vi cũng có thiên thiên đại cảnh võ giả thủ vệ, ẩn giấu ở ánh đèn chiếu không tới địa phương, vị trí khá là bí mật, hữu hiệu, địa giám thì lấy Thái An Điện mỗi một góc. Những này tiên thiên đại cảnh thủ vệ bên trong, cố nhiên có chúc lễ ba tâm phúc, nhưng là không thiếu hoàng đế trúc chân vũ phái tới giám sát bí mật chúc lễ ba người số lượng còn không thiếu làm trong hoàng cung xuất sắc nhất hơn 10 vị hoàng tử hoàng nữ một trong chúc lễ ba tự nhiên là hoàng đế trúc chân vũ quan tâm trọng điểm dựa vào thiên địa thính kinh chúc vô môn dễ như ăn cháo phát hiện mấy vị núp trong bóng tối tiên thiên thị vệ từ chung quanh bọn họ xuyên qua chưa từng bị bọn họ phát hiện mảy may tiến vào thái an điện bên trong đối mặt thái an điện bên trong cao tới 10 tòa trở lên trận pháp Trúc vô môn đông một bước tây một bước giống như đi bộ nhàn nhã, tiến vào Thái An Điện nơi sâu xa. Hơi làm cha xét, Trúc Vô Ngôn liền biết rồi Trúc Lễ ba giờ khác này vị trí, hắn đang cùng chính mình mẫu phi trương minh lệ ở trong thư phòng nói chuyện, thị vệ chung quanh, thái giám cùng cung nữ đều bị đuổi ra ngoài rất xa, còn có tiên thiên thị vệ phụ trách cảnh giới, không biết đang nói cái gì tư mật nói. Trúc Vô Ngôn người nhẹ như vũ, lặng yên không một tiếng động rơi vào thư phòng bên cạnh góc, ẩn giấu ở một khối nhỏ bóng đen bên trong, thiên địa thính kinh triển khai đến mức tận cùng, nghe được trong thư phòng thanh âm của lai xuân cùng sơ hạ hai người này tiện nhân làm sao còn không có đáp lại chẳng lẽ các nàng không muốn đáp ứng không được trương minh lệ có chút cấp thiết thanh âm của vang lên trúc lễ ba cười nói mẫu phi không cần lo lắng loại này một mũi tên hạ hai chim thật là tốt sự tình các nàng làm sao có khả năng không đáp ứng không có trả lời có thể là bởi vì sợ vì lẽ đó còn đang do dự đi cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng vạn nhất các nàng đem chuyện này nói cho trúc vô ngôn cái kia phế vật đây trương minh lệ hay là đang lo lắng đến nếu là nếu như vậy, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trúc Lễ ba sắc mặt bình tĩnh, không chút nào sợ. Trương Minh Lệ ngạc nhiên, cái này sẽ là chuyện tốt, nếu để cho Trúc Vô Ngôn biết ngươi muốn cho hắn nghỉ làm cha, hắn coi như như thế nào đi nữa nhu nhược vô năng, cũng sẽ theo chúng ta đối nghịch đi. Đó cũng không dễ bàn, Trúc Lễ ba lắc lắc đầu, nếu là đặt ở vừa kế vị thái tử thời điểm, nói không chắc Trúc Vô Ngôn còn có thể thân thân móng vuốt, có điều khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trúc Vô Ngôn sớm đã là như chim sợ cành cong trong mỗi ngày trốn ở thái tử cung hoảng sợ không chịu nổi một ngày chỉ lo lúc nào đưa tới họa sát thân bây giờ chúng ta có biện pháp để hắn bảo vệ thái tử vị trí còn có thể để hắn thoát khỏi trò cười danh tiếng lấy tính cách làm người của hắn đáp ứng độ khả thi rất lớn chuyện này trương minh lệ ngẩn ngơ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi dù sao chúc lễ ba vừa phải cho chúc vô môn mang tha thứ mũ lại muốn cho hắn hỉ làm cha coi như là cái kẻ ngu si nên cũng sẽ không đáp ứng đi chúc vô môn giàu gì cũng là hiện nay thái tử coi như là phế bỏ một chút, vô năng điểm, nhu nhược một chút, thái giám một chút. Có nhiều như vậy khuyết điểm, sau đó cũng rất khó có nhi nữ, tựa hồ hỉ làm cha cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình à. a. Trương Minh Lệ đem mình đại vào Trúc Vô Ngôn vị trí suy nghĩ một chút, suy nghĩ thêm đến chúc Vô Ngôn nhu nhược tính cách, đột nhiên cảm giác thấy chúc Lễ Ba nói có mấy phần đạo lý. Chỉ là coi như chúc Vô Ngôn đáp ứng rồi, tạm thời sẽ không bị phế bỏ thái tử vị trí, nhưng là phải không được nhiều thời gian dài, đợi được hài tử sinh ra. Phát hiện hài tử cũng không phải là trúc vô ngôn, hắn cái này thái tử vẫn cứ không làm tiếp được, còn có thể đưa tới họa sát thân, chúng ta nơi này cũng phiền phức không nhỏ. Ai nói ta muốn tự mình cho trúc vô ngôn hài tử làm cha, chỉ cần Lai Xuân cùng Sơ Hạ đồng ý, đến thời điểm ta có chính là thủ đoạn làm cho các nàng không nhận gió ai cho các nàng bá loại. Trúc Lễ ba nở nụ cười, hơn nữa cái kia đều là 10 tháng sau, thời gian lâu như vậy, có quá nhiều biến số, có khi là chúng ta thi triển chỗ trống. Trương Minh Lệ bừng tỉnh, nếu nếu như vậy, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp để Lai Xuân cùng sơ hạ mang thai 71 hoàng tử loại, 10 tháng sau thuận tiện đem 71 hoàng tử cũng giải quyết. 71 như vậy thật cẩn thận, người cảm thấy hắn sẽ trên loại này làm sao? Trúc lễ ba lắc lắc đầu, có thể lợi dụng trúc vô môn kéo dài 10 tháng đã không sai, còn chưa phải nếu muốn nhiều lắm. Trương Minh lệ đôi mi thanh tú khẽ nhân mày, đáng tiếc, 71 hoàng tử đối với chúng ta tới nói uy hiếp cũng không nhỏ, lần này nếu không có hắn từ trong làm khó dễ, Hoàng Nhi ngươi cũng sẽ không trở thành tiếng hô cao nhất hoàng tử. Chỉ là 10 tháng sau vạn nhất hoàng đế vẫn cụ nhìn chằm chằm ngươi, nhất định phải ngươi làm cửu chiêu quốc thứ 19 nhậm thái tử, nói như vậy nên làm gì, nếu không ta lập tức đi tin cho ngươi tỷ tỷ, làm cho nàng trấn thủ ở Thái An điện một quãng thời gian. Hoàng đế vẫn kiêng kỵ cho ngươi tỷ tỷ tu tiên giả thân phận, có nàng tọa trấn Thái An điện, 10 tháng sau nói không chắc sẽ lựa chọn hoàng tử hoàng nữ trở thành thứ 19 nhậm thái tử. Chuyện này, chúc lễ ba cân nhắc chốc lát, trên mặt hiện ra cười khổ, nếu là tỷ tỷ tháng trước xung kích luyện khí trung kỳ không có thất bại, đem tỷ tỷ gọi trở về một quãng thời gian tự nhiên là có dùng là, nhưng là tỷ tỷ tháng trước xung kích luyện khí trung kỳ thất bại, chuyện này hoàng đế đã biết rồi. Nếu không có như thế, người cảm thấy lần này ta trở thành thái tử tiếng hô tại sao cao như vậy, kỳ thực. chương 115, Hoàng tử biến hoàng nữ chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất xác định tu tiên giả tồn tại, ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thức L. Ước tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Câu nói kế tiếp Trúc Vô Ngôn đã không có cẩn thận đi nghe xong, trong đầu phảng phất có trăm nghìn viên bom ầm ầm nổ tung, để hắn có loại ra đầu tê dại cảm giác. Nguyên lai like phía thế giới này thật sự có tu tiên giả tồn tại. Trước tuy rằng xem qua không ít điển tịch, đối với tiên đạo chi đồ có nhất định mổ, thế nhưng đối với có hay không tu tiên giả tồn tại, Trúc Vô Ngôn vẫn cứ không thế nào dám xác định. Nhưng là vào giờ phút này từ Trúc Lễ Ba, Trương Minh Lệ mẹ con trong miệng nghe được ngữ, lại làm cho Trúc Vô Môn khẳng định chuyện này, tiên đạo cũng không phải là mịt mờ, phía thế giới này xác thực có tiên đạo tồn tại. Võ đạo phần cuối chính là tiên, tiên đạo con đường mới phải phía thế giới này đỉnh cao sức mạnh. Đặc thù gặp gỡ hệ thống nhắc nhở càng làm cho Trúc Vô Môn xác định trong lòng đáp án, đông viên đại lục có tiên đạo, có tiên nhân. Đồng thời ngay ở Trúc Vô Môn bên người, đợi được Trúc Vô Môn tiểu tâm rực rực hấp thu này một làn sóng điểm đột phá, Trương Minh Lệ, chúc lễ ba mẹ con nói chuyện vẫn còn tiếp tục, hai người đều ở than thở ngươi đã tỉ tỉ tiền đồ vô vọng, hoàng đế trúc chân vũ dĩ nhiên không lắm lưu ý, vậy nếu không ngươi cũng học 14 hoàng nữ trúc quân, ngụy trang vì là đầu óc bị thương. Trương Minh Lệ nghĩ kế nói, trúc lễ ba cười khổ, ở trúc quân chi sau cũng không phải không ai dùng qua phương pháp này, đáng tiếc không một người thành công, hoặc là bị hoàng đế cho nhìn thấu giết, hoặc là chính là dùng sức quá mạnh điên rồi. Ngươi cảm thấy ta làm như vậy hữu dụng không? Chuyện này, Trương Minh Lệ mặt mày ủ rũ, không được liền tự phế một phần thực lực, hoặc là tổn thương mấy cái linh mạch, hạ thấp hoàng đế hoài nghi, chết vinh còn hơn sống nhục. Trúc lễ ba lắc đầu, chúc vô ngôn cái kia vô năng chất thải có thể sử dụng phương pháp này, thế nhưng ta không được, hoàng đế chắc chắn sẽ không bởi vậy buông tha ta. Cái kia cũng không thể như chúc vô môn cái kia chất thải như thế, biến thành thái giám đi. Trương Minh Lệ có chút tức giận địa đạo, mặc cho hai mẫu tử này lòng dạ độc ác, âm mưu đông đảo, nhưng là đối mặt đầu không bình thường hoàng đế trúc chân vũ, vẫn cứ cảm thấy không có chỗ xuống tay. Trúc lễ ba nói, Trúc Vô Môn không phải là mình muốn biến thành thái giám, có người nói hắn rất có thể là ở tự phế kinh mạch thời điểm không cẩn thận thương tổn tới người cái, lúc này mới biến thành thái giám, thực sự là một khiến người ta không biết nên khóc hay cười ngu xuẩn a. À. Chúc Vô Môn ích thật là ngu xuẩn, nếu không phải hắn tự cho là thông minh, hiện tại chúng ta cũng không cho tới như thế làm khó dễ. Trương Minh Lệ đối với Chúc Vô Môn cũng khá là phẫn hận. Hoàng Nhi người cũng là xui xẻo, lại trên quầy loại này đệ đệ, liền cái bia đỡ đạn cũng làm không được đáng đời là thái giám, sau đó đoạn tử tuyệt tôn. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất nghe trộm đến Trương Minh Lệ cùng chúc lễ ba mắng chửi chính mình, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Mẹ con hai cái lại cười nhạo chúc vô ngôn một phen, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới cáo biệt tách ra. Trương Minh Lệ tại tiên tiên thị vệ chúng bảo vệ cho, hướng phụ cận lễ tú điện chạy đi, chúc lễ ba thì lại tiến vào luyện công mật thất tu hành sắc mặt khó coi trúc vô Môn cân nhắc chốc lát bay thẳng đến trúc lễ ba luyện công mật thất ẩn núp đi qua trúc lễ ba thực lực có điều chú mạch tam trọng làm sao có khả năng tra xét đến trúc vô Môn tồn tại bị trúc vô Môn dễ như ăn cháo địa lấn đến gần từng tia từng sợi hãn hải nguyên tinh vô thanh vô tức tiến vào trúc lễ ba trong cơ thể thẳng đến trúc lễ ba thận vị trí ở thận bên trong lần quần vài canh giờ qua đi những ngày bí mật đến cực điểm hãn hải nguyên tinh sẽ đem trúc lễ ba thận cùng người cái phá hỏng trợ giúp trúc lễ ba không đau biến tính Ngày mai 89 hoàng tử chúc lễ, ba sẽ biến thành 89 hoàng nữ chúc lễ ba, nếu Trương Minh lệ cùng chúc lễ ba mẹ con cười nhạo chúc Vô Ngôn là thái giám, chúc Vô Ngôn rất muốn nhìn làm chúc lễ ba biến thành thái giám thời điểm, đôi này, chuyện này đối với Nhi Ác độc mẹ con sẽ làm vẻ mặt gì? Chúc lễ ba không chút nào nhận ra được chúc Vô Ngôn lẻn vào cùng đối với hắn làm tay chân, đợi được ngày mai Hãn Hải Nguyên tinh sứ mệnh hoàn thành, cũng sẽ vô thanh vô tức tiêu tan, sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, cái này cũng là Hãn Hải Nguyên tinh bí mật đặc tính một trong mặc dù là hoàng đế trúc chân vũ cũng không phát hiện được thuận lợi địa làm xong tay chân sau đó trúc vô ngôn liền hướng phụ cận lệ tú điện chạy đi chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất lẻn vào chúc lễ ba thái an điện ngài thu được 500 vạn điểm đột phá xét thấy thực lực tầm quan trọng 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đối với chúc lễ ba gian lận ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá xét thấy thực lực tầm quan trọng 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực Lệ Tú Điện Chu Vi đồng dạng có trận pháp bảo vệ, tiên thiên thị vệ chúng ẩn giấu ở trận pháp các nơi, bảo vệ Trương Minh Lệ an nguy. Làm hoàng đế trúc chân vũ Sùng phi, nhà mẹ đẻ lại là trong triều trọng thần, Trương Minh Lệ tại hoàng cung thân phận địa vị không thấp. Có điều đôi này, chuyện này đối với Chúc Vô Ngôn tới nói căn bản không coi là cái gì, vẻn vẹn hao tốn mấy phút đồng hồ thời gian, Trúc Vô Ngôn liền thuận lợi địa lẻn vào Lệ Tú Điện bên trong, đi tới Trương Minh Lệ trong tầm cung. Trương Minh Lệ giờ khắc này dĩ nhiên ngủ đi, yên tĩnh nằm ở to lớn chạm trổ hoa văn trên giường gỗ, ăn mặc nho nhỏ gấm vóc y vật, đôi mi thanh tú hơi nhăn mày, tựa hồ đang trong giấc mộng đá ở vì là nhi tử chúc lễ ba lo lắng. Tướng mạo của nàng cực đẹp, đặt ở trên địa cầu chỉ ít cũng là 98 phân trở lên tuyệt sắc giai nhân, có chút như địa cầu nữ minh tinh Mã Tô, có điều so với Mã Tô xinh đẹp gấp 10 lần trở lên. Cho dù đã 40 tuổi lên phía trên, vẫn cứ phong hoa tuyệt đại, có thể thu được hoàng đế trúc chân vũ sủng hạnh tuyệt đối không phải bình thường. Trương Minh Lệ thực lực cũng không sai, ở lượng lớn thiên tài địa bảo dưới sự giúp đỡ, đã đạt đến chú mạch ngũ trọng, so với chúc lễ ba còn lợi hại hơn, có điều ở chúc vô ngôn trước mặt liền cái con gà con cũng không bằng. Chúc vô ngôn một quyền đưa nàng đánh ngất, kéo nàng tiến vào trong tầm cung luyện công mật thất, lúc này mới mấy lòng bàn tay đưa nàng đánh tỉnh. Ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mặt một thân đen chúc vô ngôn, vừa tỉnh lại trương minh lệ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bản cung chính là cửu chiêu quốc lệ phi, hoàng đế bệ hạ sủng phi, ngươi nếu là dám đối với bản cung làm những gì, Hoàng đế bệ hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trúc vô Môn một cái tát quất tới, ta hỏi người đáp, không nói hoặc nói dối, chặt ngươi một ngón tay. Ngươi, ngươi, Trương Minh lệ nói không ra lời. Trúc vô Môn trực tiếp hỏi, ngươi tên gì? Ngạch. Trương Minh lệ mặt cười trắng bệch. Ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này là cửu chiêu quốc hoàng. soạt anh kiếm lé lên. Trương Minh lệ một ngón tay hạ xuống. A, à, Trương Minh lệ kêu to lên. Làm sao cũng không nghĩ tới Trúc vô Môn lại thật sự dám đối với nàng dưới như vậy thủ đoạn ác độc nàng nhưng là cửu chiêu quốc lệ phi, hoàng đế trúc chân vũ, nhất sủng nịch phi tử một trong. Chương 116. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất bắt cóc sủng phi Trương Minh Lệ, ngài thu được 2000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất cưỡng bức sủng phi Trương Minh Lệ, ngài thu được 3000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất chém xuống sủng phi trương minh lệ ngón tay, ngài thu được 6.000 vạn đỉa. M đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Không ngoài dự đoán chính là, chúc vô ngôn hành động mang đến cho hắn đại lượng điểm đột phá, trong thời gian ngắn ngủi liền đạt được hơn một ước điểm đột phá, đợi được đem những này điểm đột phá hấp thu sau đó, chúc vô ngôn thực lực chắc chắn thu được to lớn nâng lên. Nhìn thấy chúc vô ngôn thật sự dám đối với nàng xuống tay ác độc, Trương Minh Lệ cũng không tiếp tục léo nha léo nhéo, đối mặt Trúc Vô Ngôn vấn đề, ngoan ngoãn mà nói. Ta tên Trương Minh Lệ, người năm nay bao nhiêu tuổi? Trúc Vô Ngôn tiếp tục hỏi. Trương Minh Lệ tuy rằng kỳ quái với Trúc Vô Ngôn vấn đề, bất quá vẫn là lập tức nói. Bốn sáu tuổi, từng có mấy đứa trẻ? Trúc Vô Ngôn hỏi, Trương Minh Lệ nói, hai cái, một người tên là Trúc Mộng Khiết, một người tên là Trúc Lễ Ba. Ở Trúc Vô Ngôn ép hỏi Trương Minh Lệ trong lúc, các loại gợi ý của hệ thống không ngừng soạt bình tất cả đều là nhắc nhở trúc vô ngôn lại đạt được bao nhiêu điểm đột phá thí dụ như lần thứ nhất bước cung trương minh lệ lần thứ nhất biết trương minh lệ số tuổi lần thứ nhất biết trương minh lệ sinh mấy đứa trẻ có điều những này đặc thù cử động thu được điểm đột phá ít hoặc là chính là thi đấu thường thường không có gì lạ trúc vô ngôn cũng không có cố ý quan tâm kỳ thực cũng là vì để tránh cho để thư hữu đại đại chúng cảm thấy tác giả là ở tập hợp số chữ rất nhiều gợi ý của hệ thống tiểu manh mới cũng không có viết ra kính xin đại gia thứ lỗi nếu có thời điểm nhìn thấy điểm đột phá số lượng không giống số không cần cảm thấy là bác. Hỏi một ít không có dinh dưỡng vấn đề, kiếm lấy không ít điểm đột phá sau đó, Trúc Vô Môn bắt đầu đã hỏi tới đề tài chính. Nghe nói con gái ngươi Trúc Mộng Khiết là tu tiên giả. Đúng, con gái của ta Trúc Mộng Khiết vào lúc 7 tuổi đo lường gia linh căn tư chất, vì lẽ đó đã bị đưa vào bách độc môn tu hành tiên đạo, cho tới nay đã có hai mươi mấy năm. Trương Minh Lệ vội vàng nói, kính xin các hạ xem ở con gái của ta phần trên, có thể tha ta một mạng. Trúc Vô Môn không tỏ rõ ý kiến, cảm thấy hứng thú hỏi, bách độc môn là cái nào môn phái tu tiên ta làm sao chưa từng nghe nói bách độc môn chính là ẩn giấu ở cửu chiêu quốc sau lưng một luồng tu tiên thế lực cao cao tại thượng đáng sợ cực kỳ nắm giữ mấy vương triều trương minh lệ nói cửu chiêu quốc cũng bất quá là những này vương triều bên trong một trúc thị gia tộc là bách độc môn ba thế lực lớn một trong cho nên mới có thể đem cửu chiêu quốc giao cho không có linh căn con cháu kinh doanh chúc vô môn ánh mắt gợn sóng nếu là nếu như vậy nhiều năm qua có người nói có rất nhiều hoàng thất con cháu vào lúc 7 tuổi bị đưa đi bọn họ cũng đều là có linh căn trúc thị con cháu vì lẽ đó bị đưa đến bách độc môn đi đúng thế trương minh lệ liền vội vàng gật đầu trúc thị hoàng tộc phàm là có linh căn tử nữ cũng sẽ ở bảy tuổi thời điểm bị đo lường đi ra đưa đến bách độc môn tu hành dù sao so với thế tục phàm nhân tu tiên giả mới phải phía thế giới này chân chính kẻ thống trị có điều vì để tránh cho gây nên náo loạn vì lẽ đó tu tiên giả tồn tại đều bị hết sức che giấu trừ phi là gặp may đúng dịp tiếp xúc đến nếu không thì người bình thường rất khó biết được tu tiên giả tồn tại chúc mừng ký chủ bình sinh lần đầu tiên mổ tu tiên giới thưởng thức, ngài thu được 8.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Xem ra nguyên chủ cũng không linh căn, nếu không thì từ lúc 7 tuổi thời điểm cũng sẽ bị đo lường đi ra, đưa tới bách độc môn tu tiên, mà không phải ở cửu chiêu quốc pha trộn. Có điều theo chúc vô môn xuyên qua, bị đặc thù gặp gỡ hệ thống rèn đúc ra hoàn mỹ đạo cơ chúc vô môn, tuyệt đối là có linh căn, hơn nữa linh căn đẳng cấp khẳng định không thấp này nếu là bị cửu chiêu quốc sau lưng người trưởng khống bách độc môn biết được, nên làm gì giải thích đây? Trúc vô môn có chút phát sầu, bất quá, vẫn là tiếp tục hỏi, không có linh can liền không cách nào tu tiên sao? Chuyện này, Trương Minh Lệ cân nhắc chốc lát, có chút không xác định nói. Đây cũng không phải, có người nói giang hồ cao thủ nếu như có thể tu hành đến võ đạo cực hạn, cũng có cơ hội dĩ võ nhập đạo, bước lên con đường tu tiên, thế nhưng làm như vậy rất khó, mấy trăm ngàn cái cao thủ tuyệt thế ở trong, không nhất định có một có thể thành công, hoàng đế, không đúng, hoàng đế bệ hạ chính là ở tu hành đến võ đạo cực hạn sau đó, dĩ võ nhập đạo trong quá trình thương tổn tới hồn phách, chẳng những không có thuận lợi dĩ võ nhập đạo, trái lại lưu lại mầm bệnh, cho tới nay cũng không cách nào khỏi hẳn. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất biết được chúc chân vũ điên đích thực cùng, ngài thu được một tỷ điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô môn ngạc nhiên, thế mới biết hoàng đế chúc chân vũ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy đích thực cùng, nguyên lai là vì sung kích thiên quan cho nên mới phải thương tổn tới đầu trở nên điên cuồng điên cuồng cũng thật là khiến người ta không nghĩ tới có điều từ nơi này cũng có thể nhìn ra dĩ võ nhập đạo trình độ hung hiểm nếu là nếu như vậy hoàng đế trúc chân vũ nơi đó nên có dĩ võ nhập đạo phương pháp chứ trúc vô môn nhìn về phía trương minh lệ trong con người ánh sáng lấp lóe trương minh lệ vội vàng nói có 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 ngay ở hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư con gái của ta may mắn gặp một lần có người nói tên gì nói nói mới cái gì, cụ thể tên ta cũng nhớ không rõ, bên trong thì có dĩ võ nhập đạo phương pháp. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất biết dĩ võ nhập đạo bí điển vị trí, ngài thu được một tỷ điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc vô ngôn nở nụ cười, đạp phá thiết hài vô mịch sử, không nghĩ tới lại từ trương minh lệ nơi này biết được dĩ võ nhập đạo phương pháp xác thực tin tức, đặc thù gặp gỡ hệ thống cũng xác định chuyện này, xem ra hắn trận pháp chi đạo không có bạch học, người có thể nghĩ biện pháp lấy ra sao? Trúc vô Môn dò hỏi, chuyện này, Trương Minh Lệ liền vội vàng lắc đầu, các hạ coi trọng ta, ta ngay cả hoàng gia tàng thư các tầng thứ ba đều không có tư cách tiến vào, lại có thể nào tiến vào tầng thứ tư đây, mặc dù là giết đầu của ta, ta cũng không lấy được cái kia vốn dĩ võ nhập đạo điển tịch. Như đã đoán trước đáp án, Trúc vô Môn cũng không có cứng cầu, đón lấy lại hỏi thăm Trương Minh Lệ không ít đồ vật. Đối với Trúc vô Môn hỏi dò, Trương Minh Lệ biết gì nói nấy ngôn vô bất tấn, không dám có nửa phần che giấu, hiển nhiên đã bị Trúc Vô Ngôn dọa sợ, biết nếu không phải nói, hôm nay chắc chắn phải chết. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Trương Minh Lệ nỗ lực cực điểm, nên nói không nên nói hết thảy nói tất cả đi ra. chương 117, báo thù ở tối nay hay là bởi vì con gái là tu tiên giả duyên cớ, Trương Minh Lệ đối với tu tiên giới cơ bản thường thức hiểu rõ không ít, điều này cũng vì là Trúc Vô Ngôn kéo dài một tấm đi về tu tiên giới cửa lớn. Từ Trương Minh Lệ trong miệng, Trúc Vô Ngôn biết được ở to lớn Nam Hoang Chi Địa, tu tiên môn phái đếm không xuể, đại người nắm giữ mười mấy vương triều, tiểu người vẻn vẹn nắm giữ một hai vương triều, thậm chí còn có nắm giữ mấy quận nơi tiểu tu tiên gia tộc. Bách độc môn tại đây chút tu tiên môn phái ở trong, miễn cưỡng có thể xưng tụng trung hạ chờ mà thôi, có điều ngay cả như vậy, cũng nắm giữ mấy vương triều. Những này tu tiên thế lực ẩn giấu ở hậu trường, điều khiển thế tục thế gian tất cả, có vô pháp vô thiên sức mạnh. Hay là vì tự thân thần bí tính, hay là vì để tránh cho nhân gian náo loạn, hay là đồ thiết yếu cho tu luyện, những này tu tiên thế lực sẽ không dễ dàng vì là phàm nhân biết, trừ phi là vừa vặn tiếp xúc đến. Giống như là trước nguyên chủ, tốt xấu cũng là mười mấy năm hoàng tử, lại không chút nào biết chúc thị hoàng tộc sau lưng lại còn có một tòa tu tiên môn phái. Căn cứ, Trương Minh Lệ nói, ở to lớn trúc thị hoàng tộc ở trong, có ít nhất mười mấy hoàng tộc con cháu vào lúc bảy tuổi bị đưa đến bách độc môn, chuyên tâm tu hành tiên pháp. Hoàng đế Trúc Trân Vũ cũng là kiêng kỵ với Trúc Lễ Ba có một tu tiên tỷ tỷ, vì lẽ đó những năm này mới không dám dễ dàng xuống tay với hắn, cái khác mấy vị thi đấu ưu tú hoàng tử hoàng nữ, sau lưng trên căn bản đều có tu tiên giả chỗ dựa, nếu không thì bọn họ cũng không dám biểu hiện như thế xuất sắc, giống như là trúc lễ ba như thế. Tiếc nuối chính là bởi vì trúc lễ ba tỷ tỷ sung kích luyện khí trung kỳ thất bại, tiền đồ cơ bản không sáng, biết được việc này hoàng đế trúc chân vũ mới dám hung hãn đối với trúc lễ ba ra tay, chuẩn bị trước đem hắn đẩy lên thái tử vị trí, sau đó sẽ tìm cơ hội phế bỏ hắn, hoặc là giết chết hắn. Hoàng đế trúc chân vũ sau lưng tự nhiên cũng có tu tiên giả chỗ dựa, đồng thời được lợi từ hoàng đế trúc chân vũ hàng năm đều phải siêu tập một ít quý hiếm tiên đạo tài nguyên cùng của cải cống lên cho bách độc môn bởi vậy ở bách độc môn vẫn có một ít tu tiên giả chống đỡ hắn cho nên đối với một ít không được coi trọng hoặc là tiền đồ vô lượng tu tiên giả hoàng đế trúc chân vũ cũng không cần quá để ý hơn nữa ở nguyệt đô bên trong bách độc môn trúc thị gia tộc càng là phái thực lực bất phàm tu tiên giả chấn thủ nơi đây trong bóng tối bảo vệ trúc thị hoàng tộc thành viên tránh khỏi trúc thị hoàng tộc thành viên bị người hãm hại hoặc là cướp giật hoàng vị Thế nhưng đối với Trúc Thị Hoàng tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi, bách độc môn Trúc Thị gia tộc cũng không phải để ý nhiều, thậm chí mơ hồ có cổ vũ cạnh tranh ý tứ của. Chính là bởi vì như vậy, Hoàng đế Trúc Trân Vũ mới có thể như vậy đố kỵ người tài, ngăn ngắn vài chục năm sẽ giết hơn 100 cái nhi nữ, thế nhưng là cũng không có đối với những quyền quý kia trọng thần ra tay. Bởi vì Hoàng đế Trúc Trân Vũ biết, những ngày quyền quý trọng thần ở đây vị trấn thủ nguyệt đô tu tiên giả trước mặt, căn bản không chi số nhắc lên, cử chiêu quốc bất kỳ quyền quý trọng thần đều đoạt hắn không được Hoàng đế vị trí chỉ có những kia với hắn đồng căn đồng nguyên trúc thị hoàng tộc con cháu mới có khả năng cướp đi hắn hoàng vị. Nói thật trúc vô ngôn trước cũng khá là buồn bực, dù sao hoàng đế trúc chân vũ nếu là đem hoàng thất con cháu bên trong thi đấu xuất sắc đều giết đi, còn lại một đám già áo túi cơm, trúc chân vũ sẽ không sợ những quyền quý kia phú hào cướp đoạt trúc thị hoàng tộc vị trí à? Giờ khắc này chúc vô ngôn mới biết nguyên nhân, có bách độc môn trúc thị tiên tộc bảo vệ, cử chiêu quốc những quyền quý kia các trọng thần coi như là đem hết bú sữa khí lực cũng không làm gì được chúc thị hoàng tộc địa vị thống trị một ít quyền quý trọng thần nên cũng biết việc này, nếu không thì Trúc thị hoàng tộc thống trị cửu chiêu quốc mấy ngàn năm, nhưng vẫn không có quyền quý trọng thần phát động phản loạn. Chúc vô môn vừa xuyên Việt tới thời điểm còn kinh ngạc với chúc thị hoàng tộc thống trị lực, bây giờ xem ra không phải chúc thị hoàng tộc năng lực hơn người, mà là chúc thị hoàng tộc sau lưng Trúc thị tiên tộc năng lực hơn người A. À. Đem muốn biết gì đó đều hỏi qua sau đó, chúc vô ngôn liền chuẩn bị rời đi. Xem ở ngươi vẫn tính thành thật phần trên, đêm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, sau đó nên làm như thế nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời. Các hạ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đem chuyện đêm nay nói cho bất luận người nào. Trương Minh Lệ vội vàng nói, cho tới ngón tay chuyện tình, đều là chính ta luyện kiếm thời điểm không cẩn thận cắt đứt, cùng bất luận người nào cũng không quan hệ. Trúc Vô Môn cười gật đầu, ở Trương Minh Lệ trong cơ thể để lại một tia hãn hải nguyên tinh lực lược, mấy chục ngày sau sẽ tự mình làm nổ, đến thời điểm Trương Minh Lệ khó thoát khỏi cái chết. Đối với cái này ác độc dối trá nữ nhân, Trúc Vô Môn không có nửa điểm nhi hào cảm, trước nàng đã từng muốn trí, đưa Trúc Vô Ngôn vào chỗ chết, Trúc Vô Ngôn đương nhiên phải lấy đạo của người trả lại cho ân. Người, cho tới chúc Lễ Ba bên kia, Trúc Vô Ngôn chuẩn bị chờ hắn hưởng thụ xong trở thành thái giám tư vị sau đó, cho, nữ hắn quy thiên được rồi. Rời đi lệ tú điện, Trúc Vô Ngôn một chút cũng không lo lắng Trương Minh Lệ sẽ để lộ bí mật, dù sao Trương Minh Lệ làm như vậy, đầu tiên liền muốn giải thích tại sao Trúc Vô Ngôn sẽ thả nàng một con ngựa. Nàng là không phải là bị Trúc Vô Ngôn làm không thể cho ai biết chuyện tình, vì lẽ đó Trúc Vô Ngôn mới có thể thả nàng. Đến thời điểm Trương Minh Lệ tất nổi danh thanh hủy diệt sạch, xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Trương Minh Lệ cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Trương Minh Lệ, chúc lễ ba mẹ con cũng coi như là nhận lấy nên có trừng phạt, có điều chúc vô Môn trong lòng ngực một hơi vẫn không có ra sạch sẽ, bất kể là vì mình vẫn là vì nguyên chủ, chúc vô Môn trung quy phải đem nên phục thù đều phục mới được. Cái kế tiếp, chính là 14 hoàng nữ chúc quân. Làm vào giờ phút này trong hoàng cung tồn tại xếp hạng cao nhất mấy cái hoàng nữ một trong, cũng là tuổi tác lớn nhất hoàng nữ, chúc quân thiên phú tư chất không sai, ngăn ngắn 30 năm đã đột phá đến chú mạch giai đoạn. Sau đó lại hao tốn thời gian mấy chục năm, đạt đến chú mạch thất trọng, mắt thấy đều sắp chỗ sung yếu đánh tiên thiên giai đoạn, chúc chân vũ cũng đang vào lúc này dĩ võ nhập đạo thất bại, cả người trở nên điên cuồng. Mắt thấy từng cái từng cái so với nàng xuất sắc hoàng tử hoàng nữ dồn dập bỏ mình, vì mạng sống chúc quân nghĩ ra như vậy một diệu kế, đó chính là thẳng thắn biến thành người sống đời sống thực vật được rồi. Liên ở một cái đêm đen phong cao buổi tối, chúc quân bị người tập kích, thương tổn tới đầu đã biến thành một người sống đời sống thực vật hoàng đế trúc chân vũ không phải là không có lên quá lòng nghi ngờ mấy chục năm qua nhiều lần phái người y tới kiểm tra có điều mỗi lần kiểm tra kết quả đều là trúc quân cũng không có làm bộ nàng thật là cái người sống đời sống thực vật dần dần mà hoàng đế trúc chân vũ không còn quan tâm trúc quân trúc quân lúc này mới có thể sống đến bây giờ cũng chưa chết chỉ là mỗi ngày nằm ở trên giường động cũng không có thể động sống sót cùng chết rồi cũng không nhiều lắm khác nhau mặc dù là trúc vô ngôn vào giờ phút này cũng không dám xác định trúc quân có phải là người sống đời sống thực vật, vẫn là ngụy trang, trung quy phải đến gần rồi mới có thể kiểm tra một phen xác định việc này. Có điều nếu là đồ giả, tác phẩm dởm, trúc vô ngôn cũng phải nói một tiếng khâm phục, chỉ ít là một người địa cầu tập thể hình người thông minh, trúc vô ngôn là tuyệt đối không làm được trúc quân trình độ như thế này, mặc dù là chết, chỉ sợ hắn cũng không làm được. Chương 118, thật người sống đời sống thực vật là một người người sống đời sống thực vật hoàng nữ, mặc dù xếp hạng cao, trúc quân ở lại cung điện vẫn là trong hoàng cung độ tranh lệch một nhóm, trong cung điện hầu hạ thị vệ, cung nữ loại hình cũng không đến 20 người, có thể nói quạnh quẽ cực điểm. Cho tới phòng thủ cung điện trận pháp, tự nhiên cũng là có, có điều mạnh nhất cũng chỉ là một tòa cao cấp trận pháp, còn lại đều là trung cấp trận pháp. Trúc vô Môn muốn lẻn vào trong đó, có điều việc nhỏ như con thỏ. Một thân giả dạ hành dùng, Trúc vô Môn rất nhanh sẽ đi tới Trúc quân Phúc Ninh Điện, tiếp cận Trúc quân. Thiên địa thính kinh triển khai đến cực hạn, bất cứ lúc nào quan sát tất cả xung quanh động tĩnh sau đó Trúc vô môn ánh mắt rơi vào Trúc quân bên ngoài tầm cung diện một lão cung trên người nữ bằng vào tuyệt thế cấp bậc thiên địa thính kinh Trúc vô môn mơ hồ nhận ra được cái này lão cung nữ bất phàm để chúc vô môn kinh ngạc chính là cho dù lấy thực lực của hắn cùng tra xét năng lực lại cũng xác định không được cái này lão cung nữ thực lực chân chính lão cung nữ hiển lộ ở bên ngoài thực lực là chú mạch lục trọng thế nhưng chúc vô môn dám khẳng định không thể chỉ thực lực đó ít nói đã ở tiên thiên luyện khí hậu kỳ trở lên rất có thể là cao thủ tuyệt thế, đồng thời ở ca. Qua thủ tuyệt thế bên trong cũng không phải hạng người vô danh. Chẳng trách Trúc Quân có thể an an ổn ổn địa làm nhiều năm như vậy người sống đời sống thực vật, nhưng vẫn không có bị người làm thịt rồi, nguyên lai like có cao nhân bảo vệ. Có điều coi như cao nhân mạnh hơn, cũng cường có điều giờ khác này Trúc Vô Ngôn. Thừa dịp lão cung nữ không chú ý, Trúc Vô Ngôn vô thanh vô tức tiến vào phúc ninh điện tầm cung, thấy được yên tĩnh nằm ở trên giường Trúc Quân. Trúc Quân tướng mạo cực đẹp, Nhàn chỉ số có thể đánh tới 9 phần 10 khoảng chừng, trái phải, thể trạng có chút cường tráng, cũng không biết nàng làm nhiều năm như vậy người sống đời sống thực vật, là thế nào duy trì loại này thể trạng. Giờ khắc này trúc quân giống như là một ngủ mỹ nhân, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, rất có một loại đặc biệt mị lực. Nói thật trúc vô môn đối với trúc quân cũng chẳng có bao nhiêu cừu hận, hắn đối với trúc quân cừu hận chủ yếu đến từ chính nguyên chủ, trúc quân giết nguyên chủ tâm phúc thái giám, cái kia tiểu thái giám rất được nguyên chủ tín nhiệm. Đương nhiên thiếu một cái tâm phúc thái giám sau đó, xuyên việt tới trúc vô môn cũng không dễ dàng rất nhiều xem ở nguyên chủ phần trên trúc vô môn mới quyết định đến đây báo thù cũng coi như là nhân quả một hồi tay phải đặt ở trúc quân trên đầu thiên địa thính kinh phát huy đến mức tận cùng hãn hải nguyên tinh thăm dò vào trúc quân trong cơ thể tìm kiếm lấy tất cả chỗ khả nghi trúc quân thực lực còn duy trì ở mấy chục năm trước chú mạch bát trọng không có một chút nào tiến bộ thế nhưng trúc vô môn lại có thể cảm giác được trúc quân nội khí cũng không tĩnh nghịch trúc quân tu hành đồng dạng là võ công tuyệt thế linh mạch bên trong nội khí uy năng rất lớn, thế nhưng cùng trường giang nội khí so ra còn kém rất nhiều. Trúc quân thân thể có chút cứng ngắc, hiển nhiên là trường kỳ ngủ say duyên cớ, có điều nhưng cũng không có vẻ khô khan, nói cách khác không ảnh hưởng trúc quân tu luyện võ công. Có điều điều này cũng nói rõ không được trúc quân là giả trang bị người sống đời sống thực vật, hay là có người thường thường giúp nàng xoa bóp loại hình. Trúc vô ngôn đầy đủ dò xét mấy chục phút, dĩ nhiên không có phát hiện chút nào chỗ dị thường, để hắn cũng có chút kinh ngạc chẳng trách qua nhiều năm như vậy hoàng đế trúc chân vũ đều không có phát hiện trúc quân dị thường chiêu thức ấy ngụy trang người sống đời sống thực vật bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa thậm chí ở trúc quân trong đầu trúc vô ngôn mơ hồ tra xét đến chỗ dị thường nếu là người bình thường nhất định sẽ cho rằng đây chính là trúc quân nguồn bệnh vị trí chỉ là trúc vô ngôn kiếp trước trên địa cầu thời điểm đối với người sống đời sống thực vật đích tình huống đã từng bay đu quá không thể nói được tinh thâm nhưng là hiểu rõ một chút cùng trúc quân trong đầu dị thường cũng không phải như thế nếu nếu như vậy vậy này Trúc Quân hẳn là có vấn đề. Trúc Vô Ngôn suy nghĩ một chút, băng tâm quyết luyện thành tinh thần lực lượng phối hợp với hãn hải nguyên tinh xâm nhập Trúc Quân trong đầu, bắt đầu phá hoại lên. Ừ, vừa phá hủy một khu vực nhỏ, Trúc Quân trong ít hầu liền truyền đến rên lên một tiếng, Trúc Vô Ngôn vội vã che miệng của nàng. Chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất phát hiện 14 hoàng nữ Trúc Quân là ở ngụy trang người sống đời sống thực vật, ngài thu được 3.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem 14 hoàng nữ chúc quân đánh thành người sống đời sống thực vật, ngài thu được 8.000 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Ở phát hiện chúc quân quả nhiên là làm bộ người sống đời sống thực vật sau đó, chúc vô ngôn không khách khí chút nào phát động tinh thần lực lượng cùng hãn hải nguyên tinh lực lượng, phá hủy chúc quân đầu óc, đưa nàng đã biến thành chân chính người sống đời sống thực vật. Chấm, nếu chúc quân muốn làm người sống đời sống thực vật, cái kia trúc vô ngôn liền để nàng đời này làm cái đủ. Nhìn thấy trúc quân lần thứ hai yên tĩnh nằm ở trên giường, trúc vô ngôn khẽ mỉm cười, mang theo hơn một ức điểm đột phá rời đi phúc ninh điện, không có lập tức đi tìm 38 hoàng tử trúc văn tư phiền phức, mà là trước hấp thu này một làn sóng điểm đột phá lại nói. Liên tiếp lẻn vào thái an điện, lệ tú điện cùng phúc ninh điện, trúc vô ngôn đầy đủ kiếm lời mấy ức điểm đột phá. Nếu không phải 5 phần 10 điểm đột phá đều hóa thành tự do điểm đột phá, chỉ sợ Trúc Vô Ngôn đã sớm ép không được bạo động điểm đột phá hãn hải tinh điền vận chuyển tới cực hạn, chúc vô ngôn hấp thu cuồn cuộn mà đến điểm đột phá, đem hóa thành tinh khiết hãn hải nguyên tinh. Dưới đan điền cùng chín đại luân mạch bên trong hãn hải nội nguyên bằng tốc độ kinh người cô động trở thành hãn hải nguyên tinh, kéo chúc vô ngôn thực lực lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Hãn hải nội nguyên cô động trở thành hãn hải nguyên tinh sau khi, chúc vô ngôn trong cơ thể có thể chứa đựng tiên thiên chi lực ít nói cũng phải tăng cường gấp 10 lần trở lên. Đợi được này một làn sóng điểm đột phá bị hết mức hấp thu, chúc vô môn trong cơ thể hãn hải nguyên tinh số lượng đã đạt đến hơn 20 mươi dặm chu vi dưới đan điền chín đại luân mạch thân thể mỗi cái vị trí cũng nhận được tiến một bước đánh cùng rèn luyện trở nên mạnh hơn báo cái thù còn thật là khó khăn thỉnh thoảng địa còn muốn dừng lại chịu đựng một làn sóng điểm đột phá sung kích có điều như vậy khó khăn chúc vô môn hy vọng có thể nhiều đến mấy lần khẽ mỉm cười chúc vô môn hướng về chúc văn tư chỗ ở hiển phong điện chạy đi làm một tên đầu óc đã xấu đi cả ngày cùng heo làm bạn hoàng tử Hiển Phong Điện cũng không so với Phúc Ninh Điện mạnh đến chỗ nào đi, cũng may chúc văn tư ông ngoại bà ngoại thân phận hiển hách, hàng năm đều đưa tới cho hắn rất nhiều thiên tài địa bảo loại hình, để Hiển Phong Điện khá là giàu có, các loại thị vệ, cung nữ, thái giám cũng rất nhiều, trong đó không thiếu tinh anh. Đặc biệt là làm Hiển Phong Điện tổng quản Phúc An Lâm, càng là tiên thiên luyện khí hậu kỳ cao thủ hàng đầu, có người nói chỉ nửa bước đã bước chân vào cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Bởi vì tu hành một ít lợi hại võ công duyên cớ, Phúc An Lâm thực lực không kém chút nào với đại đa số cao thủ tuyệt thế bị vướng bởi Trúc Văn Tư đặc thù ham muốn, hiển phong điện bên trong trường kỳ nuôi nhốt mấy con tiểu hương heo, Trúc Văn Tư mỗi ngày hãy cùng những này tiểu hương heo pha trộn cùng nhau, khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Trúc Vô Môn tìm tới Trúc Văn Tư thời điểm, Trúc Văn Tư đang luyện công trong phòng cùng mấy con tiểu hương heo ngủ ở đồng thời, trên người còn có một chút phân heo heo đái loại hình, ngụy trang đặc biệt chuyên ngành. Chương 119. Thật heo chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đem Trúc Văn Tư đánh thành thiếu não, ngài thu được một tỷ điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trúc vô ngôn cũng không có lại giống như đối xử trúc quân như thế, trước cẩn thận mà nhận biết một hồi rốt cuộc là thật sự đầu hỏng rồi, hay là giả đầu hỏng rồi, xông lên chính là một trận thao tác mãnh liệt như hổ, phá hủy trúc văn tư đầu, đưa hắn đã biến thành một chân chính thiếu não. Sau đó trúc văn tư sẽ mỗi ngày cùng heo làm bạn, vĩnh viễn làm một vị người vui sướng hình tiểu chư tử, mãi đến tận thiên hoang địa lão cũng không còn chuyển biến tốt một ngày. Đưa Phật đưa thăm thiên, nếu trúc văn tư muốn làm heo, Trúc vô Môn liền để hắn làm cả đời heo, cũng không còn thế tục buồn phiền, giống như là Trúc quân như thế, đời này đều có thể làm một tên vui sướng người thực vật. Thỏa mãn Trúc văn tư nguyện vọng sau đó, chúc vô Môn cũng không có lập tức rời đi hiển phong điện, có người nói hiển phong điện chính là hoàng tử hoàng nữ bên trong giàu có nhất cung điện một trong, dù sao Trúc văn tư ông ngoại chính là thiên hạ nổi. Danh Phú Hào, Chúc vô Môn hiện tại nghèo đinh đương vang, toàn bộ thái tử cung gộp lại liền một ngàn lạng bạch ngân đều thu thập không đủ, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nghèo nếu đến rồi hiển phong điện đương nhiên phải cố gắng cướp đoạt một phen hiển phong điện bên trong mặc dù có cao cấp trận pháp bảo vệ bất quá đối với Trúc vô môn tới nói thủng rỗng kêu to hắn dễ như ăn cháo điện lẻn vào hiển phong điện nơi sâu xa đi tới kho hàng vị trí lặng yên không một tiếng động giấu giếm được trông coi kho hàng tiên thiên cao thủ Trúc vô môn tiến vào hiển phong điện trong phòng kho đập vào nghi mắt chính là cao tới mấy vạn hai hoàng kim còn có các loại hiếm quý dị bảo võ công biển tịch loại hình trúc vô môn chuyên chọn những kia đắt giá gì đó lắm rất nhanh sẽ tràn đầy phía sau ba lô. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất trộm lấy nặng 10 cân Dạ Minh Châu, ngài thu được 300 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất trộm lấy huyết ngọc san hô, ngài thu được 600 vạn điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Chúc mừng ký chủ Bình Sinh lần thứ nhất trộm lấy 10 vạn lượng kim phiếu, ngài thu được 1.000 vạn điểm đột phá xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Trong thời gian ngắn ngủi, Trúc Vô Ngôn đầy đủ thu hoạch mấy ngàn vạn điểm đột phá, có thể tưởng tượng được hắn ở phủ trong kho đạt được bao nhiêu bảo vật. Lúc rời đi, Trúc Vô Ngôn phát hiện Hiền Phong Điện Đại Tổng quản Phúc An Lâm ngay ở phủ kho bên cạnh ở lại, hiển nhiên là tại khán thủ phủ kho. Trúc Vô Ngôn cười lạnh một tiếng, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Phúc An Lâm. Hô, tám tầng cửu long quyền rơi vào Phúc An Lâm trên người, vị này cao thủ tuyệt thế liền chút nào sức lực chống đỡ lại đều không có, liền đang ngủ bộ xương nát hết mà chết, mãi cho đến chết cũng không biết là ai giết hắn. Tuy rằng Trúc Vô Ngôn cũng biết Phúc An Lâm hành động hẳn là Trúc Văn Tư sau lưng làm chủ, Phúc An Lâm chẳng qua là Trúc Văn Tư trong tay một cây đao mà thôi. Bất quá nghĩ đến Phúc An Lâm tự mình khiến người ta giết nguyên chủ tâm Phúc Hầu Gái, Trúc Vô Ngôn quyết định vẫn là đem cái tên này cũng làm thịt rồi, để nguyên chủ chết an tâm một chút chúc mừng ký chủ bình sinh lần thứ nhất đánh giết cao thủ tuyệt thế Phúc An Lâm, ngài thu được 200 triệu điểm đột phá, xét thấy thực lực tầm quan trọng, 5 phần 10 điểm đột phá tự động dùng để nâng lên ký chủ thực lực. Quả nhiên liền ngay cả đặc thù hệ thống cũng thừa nhận Phúc An Lâm có cao thủ tuyệt thế thực lực, có điều chính là như vậy một vị cao thủ tuyệt thế, đối mặt chúc vô Môn đánh lén, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được, đến chết cũng không biết là ai giết hắn. Chúc vô ngôn vào giờ phút này thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được chỉ cần là ở hiển phong điện bên trong, Trúc Vô Ngôn liền đầy đủ thu hoạch gần 400 triệu điểm đột phá, trong đó gần 200 triệu đều bị cường rót đến Trúc Vô Ngôn trong cơ thể. Trúc Vô Ngôn chỉ được trước mang theo đồ vật trở lại Thái Tử Cung, đem đồ vật giấu kỹ sau đó liền bắt đầu hấp thu này một làn sóng điểm đột phá, đợi được đem những này điểm đột phá hết mức hấp thu xong sau đó, Trúc Vô Ngôn thực lực lại tăng lên một đoạn dài. Nhìn thời gian còn sớm, Trúc Vô Ngôn lần thứ hai rời đi Thái Tử Cung, hướng về Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào chỗ ở chạy đi hai người này hoàng tử cũng là lực đẩy nguyên chủ trở thành thái tử chủ lực, cùng nguyên chủ cừu hận cũng không nhỏ. Trúc vô ngôn cũng không có như đối xử trúc quân cùng trúc văn tư như thế đối xử bọn họ, mà là đem vài sợi hãn hải nguyên tinh đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ, trong vòng mấy tháng sau đó, này vài sợi hãn hải nguyên tinh sẽ từ từ địa ăn mòn bọn họ đan điền cùng luân mạch, đợi được bọn họ phát hiện thời điểm, bọn họ đan điền cù. Âm luân mạch cũng là hết thuốc chữa, đến thời điểm trúc vô ngôn sẽ làm bọn họ trơ mắt mà nhìn mình là làm sao trở thành phế nhân, như vậy trừng phạt nên vậy là đủ rồi. Phế bỏ Trúc Chi Sơn cùng Trúc Hải Đào sau đó, Trúc Vô Ngôn cũng từ bọn họ ở lại bên trong cung điện đạt được không ít bảo vật, thuận tiện đạt được mấy cái trăm triệu điểm đột phá, thu hoạch có thể nói tràn đầy. Sau đó lại trừng trị mấy cái hoàng tử hoàng nữ sau khi, Trúc Vô Ngôn không thể không tạm thời dừng tay, bởi vì lúc này giờ khắc này hắn dưới trong đan điền, hãn hải nguyên tinh thích thình lình đã mở rộng đến. 60 dặm chu vi, tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh, Chúc Vô Ngôn đều cảm thấy trong cơ thể tiên thiên chi lực có chút ngây dại ra, vận chuyển thời điểm cũng không có trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Trong thời gian ngắn thực lực nâng lên quá nhanh, chúc Vô Ngôn có chút chống được. Cho nên vẫn là trước thích ứng một phen, sau đó sẽ tiếp tục trả thù những này kẻ thù tốt hơn. Hơn nữa chúc Vô Ngôn cũng phải hãy mau đem trận pháp tu vi tăng lên, lẻn vào hoàng gia tàng thư các tầng thứ tư, được dĩ võ nhập đạo biện pháp, tránh khỏi đến tiếp sau sẽ lãng phí điểm đột phá. Thời gian cũng không sớm, nếu như ban ngày trả thù hoàng tử hoàng nữ bại lộ độ khả thi gia tăng mãnh liệt, Trúc Vô Môn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy. Vì lẽ đó hơi làm cân nhắc, Trúc Vô Môn liền trở về Thái Tử Cung, để sơ hạ cùng Lai Xuân vì hắn cảnh giới, Trúc Vô Môn thì lại trốn ở luyện công trong mật thất, bắt đầu khổ tu cửu long quyền, thiên nhai minh nguyệt đao pháp. Thích ứng tăng lên dữ dội thực lực, trong lúc thuận tiện đem tiếp cận viên mãn thiên địa thính kinh cho tăng lên, đạt đến viên mãn chi cảnh, băng tâm quyết cũng bị Trúc Vô Môn lại tăng lên một ít, trở nên mạnh hơn. Trúc Vô Ngôn thực lực tiếp tục vững bước mà tăng lên, khoảng cách tiên thiên cực hạn càng ngày càng gần, chỉ là chúc vô ngôn tiên thiên cực hạn, tương đối vu ngoài hắn ra cao thủ tuyệt thế mà nói, chỉ sợ sớm đã siêu thoát với tiên thiên cực hạn bên trên. Dựa vào chúc vô ngôn vào giờ phút này thực lực, đừng nói là 10 cái, coi như là 20 phổ thông cao thủ tuyệt thế liên thủ, có thể hay không đánh bại chúc vô ngôn vẫn là một ẩn số. Nguyên nhân không gì khác, căn cơ quá hùng hậu, võ công quá cường hãn, cho dù kinh nghiệm thực chiến kém một chút nhi, vẫn cứ đủ để ngang dọc tan tác, hoành hành thiên hạ võ lâm. Có điều Trúc Vô Môn giờ khắc này quan tâm nhất không phải thực lực tăng trưởng, mà là tỉnh lại Trúc Lễ Ba phát hiện mình đã biến thành thái giám, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhất định sẽ kích động lên tiếng khóc lớn đi. chương 120, diêu dít ánh sáng sớm ngày thứ hai, làm Trúc Vô Môn còn đang trong ôn nhu hương ngủ say thời điểm, chăm chỉ Trúc Lễ Ba đã tỉnh lại, chuẩn bị kỹ càng thật tu hành một phen, nâng lên một hồi cửu long quyền trình độ. Hắn đã ở tất cả mọi người không biết tình huống đem cửu long quyền tu hành đến tầng thứ ba, đón lấy nên xung kích tầng thứ tư bình cảnh ràng buộc vẻn vẹn so với trúc vô ngôn thấp bồn tầng thứ mà thôi, cũng chính là hai lần tranh lệch. Nếu là không có trúc vô ngôn, trúc lễ ba hẳn là hết thảy hoàng tử hoàng nữ bên trong cửu long quyền tiến độ nhanh nhất một, tiếc núi chính là vừa sinh du gì sinh sáng, trúc vô ngôn trước vẻn vẹn hao tốn mấy ngày, liền đuổi tới trúc lễ ba hơn 20 năm tu hành. Nên tu hành, trúc lễ ba chậm rãi xoay người, rời giường chuẩn bị mặc quần áo, sau đó đi luyện công mật thất tu hành. Chỉ là vừa cầm lấy quần áo, trúc lễ ba liền ý thức được chỗ nào là lạ, vừa đó là tiếng nói của hắn sao làm sao có chút là lạ chúc lễ ba há mồm chuẩn bị gọi hai tiếng nhìn chuyện gì xảy ra a a a cà 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 chúc lễ ba ngây người mặt sau đó âm thanh mình không phải là một mười ca -a, a a sao làm sao đã biến thành cà 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 thanh âm của nghe có chút quen thuộc bỗng nhiên chúc lễ ba nghĩ tới đây dạng thanh âm của giống như là thái an điện bên trong những kia bọn thái giám thanh âm của bọn hỏa thời điểm r ất dễ dàng biến thành ca giống như là vịt đực như thế nhưng là hắn làm sao sẽ phát sinh âm thanh như thế, rốt cuộc là tình huống thế nào. Trúc lễ ba lại gọi vài tiếng, cà cà cà, cà trúc lễ ba trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, vội vã hướng về nơi nào đó tìm kiếm. Trúc lễ ba ngây dại, chỉ chốc lát sau phát sinh tiếng rít chói tai thanh. A, 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 âm thanh sắc nhọn, chói tai nhức óc, tẩm cung chu vi thái giám, thị vệ, các cung nữ sắc mặt đột biến, đồng thời hướng về tẩm cung vào tới. 89 điện hạ, ngài làm sao vậy? Nhanh đi bảo vệ 89 điện hạ, ngàn vạn không thể để cho 89 điện hạ xảy ra vấn đề rồi. Một đám người chen trúc sông vào tầm cung, trước mặt liền thấy được cởi quần xuống cúi đầu khóc gọi chúc lễ ba, mà chúc lễ ba phía dưới không hề có thứ gì. Gà bay trứng vỡ sáng mông mông, a à, càng to lớn hơn tiếng thét chói tai vang lên, đó là tiến vào các cung nữ bị dọa cho sợ rồi, giống như là bị dọa đến bất lực giết gào trúc lễ ba như thế. Cho dù lấy chúc lễ ba tâm trí cùng lòng dạ, đối mặt như vậy kinh sợ đích tình huống, nhất thời cũng bị làm cho khiếp sợ hoang mang lo sợ, mơ hồ hồn nhiên không biết ở nơi nào. Phải biết hắn tối ngày hôm qua còn đang cười nhạo Trúc Vô Ngôn là thái giám, đời này đã xong đời, còn muốn phải giúp giúp Trúc Vô Ngôn nghỉ làm cha. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới qua đi vài canh giờ mà thôi, huynh đệ của hắn cũng đã héo rút, chỉ còn dư lại một cái kim may, liền Trúc Vô Ngôn cũng không bằng. Nếu để cho Trúc Lễ Ba biết Trúc Vô Ngôn không chỉ không phải thái giám, ngược lại uy mãnh cực điểm, không biết Trúc Lễ Ba sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhanh đi gọi thái y, lập tức vì là 89 điện hạ trị liệu, còn có lệ phi nương nương, chúng ta trước đem lệ phi nương nương mời đi theo. 89 điện hạ đây là thế nào, ai đem 89 điện hạ thiến sao, ô ô ô. Toàn bộ Thái An điện loạn tung lên, hết thảy thị vệ, cung nữ cùng Thái giám giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sợ đến chạy loạn khắp nơi. Trương Minh Lệ nhận được tin tức sau đó, không lo được trên tay thương thế, ngay lập tức hướng về Thái An điện chạy như điên tới, thấy được biến thành kim may chúc lễ ba. Hoàng Nhi, ngươi làm sao, ai đem ngươi hại thành như vậy? Các ngươi những này thùng cơm, chất thải, ngu xuẩn, tiện nhân. Suốt cuộc là làm sao bảo vệ ba nhi, bản cung phải đem các ngươi hết thảy chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây, chu diệt cửu tộc. Ta hoàng nhi người đừng sợ, mẫu phi nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, cho ngươi chấn chỉnh lại hùng phong, vì ta hoàng thất nối dõi tông đường. Đối mặt trương minh lệ an ủi, chúc lễ ba chỉ có một phản ứng. Ô ô ô, xíu giết anh, ô ô ô, rất nhanh cái thứ nhất thái y tiến vào thái an điện, bắt đầu vì là chúc lễ ba làm kiểm tra, mấy phút sau vô lực lui ra, thứ hai thái y tiến vào thái an điện mấy phút sau đồng dạng vô công trở ra trương minh lệ lập tức vận dụng quyền lực để thái y viện phó viện trưởng đến đây vì là chúc lễ ba trị liệu tiếc nuối chính là thái y viện phó viện trưởng cũng không có thể ra sức vừa lúc đó trương minh lệ chúc lễ ba chờ nhận được tin tức nói là 97 hoàng tử trúc Dũng vũ thiết bổng cũng trở thành kim may chính đang điên cuồng tìm kiếm thái y trị liệu biết được tin tức này sau khi chính đang khóc giống chúc lễ ba không tên địa không có thống khổ như vậy ngậm miệng bắt đầu nức nở oan ức giống như là tiểu cô nương như thế trương minh lệ gà mẹ bảo vệ con gà con như thế vẫn ôm chúc lễ ba ôn nhu an ủi có điều theo càng ngày càng nhiều thái y bó tay toàn tập dần dần mà trương minh lệ cũng ngồi không yên tự mình đi tới cản thanh cung thỉnh cầu hoàng đế trúc chân vũ phái ngự y đến vì là chúc lễ ba trị liệu vừa vặn xếp hạng thứ ba ngự y ninh thái dũ chính đang vì là hoàng đế trúc chân vũ kiểm tra thân thể biết được tin tức này sau đó hoàng đế trúc chân vũ lập tức để ninh thái dũ đến đây vì là chúc lễ ba trị liệu Ninh Thái Dũ đầy đủ kiểm tra rồi nửa canh giờ, đồng dạng vô lực bại lui, đi vào tìm kiếm xếp hạng thứ nhất cùn. G đệ nhị ngự y trợ giúp, trên đường còn đi tới Trúc Dũng Vũ ở lại cung điện một chuyến, lúc này mới về tới Càn Thanh Cung, đi tới trong thư phòng bái kiến Hoàng đế Trúc chân Vũ. Lễ ba cùng Dũng Vũ là cái gì tình huống? Hoàng đế Trúc chân Vũ khai nhíu mày nói, Ninh Thái Dũ cúi người nói, 89 điện hạ cùng 97 điện hạ tựa hồ là mắc phải bệnh lạ, người cái đều héo rút trở thành kim may, theo lão thần xem ra, trên căn bản, trên căn bản đã trị liệu vô vọng, chuyện này, Hoàng đế Trúc Chân Vũ ngạc nhiên, không phải giả bộ sao? Ninh Thái Dũ cân nhắc chốc lát, lắc lắc đầu, Ngụy Trang khả năng không lớn, dù sao người cái đều biến thành như vậy, Ngụy Trang không đến, hơn nữa chỉ có 89 điện hạ một người, còn có có thể là Ngụy Trang, thế nhưng hơn nữa 97 điện hạ, Ngụy Trang độ khả thi trên căn bản không có. Thật sự không trị hết, Hoàng đế Trúc Chân Vũ hỏi, Ninh Thái Dũ cúi đầu xấu hổ nói, lão thần không thể ra sức, kính xin bệ hạ trách phạt. Nghĩ lễ ba cùng dũng vũ cũng không có như vậy quyết đoán, vì trốn tránh thái tử vị trí lại dám tự phế nhân cái, tha rằng như vậy còn không bằng tự phế thực lực. Hoàng đế trúc chân vũ khoát tay áo một cái, chỉ là đây cũng quá kỳ quái, cùng một ngày hai cái hoàng tử cũng phải thứ quái bệnh này, vì sao dấu vết quá rõ ràng, người sẽ không có phát hiện dị thường gì chỗ sao. Ninh thái dỗ sắc mặt thình lình, lão thần vô năng, cũng không có phát hiện có người gian lận. Nếu nếu như vậy, vẫn là chờ một chút mấy cái khác ngự y kết luận, xem bọn họ có hay không cái gì phát hiện hoàng đế trúc chân vũ đầy mặt vẻ nghi hoặc thuận tiện khiến người ta điều tra một hồi chúc lễ ba cùng chúc dũng vũ khoảng thời gian này đắc tội rồi người nào còn có những kia với bọn hắn có cửu án hoàng tử hoàng nữ loại hình nhìn những người này có hay không khả nghi tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập kế tiếp đừng quên đăng ký kênh và like hộ nhé mọi ý kiến hay thích nghe bộ chuyện nào thì hãy để lại lời bình mọi ý kiến mình đều tiếp thu cải thiện kênh hẹn gặp lại bye bye